chương 501 sao thế, người có gì không ổn sao? Hay là hoài nghi thân phận của hắn là giả? Tráng hán vừa thấy thần sắc của lão già, không nhịn được liền hỏi. Thân phận của hắn tất nhiên là không có vấn đề, chúng ta tiềm phục ở miểu âm môn, sớm đã phục chế chân dung của hai vị trưởng lão miểu âm môn, người này cùng với bức họa lưu trong ngọc giản giống nhau. Đích thực là trưởng lão họ hàn kia rồi. Nếu hắn có thi triển bí thuật gì để thay đổi dung mạo, thì cũng thoát không khỏi pháp nhãn của vương trưởng lão ở cảng khẩu bên kia, lão giả lục bào một tay vuốt tròm dâu, tiếp theo giơ tay kia lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu lục, thoáng đưa qua trước mắt tráng hán rồi thu lại. Nếu không có việc gì, tại sao lại lộ ra thần sắc như vậy? Tráng hán hừ một tiếng, có chút bất mãn. Trưởng lão họ hàn của miểu âm phái này rất không đơn giản, chỉ sợ ngươi và ta nếu độc đấu với hắn, cũng không phải là đối thủ lão giả lục bào trầm ngâm một chút, sau đó lời nói ra khiến cho tráng hán nhất thời ngẩn người. Lời này là có ý tứ gì? không phải hắn và ta đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ sao? Nhưng hắn chỉ là tán tu, làm sao có thể so sánh với chúng ta, thường xuyên được thánh tổ chỉ điểm trắng hắn sau một hồi cân nhắc, căn bản không tin mà nói. Lão giả nghe trắng hắn nói xong, một điểm tức giận cũng không có, ngược lại đợi cho trắng hắn bình tĩnh lại rồi mới giải thích, lưu hộ pháp hẳn đã biết công pháp mà ta tu luyện là thất sát quyết, mặc dù không tính là công pháp đỉnh cấp gì, nhưng đối với sát khí của một người nào đó, nhiều ít bao nhiêu ta đều cảm ứng rất rõ ràng. Mà sát khí trên người đối phương, đích xác rất nặng, giống như trên người một tu sĩ kết đan kỳ mà lão phu đã từng biết, hắn khi đó đã giết rất nhiều người, mới có được sát khí như vậy. Lão phu đã từng biết, người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Tính làm gì, nếu giết nhiều tu sĩ cấp thấp, thì ta cũng có thể dễ dàng làm được trắng hán bộ dáng vẫn chưa bằng lòng. Cái này không giống, ngươi làm vậy, mặc dù cũng sẽ có một chút sát khí, nhưng thời gian lâu một tí, liền dễ dàng tiêu tan mất mà sát người trên người người này không những dày đặc mà còn sắc bén lạnh lẽo cực kỳ đây là loại đã chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được loại sát khí này chỉ có một số mập pháp của phật đạo mới có thể tiêu trừ được còn không vĩnh viễn không bao giờ mất hơn nữa người này tựa hồ có liễm khí thuật khá thần diệu chỉ lộ ra bên ngoài một phần mười lượng sát khí mà thôi nhưng chỉ như thế thôi mà sát khí đã kinh người như vậy tu sĩ bình thường chống lại người này, chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mê hồ thuật chỉ như là gãi ngứa, mà còn nếu như nhất thời sơ ý, bị cổ sát khí này vây lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị đoạt mất, tu vi 10 phần đến lúc đó có thể phát huy ra 78 đã là hay lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sát quyết, thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi ngàn dặm trong mắt lão già hàn quang trượt lóe, âm trầm nói. Theo lời của người này nói, tự nhiên là không biết hàn lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ tuy không nhiều, nhưng yêu thu cấp năm tương đương với kết đan sơ kỳ thì đã giết hàng trăm, cho nên sát khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng. Thương hộ pháp, ngươi không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nhận người này làm đồ đệ sao? Đừng quên đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ, sẽ không bái lại làm môn hạ của ngươi trắng hắn sau khi ngẩn ra một chút, mang theo vẻ nghi hoặc nói, thu hắn làm đồ đệ. Việc này đương nhiên không có khả năng. Ta chỉ là đối với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy của hắn cũng có chút hứng thú. Hẳn là phải có yếu quyết nào đó lão già bình tĩnh nói. Nghe đến đó, tráng hán hoàn toàn mất đi hứng thú. Bởi vì công pháp nhờ vào sát khí mà tu vi tinh tiến, phòng trừng cả loạn tinh hài e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Pháp quyết hắn tu luyện không nằm trong số đó, tự nhiên sẽ không chút động tâm. Bất quá, tráng hán sau khi nhớ lại điều gì đó, thuận miệng hỏi, Người nói thiếu chủ có hứng thú đối với tử linh tiên tử của miểu âm môn, ta tại sao chưa từng nghe qua? chẳng lẽ là thiếu chủ phân phó riêng cho ngươi tráng hán vẻ mặt lộ ra vẻ tiên nghi hoặc hắc hắc sự tình này còn đợi thiếu chủ phân phó sao người không phải không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì mà tử linh tiên tử này đích thực là đại mỹ nữ của cả loạn tinh hải chúng ta nếu có thể tác thành chuyện này đem nàng dâng lên đến lúc gió tự nhiên sẽ có chỗ tốt phải biết rằng thiếu chủ đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ điểm một chút thì không tới trăm năm nguyên anh cũng có thể đạt tới lão già cười âm âm nói tráng hán nghe xong lời này có chút hiểu được lập tức lại hưng phấn liên tục gật đầu chúng ta lúc nào động thủ thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan tráng hán lộ ra vẻ cười độc ác xoa xoa tay nói việc này cũng không cần gấp tốt nhất là sau lần đại chiến này hãy đi làm dù sao cũng đã làm cho diệu âm môn biết thế lực cường đại của nghịch minh tinh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được đến lúc đó còn không chịu khuất phục sao ta nghe nói miểu âm môn có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong thiên tinh thành đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cớ chúng tư thông với tinh cung còn sợ dám làm trái nữa sao lão già thần sắc bình tĩnh chậm rãi nói hay đối phương chỉ có hai trưởng lão kết đan sơ kỳ dám cản đường chúng ta sao cũng là thương đạo hữu túc trí đa mưu tráng hán vui vẻ cười to nói lão già nghe vậy cười nhẹ trong lòng cũng có vài phần tự đắc thầm nghĩ nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha cứ như vậy vừa có thể cường áp tên trưởng lão họ hàn của diệu âm môn kia. Đến lúc đó bắt hắn dâng pháp quyết tụ tập sát khí lên. Thật là nhất tiễn hạ song điêu. Nghĩ tới đây, lão già híp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hàn lập bay khỏi đám người lão già lục bào, chớp một cái đã tới trên bầu trời cảng khẩu. Sau khi liếc vội nhìn mấy tên tu sĩ nghịch minh tinh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cỗ thần thức vô cùng cường đại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập giam vào trong. Hàn Lập nhất thời kinh hoàng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại, yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng hắn đã sớm đoán trước việc này, đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn, nghịch minh tinh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tín vật mà thả cho đi phòng trừng cầm lão quái nguyên anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét để phòng ngừa những tu sĩ kết đan kỳ có thuật biến ảo dung mạo giả dạng người khác hòng vượt qua kiểm tra hàn lập ánh mắt kiên định dị thường không lộ ra vẻ bối rối hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ đến việc dùng thân phận giả bởi vì thay thôi dung mạo là cách che giấu kém nhất nghe đồn trừ phi đem hai ba loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra còn lại căn bản không thể gạt được thần thức cường đại của người dò xét nếu thay hình đổi dạng dùng thân phận giả vạn nhất bị người ta nhìn thấu ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ khó có khả năng qua mặt được do đó hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích nhất nhất dùng thân phận trưởng lão của diệu âm môn là ứng phó nghĩ đến khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích thì hắn đã sớm đến ngoại tinh hải rồi ôm loại ý nghĩ này hàn lập trấn tĩnh dị thường mặc cho lão quái nguyên anh kỳ kia dùng thần thức giỏ xét một phen Quả nhiên, thần thức kia thấy không có gì kỳ lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàn lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng cảng khẩu bay, tới ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mặc dù cũng không sử dụng huyết sắc phi phong cổ bảo, nhưng hắn cũng không có ý giảm tốc độ lại. Đi được nửa ngày, Hàn Lập định tiến vào thiên tinh thành, đột nhiên nhớ mày ngừng lại, dùng mắt nghi ngờ quan sát vùng phụ cận đánh giá vài lần, đột nhiên thần sắc trầm xuống hàn lập nhấc tay lên cả người đứng ở trong một tầng hào quang màu xanh nhạt nhưng vẫn lở lửng tại chỗ không nhúc nhích một lát sau từ phía xa có hai đạo hào quang một la một hồng phóng tới bọn họ trong chốc lát liền tới trước mặt hàn lập hào quang chợt lóe lộ ra hai gã tu sĩ ngân sam kim đái trẻ tuổi đây rõ ràng là tu sĩ nghịch minh tinh đều có tu vi kết đan sơ kỳ hai người này một người mặt trắng giống như nho sinh người kia ra tay đen nhánh là một đại hán cường tráng Hai người này vừa xuất hiện, liền lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hàn Lập không nói lời nào. Bọn hắn hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào Hàn Lập. Tự hồ sẵn sàng ra tay. Hàn Lập thần sắc khẽ giật mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng nói, hai vị đạo hữu có chuyện gì không? Tại hạ hiện giờ có việc gấp cần phải đi, nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ. Người không thể đi, phải theo chúng ta đến một nơi đại hán cao lớn vẻ mặt không thay đổi, lạnh như băng ra lệnh. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Tại hạ chẳng lẽ đắc tội với hai vị? Hay là nghịch tinh minh bá đạo, có thể tùy ý bắt người Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nét mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Vị đạo hữu này không cần tức giận, hai huynh đệ chúng ta chỉ là phụng mệnh truy đuổi bọn tinh cung còn sót lại. Vừa rồi có một tu sĩ tinh cung bị hai người chúng ta đả thương, nhưng thi triển một loại độn thuật quỷ dị, đã chạy trốn. Mà đạo hữu lại vừa trùng hợp xuất hiện ở nơi này, mà theo như chúng ta biết tinh cung có vài loại bí thuật thay hình đổi dạng hai người bọn ta không cách nào nhìn ra các hạ có biến đổi dung mạo hay không vì thế xin mời đạo hữu hợp tác tạm thời đi theo chúng ta một chuyến nho sinh trẻ tuổi lời nói có chút khách khí nhưng y không cho hàn lập rời đi vẫn lộ rõ chương năm trăm linh hai nghe xong câu này hàn lập lặng im không nói sắc mặt không ngừng thay đổi tựa như đang suy nghĩ cái gì đó còn hai vị tu sĩ nghịch tinh minh kia thấy bộ dạng hàn lập như vậy bất giác đưa mắt nhìn nhau cảnh giác nhìn chằm chằm vào hàn lập được rồi dù sao tại hạ hiện cũng không có việc gì thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến hàn lập bỗng nhiên bật cười điềm tĩnh nói hai người nghe hàn lập nói vậy sắc mặt nhất thời thả lòng lão giả nho sam càng có chút đắc ý mở miệng bộ dáng muốn nói gì đó đúng lúc này thì hàn lập bỗng nhiên ra tay tay phải của hàn lập vốn luôn được giấu trong tay áo bỗng vung lên sáu đạo thanh quang vô thanh vô tức bắn về phía đại hán đồng thời cùng lúc đó tay trái của hàn lập bỗng lật lại năm cái đồng hoàn màu sắc khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên phát ra tiếng ông ông ngươi dám ra tay nho sinh phản ứng cũng rất nhanh vừa thấy hàn lập ra tay tức thì há miệng phun ra một khối pháp bảo bình lập phương pháp bảo này màu sắc đen như mực nhìn rất giống như một cái nghiên mực cổ quái đại hán cũng không chút chậm trễ vung tay lên tức thì một khối đại ấn bạch ngọc bay ra lập tức lớn lên gấp mấy lần bạch quang cuốn quanh đại ấn nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang cẩn thận đồng hoàn kia là cổ bảo lúc này nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàn trong tay hàn lập giật mình lên tiếng nhắc nhở đại hàn nghe xong cũng giật mình nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân sau đó mơ hồ huyễn hóa thành mười hai đạo kiếm quang bay vọt tới trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cự kiếm màu xanh hung hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau chém tới Đại hán giật mình kinh hãi, nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận pháp quyết tức thì Lam Quang chợt bùng lên. Mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra. Lam Quang, từ phù văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán bao phủ, vào bên trong. Lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh tiếp lấy thanh chức phong vân, kiếm của hàn lập. Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở, thì nho sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nghiên mực đang lơ lửng, ở trước ngực hắn cái nghiên mực tức thì xoay tròn. Từng đạo xương mù đen kịt từ bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trượng, tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận. Nho sinh không ngừng vận pháp quyết, vũ khí màu đen bắt đầu ngưng tụ lại, trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu đen thui. Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên một tiếng, hồng quang chớp động bay vụt về phía Hàn Lập. Hàn Lập ở phía đối diện cũng thấy rõ, đồng hoan trong tay sau khi cấp tốc chớp lên vài cái rồi, mới đi trong không trung không thấy tung tích tiếp sau đó lòng bàn tay khẽ lật một cái một cái hoa lam hình dáng cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn công kích của mình nho sinh không giận mà ngược lại rất vui mừng khối mê huyễn nghiên kia của hắn chính là dùng phương pháp luyện chế từ cổ xưa tổn hao rất lớn mới có thể luyện thành để có được nó hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà hắn tích cóp cả nửa đời người nhưng trong lòng không có chút hối hận bởi vì cái pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành công đã khiến cho Nho Sinh, trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm chí ngay cả khi gặp tu sĩ kết đan trung kỳ cũng có sức, mà Liều Mạng một phen. Chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn quá nhiều, một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra ngoài. Tận mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người Hàn Lập, trên khuôn mặt của Nho Sinh hiện nụ cười hung ác, hai tay chập lại chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điểu nổ tung nhưng đúng vào lúc này một âm thanh khe khẽ chợt vang lên bên tai của nho sinh tiếp đó cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện năm cái đồng hoàn rồi ngay sau đó nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến mất không có cách nào để tụ nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ kinh hãi đối với đồng hoàn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị hắn vốn đã hết sức cảnh giác nhưng đồng hoàn đột nhiên vô thanh vô tức chòng lên trên người thật sự là ngoài dự liệu của nho sinh nhất thời nho sinh sợ muốn hồn phi phách tán đủ các ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu hắn lúc này ở bên cạnh cũng chuyển tới một thanh âm cực lớn thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau cự kiếm màu xanh cuối cùng cũng va chạm với đại ấn bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo lấy thanh quang cự kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn đồng thời sáu đạo thanh quang còn lại cũng đánh thẳng vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ đại hán kia ẩm từng tiếng nổ vang lên trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động để ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ vòng bảo hộ. Hàn lập khẽ kêu ồ một tiếng, tựa như cảm thấy ngoài dự đoán của mình. Xem ra ích tà thần lôi của thanh trúc phong vân kiếm hiện tại quả nhiên, do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa thể có uy lực lớn được. Nhưng lúc này cũng không có thời gian để hàn lập suy nghĩ nhiều, quái điều màu đen kia đã tới trước mặt hắn, mặc dù không có pháp lực của nho sinh duy trì, nhưng cái pháp bảo nghiên mực kia lại có sự tương giao thần thức với nho sinh, vẫn khu xử quái điều không chút giảm uy lực mà tấn công. Hàn lập hư lạnh một tiếng, hoa lam trong tay hào quang phát sáng rực rỡ. Một luồng bạch quang cực lớn từ hoa lam tỏa ra cuồn toàn bộ quái điều vào bên trong. Nhìn thấy như vậy, nho sinh mặt không còn một chút máu. Không thể nào, ngươi còn có cổ bảo khác nữa, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bào bên người đã là một việc vô cùng may mắn, rồi. Bởi vì khi cổ bào xuất thế, thì đa phần đều rơi vào tay các tu sĩ nguyên anh kỳ. Còn tu sĩ kết đan, khi phổ thông mà muốn sở hữu cổ bào thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng khi hàn lập trước sau tế xuất đồng hoàn cùng hoa lam hai loại bảo vật, không khỏi khiến cho nho sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là hàn lập lúc này, không có tâm tư trả lời mà chỉ lặng lặng ném hoa lam ra tức thì bạch quang lóe lên, hoa lam bay vọt ra nghênh đón đại ấn rồi bao trùm nó vào bên trong, khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp nơi trong bạch quang, nhưng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiếp đó Hàn Lập không chút chậm trễ, mười ngón tay co lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí. Mục tiêu chính là nho sinh đang bị ngũ hành hoàn phong tỏa. Không, nho sinh chỉ kịp kêu lớn một tiếng, trên người tức thì bị xuyên thủng mười mấy lỗ hồng, thân hình lào đào mấy cái lập tức mất mạng đáng tiếc một thân công pháp của hắn chưa kịp thi triển chút nào thì đã bị ngũ hành hoàn phong tỏa chân nguyên khiến cho hắn dù thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp thi triển hàn lập vẫy nhẹ tay ngũ hành hoàn biến thành một đạo hào quang rời khỏi thi thể nho sinh trở về tay hàn lập lúc này ánh mắt lạnh lẽo của hàn lập liếc qua hướng khác ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé đại hắn lúc này mặt đầy mồ hôi đang thi triển pháp quyết muốn thu hồi đại ấn về nhưng nhất thời vẫn chưa thành công sáu đạo thanh quang kia vẫn đang không ngưng đánh vào lớp hào quang phù văn bên ngoài. Nay đại hán thấy nho sinh dễ dành mất mạng khiến cho trong lòng hắn nhất thời kinh hãi. Thấy hàn lập lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm của đại hán bỗng chợt ớn lạnh. Đại hán chợt cắn răng, khóa thành một đạo lam quang vụt bay đi. Ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình cũng vất bỏ không thương tiếc. Người này hành sự cũng rất quyết đoán. Hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại. Ngũ hành hoàn trong bàn tay lần nữa biến mất. Chỉ trong nháy mắt, ngũ hành hoàn trong ánh sáng ngũ sắc xuất hiện, trên đỉnh đầu của đại hán đang đào thoát một cách quỷ dị. Tiếp theo đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của đại hán, những phù văn của đồng hoàn bắt đầu hiện ra quanh người đại hán. Tức thì độn quang làm sắc đình chỉ, cả người đại hán vô lực rơi thẳng xuống phía dưới. Hàn quang lóe lên trong mắt hàn lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán, chém đại hán ra làm đôi. Tới lúc này, tu sĩ hai kết đan kỳ của nghịch tinh minh đều đã mất mạng trong tay hàn lập hạ xuống dưới, Hàn Lập nhẹ nhàng thu lấy túi chữ vật của cả hai, dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu hồi. Đại ấn, trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiên mực vô chủ đang lơ lửng ở trên không trung, Hàn Lập cũng không khách khí mà thu lấy. Đạo hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi chứ Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn xuống mặt nước lãnh đạm nói. Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển. Một cơn gió biển lành lạnh thổi qua, bốn phía vẫn im lìm không chút tiếng động, Thấy như vậy, Hàn Lập bất giác thở dài một hơi. Các hạ nhất mực tiềm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ tại hạ không đưa đạo hữu ra được sao thần sắc Hàn Lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đanh lại. Đạo hữu chậm đã, tại hạ xin ra ngay dường như bị Hàn Lập, chỉ ra chỗ ẩn nó nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng, cũng nhịn không được phải lên tiếng. linh 503 vừa nghe thanh âm người này, Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc, tiếp theo đó mặt nước phía dưới khẽ dao động sau khi bạch quang trượt lóe một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên người này mặc y phục màu trắng của tinh cung tóc đen dài tới vai trên đầu buộc một sợi dây ngọc thần sắc thong thả nhìn hàn lập nhưng khi hàn lập nhìn thấy rõ mặt người này thì khuôn mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên người này có khuôn mặt trắng như ngọc mắt phượng mày ngài thân hình mềm mại đúng là một người tuyệt mỹ nhưng cái làm hàn lập không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay nữ nếu nói người này là nữ, thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói hắn là nam thì dung nhan lại quá mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì? Tại hạ là ngoại sự chấp pháp của tinh cung Lăng Ngọc Linh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu mạng. Thanh âm của người này phát ra rất dễ rung động lòng người. Chỉ có điều thanh âm cũng trung tính khiến cho Hàn Lập nhíu mày đau đầu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm người này khiến cho hàn lập bất giác nhớ tới điền bất khuyết của thiên nam ma đạo hợp hoan tông nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau điền bất khuyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của hắn còn tên gia hỏa lăng ngọc linh đang đứng trước mặt mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân nhưng bên trong lại như ẩn chứa vẻ phấn son huống chi thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại thật khó để người ta phân biệt tại hạ hàn lập vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi nếu không phải đối phương bức bách quá đáng thì hàn mỗ cũng sẽ không xuống tay độc ác như vậy trong thâm tâm hàn lập mặc dù kinh dị nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình nói bất kể như thế nào thì lăng mỗ đối với đạo hữu vẫn cảm kích vạn phần lăng ngọc linh thản nhiên cười lơ đáng lộ ra vẻ phong tình hàn lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh dưới tình huống không rõ nam hay nữ như thế này khiến cho hàn lập đối với cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt cho qua đạo hữu sao lại vội vã đi như vậy không lẽ người muốn đi thiên tinh thành sao hiện tại nơi đó đang bị giới nghiêm rất khó tiến vào đạo hữu nếu không chê thì lăng mỗ nguyện lòng dẫn đạo hữu vào trong thành coi như là báo đáp ân cứu mạng lăng ngọc linh thu lại nụ cười hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của hàn lập bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh người này đồng ý dẫn mình vào thành nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai tu sĩ của nghịch tinh minh điều đó chứng tỏ giữa mình với nghịch tinh minh không có chút quan hệ hiện tại đối phương đã chủ động đề nghị đương nhiên hàn lập cũng không từ chối hàn lập ra vẻ suy nghĩ rồi từ từ nói động phủ của hàn mỗ chính là tại thiên tinh thành hiện tại gấp gáp lên đường chính là để quay về phủ nếu như đã không có cách nào vào trong thì có lẽ phải nhờ lăng đạo hữu một lần vậy tốt lắm đạo hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người kia tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành tinh cung chúng ta rất hoan nghênh đạo hữu chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người bọn họ, mà còn có mấy người nữa pháp lực cũng không yếu. Chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi đây Lăng Ngọc Linh, vừa nghe Hàn Lập nói như vậy tức thì cười khanh khách, trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn. Lần này Hàn Lập không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quang mang bay đi về hướng thiên tinh thành. Trên đường đi Hàn Lập vừa tò mò, vừa cẩn thận chăm chú quan sát đối phương, Tà áo của Lăng Ngọc Linh mặc khá rộng, từ ngoài nhìn vào khiến người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. Chỉ có điều, sau khi tỉ mỉ quan sát thì Hàn Lập phát hiện ra hắn không hề có yết hầu. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng định đối phương là nữ, bởi vì theo Hàn Lập biết thì trên thế gian có một công pháp quỷ dị có thể điên đảo âm dương, có công dụng thay đổi một số bộ phận đặc biệt giữa nam và nữ. Người này không phải là sẽ tu luyện thứ công pháp này chứ? Trong đầu Hàn Lập bất giác có suy nghĩ cổ quái này. Tựa như biết Hàn Lập đang chú ý quan sát mình, Lăng Ngọc Linh bất giác hướng về phía Hàn Lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ mà quay đầu đi nơi khác. Đạo hữu bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là người được ông trời ưu ái. Không biết đồng hoàn cổ bảo có lai lịch như thế nào. Tại hạ mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo, nhưng chưa từng thấy thứ nào lại có thần thông như thế cả Lăng Ngọc Linh, vừa thi triển độn quang, vừa như vô ý hỏi Hàn Lập. Không có gì, chỉ có so với người thường thì có cơ duyên hơn một chút thôi, Hàn Lập đương nhiên là không nói thật, sắc mặt không đổi trả lời cho qua chuyện. Ha ha, bất quá đạo hữu có thể một mình hạ sát hai tu sĩ đồng cấp như vậy, đúng là không tầm thường chút nào. Không biết Hàn đạo hữu có hứng thú gia nhập Tinh cung chúng ta hay không? Tại hạ có thể tiến cử cho đạo hữu gia nhập Lăng Ngọc Linh, thấy Hàn Lập không muốn trả lời, chỉ khẽ cười không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ. Hàn Lập đang độn quang nghe thấy như vậy bất giác nhíu mày. Vị Lăng Ngọc Linh này tựa hồ như không dễ đối phó. Ban đầu thì chủ động dẫn mình vào thành, bây giờ lại đưa ra cho mình một vấn đề khó trả lời. Hiện tại gia nhập làm tu sĩ tinh cung chẳng phải là làm chốt thí cho người ta sao? Hàn Lập nói sao đi nữa cũng không muốn tự mua dây để trói mình. Vì vậy, suy nghĩ một chút, Hàn Lập ho nhẹ một tiếng rồi nói, mặc dù tại hạ với Quý cung ngưỡng mộ từ lâu, nhưng Diệu Âm môn với tại hạ đã từng có đại ân. Hàn Mỗ thân là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm môn nên chỉ sợ không tiện, thật lòng xin lỗi hàn lập không chút khách khí mang rượu âm môn ra làm tấm bia để đỡ đạn không sao hàn đạo hữu có thể giữ lời với người ta như thế thật khiến cho lăng mỗ bội phục nhưng tinh cung chúng ta bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh người như đạo hữu gia nhập lăng ngọc linh thấy hàn lập uyển chuyển từ chối sắc mặt không hề bất mãn mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng hàn lập về những bí văn thú sự của loạn tinh hải chứ cũng không nói gì về chuyện giữa tinh cung cùng nghịch tinh minh nữa thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy hàn lập đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh Thành hiện ra trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tinh Thành, trên khuôn mặt cả hai không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận, thì không biết từ đâu bay đến một đội tu sĩ gồm bốn nam một nữ. Dẫn đầu là một trung niên tu sĩ kết đan sơ kỳ sắc mặt vàng vọt, còn những người khác thì chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến lăng hộ pháp bốn người trúc cơ, khi nhận ra lăng ngọc lình vội bay tới cuối người thi lễ. Xem ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này danh tiếng tại tinh cung có vẻ không hề nhỏ vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng bước tới hỏi lăng sư đệ người không sao chứ sư huynh nhận được tin nam minh đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng ồ vị đạo hữu này là ai vậy tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người hàn lập ta trên đường đi bị hai tu sĩ của nghịch tinh minh truy sát may mắn nhờ vị hàn đạo hữu này ra tay tương cứu đồng thời động phủ của hàn đạo hữu chính là được thiết lập tại thiên tinh thành vì vậy ta mới cùng hàn đạo hữu trở về đây thế nào, không có vấn đề gì chứ. Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói. Không biết là do đi trên đường lao lực hay sao mà lúc này sắc mặt của hắn có vài phần trắng bệch ra hơn so với lúc trước khi Hàn Lập nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu đã là ân nhân cứu mạng của Lăng Sư Đệ thì đương nhiên là không có vấn đề. Lăng Sư Đệ, người bị thương sao? Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm. Điều này lọt vào mắt Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi trợt động, không sao mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh chúng một chút nhưng ta có thiên hương tác hộ thân vì vậy không có gì đáng ngại khuôn mặt tuyệt mỹ của lăng ngọc linh thoáng hiện chút màu hồng nhưng thần sắc lại càng thêm lạnh lùng ta có một viên thiên linh đan lăng sư đệ người hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí tu sĩ mặt và nghe xong như càng thêm lo lắng thoáng một chút trần chờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần đưa tới lăng ngọc linh vừa nhìn thấy sắc mặt bất giác trầm xuống tựa như muốn nổi giận nhưng sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, đột ngột chuyển giận thành vui nói, vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc. Ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh Đảo. Vị hàn đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành. Sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt ân nhân cứu mạng của ta Lăng Ngọc Linh, khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc mỉm cười nhân lấy tiểu bình, khuôn mặt phẳng phát như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vạn trùng. Không vấn đề, hôm nay chính là ca của vương trưởng lão ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu vị hàn đạo hữu này cứ giao cho sư huynh là dược rồi tu sĩ mặt vàng thấy lăng ngọc linh đột nhiên mềm mại nói với mình như vậy bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm hàn lập thấy tình cảnh như vậy khuôn mặt bất giác lóe qua một tia dị sắc không lẽ người này thật là nữ nhân sao bằng không sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra mê mẩn tới như vậy trong lòng hàn lập cực kỳ nghi hoặc Chương 504 ủng hộ kênh qua link com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mặc dù đạo hữu đối với lăng sư đệ từng có ân viện thủ, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi. Do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn là có thể lượng thứ cho. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn lăng ngọc linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ hàn lập một cái, lãnh đạm nói. Đạo hữu có gì cứ việc hỏi hàn lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời vậy là tốt rồi trước tiên là nói về nói thân phận của đạo hữu ta cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không tu sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói hàn lập gặp tình hình như vậy cười khẽ tại hạ là trưởng lão diệu âm môn đây là lệnh bài của tại hạ mà khối này là lệnh bài của động phủ trong thành đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả hàn lập đưa tay vào túi chữ vật lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau rồi bình tĩnh đưa cho đối phương diệu âm môn cha xem diệu âm môn trưởng lão có người này hay không Tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu lại, ra lệnh. Người trong đội ở phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú nghe vậy hơi chút sừng sốt, nhưng cũng lập tức làm theo. Nàng lục trong túi chữ vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, dụng thần thức dò xét một lần, sau đó lại nhìn chằm chằm hàn lập xem xét thêm vài lần, rồi mới cung kính nói, triệu hộ pháp. Diệu âm môn có một vị trưởng lão họ hàn, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau. Ồ, Hai khối lệnh bài cũng là thật, xem ra thân phận không phải là giả. Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt không lộ vẻ gì gật đầu. "Được rồi, các ngươi tiếp tục dò xét phụ cận, ta đưa vị đạo hữu này làm thủ tục nhập thành tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại, cho Hàn Lập rồi nói." "Vâng." Bốn người phía sau mở miệng đáp. Sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời, rồi hướng Thiên Tinh thành bay đi. Hàn Lập hóa thành một đạo hồng quang phi độn theo sau. Không bao lâu, tu sĩ mặt vàng dẫn Hàn Lập bay tới gần tường thành của Thiên Tinh Thành, rồi bay tới cửa thành. Dọc đường mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi. Nhưng Hàn Lập phóng thần thức ra xem xét một lượt phát hiện, trên đường tối thiểu có 4 năm tu sĩ ẩn mặt, trong đó mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có hai gã kết đan kỳ ẩn thân. Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi nhưng trong lòng không khỏi dùng mình, xem ra sau khi Nam Minh Đảo bị tập kích thì quả nhiên cảnh giới, cũng nghiêm ngặt hẳn lên nếu không có người dẫn đường, hắn muốn lẻn tiến vào thiên tinh thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần lại Hàn Lập mới phát hiện trên tường và cửa thành lúc này, lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên. Tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống liền hướng vị tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi, mà tiến tới. Vị lão giả có bộ dâu dê không dài, trên mặt có nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần. Vu hộ pháp, vị này đúng là hàn trưởng lão của diệu âm môn, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài. Không có vấn đề gì. Hiện tại làm phiền vu hộ pháp cho vào thành, ta còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được hắn hướng vị lão giả kia ôm quyền nói, tự hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàn Lập, khi thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm ba phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội đối với lão ta. Diệu âm môn, mi mắt của lão già chậm rãi mở ra tựa hồ còn có chút mơ màng đúng vậy hơn nữa vì đạo hữu này đã từng ra tay nghĩa hiệp trợ giúp lăng sư đệ do dự một hồi tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu ồ thật ngạc nhiên ta biết rồi triệu đạo hữu hãy trở về đi trong mắt lão già hàn quang trượt lóe ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra nhưng lập tức biến mất thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực hết sức mơ hồ tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão già này cũng không có để ý liền ôm quyền rồi rời đi không ngó tới hàn lập hàn lập yên lặng đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn lão già mà không nói gì cả diệu âm môn có tử linh nha đầu ta đã gặp qua vài lần thật là một cô nương là lướt vị trưởng lão diệu âm môn này ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới hai lần đáng tiếc là không có duyên gặp bất quá xem đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy chẳng lẽ cũng giống như lăng đạo hữu tu luyện công pháp vĩnh chú dung nhan theo ta được biết phàm là loại công pháp này đều cực kỳ âm tính, nam tử sau khi tu luyện, cũng không có gì tốt hai tròng mắt của lão giả nhìn chầm chầm vào hàn lập, mà chậm rãi nói. Nói vậy, lăng đạo hữu đúng là nam tử. Tại hạ cũng không có tu luyện chú nhan công pháp gì cả. Chỉ là đã từng dùng một viên định nhan đan mà thôi hàn lập cực kỳ trầm tĩnh, bất động thanh sắc hỏi. Lăng đạo hữu là nam hay nữ? Cho dù là tinh cung chúng ta sợ cũng không mấy người biết, lão phu lại càng không biết, bất quá, hắn tu luyện công pháp chú nhan khẳng định là thật ha ha thật ra hàn đạo hữu vận khí cũng không tệ ngay cả định nhan đan là đan dược hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được lão già cười khẽ chậm rãi nói một hồi hàn lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra lão già lại nói tiếp được rồi không nói nữa đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi lão phu cũng không đa sự bất quá hôm nay so với lúc bình thường khác nhau cho nên quy củ cũng thay đổi đạo hữu nên nghe kỹ lão phu chỉ nói một lần hai hàng lông mày hàn lập nhíu lại cũng không mở miệng nói gì thêm hiện tại đạo hữu hữu có hai lựa chọn một là tạm thời gia nhập phe tinh cung chúng ta nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch như vậy người ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường không chịu hạn chế gì sau mỗi nhiệm vụ tinh cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đạo hữu xuất lực tay không hai là không muốn tham chiến muốn ở tại trong thành trú ngụ thì cũng có thể tinh cung chúng ta cũng không miễn cưỡng chư vị đạo hữu nhưng có thêm chút quy định khi toàn thành giới nghiêm không cho phép tùy ý rời đi khỏi thành, nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ hàn đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của người thần sắc của lão già đột nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt của hàn lập cũng thay đổi, nhất thời im lặng tự hồ như đang suy nghĩ. Lão già thấy vậy, cũng không thúc giục hàn lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại. Trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá. Không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoại tinh hay không, trầm ngâm một lát hàn lập rốt cục cũng trầm giọng hỏi lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể nhưng hiện tại thì không được muốn đi ngoại tinh hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được lão giả cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào phảng phất sớm đoán trước một phần câu hỏi của hàn lập làm chuyện gì hàn lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần nhưng vẫn nhíu mày hỏi rất đơn giản khi bắt đầu đại chiến theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh chết một gã tu sĩ đồng cấp nghịch tinh minh, với mình là được lão giả mỉm cười thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Nghe xong điều kiện này, trong lòng Hàn Lập liền cười khổ. Xem ra cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi. Cho dù không thể ra sức cho tinh cung, thì cũng phải nhiễm máu của nghịch tinh minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh, mặt khác các tu sĩ này sau đó cũng không cách nào đầu nhập vào nghịch tinh minh, Ta khi cùng Lăng Đạo Hữu phản hồi trở về, trên đường đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp, chẳng biết việc này có tính được hay không?" Hàn Lập thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi. "Đánh chết hơn một gã?" "Ngươi cùng Lăng Ngọc Linh." Lão giả có chút đổi sắc, không sai Hàn Lập không trần chờ, gật đầu nói, "Đáng tiếc, cái này không tính được, ngươi phải báo danh cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính, trước đó có diệt sát bao nhiêu đi nữa cũng không có ích lợi gì lão giả rốt cục cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói. Đạo hữu phòng chừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát? Hàn Lập sờ sờ cắm, tư lự hỏi. "Hàn là rất nhanh thôi, phòng chừng do chuyện của mấy hôm nay và nghịch tinh minh, cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo, nên muốn đánh bất ngờ tấn công thiên tinh thành chúng ta, phòng chừng bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng." Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn Hàn Lập lần nữa nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ bình thường nói: "Ta báo danh." Sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ngoại tinh Hải Hàn Lập cũng không thể lo lắng nhiều, Tỉnh Táo nói, "Tốt, ngươi cầm chiếc nhẫn này, có chiếc nhẫn này làm bằng chứng ngươi tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta, khi đại chiến bắt đầu thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến lão giả lục lọi." Ở trên người một hồi mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng, mặt không đổi sắc mà đưa ra. Chương 505 Hàn Lập nhận lấy chiếc nhẫn, không có chần chờ liền đeo lên ngón tay. Lão già thấy vậy cũng mỉm cười được rồi ngươi có thể vào thành hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn sẽ truyền tin tức cho ngươi ngươi cứ ở tại động phủ chờ tin tức nói xong lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa hàn lập nhìn sâu vào hai mắt lão giả rồi đi thẳng vào trong thành vào cửa thành lúc này trên đường trong thiên tinh thành ít có bóng người chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ ở trên không bay qua những người khác đều trốn ở trong nhà một quang cảnh thật tiêu điều hàn lập sắc mặt như thường nhưng trong lòng thầm kêu may mắn nhìn thấy tình hình bệnh trong thành thì tám chín phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tại nam minh đảo sợ rằng lúc này thật sự đau đầu vô cùng hàn lập khẽ cười một tiếng người tự hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung sau đó hướng thánh sơn động phủ mà tới khi bay qua phường thị gần thánh sơn thì hàn lập cũng nhìn sơ qua quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa một bóng người cũng không có Hàn Lập lắc đầu, không dừng lại bay về phía tầng 39 của Thánh Sơn. Vừa tiến vào khu vực Thánh Sơn, Hàn Lập liền cảm thấy sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt, âm thầm đánh giá chú ý, thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua gặp chiếc nhẫn màu vàng, trên tay hắn, thì mới tự động rời đi, không có người nào hiện thân ra hỏi Hàn Lập. Làm cho Hàn Lập nhướng mày chính là trong đó, cũng có thần thức của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hàn Lập làm bộ như không biết một hơi bay tới chất động phủ của mình, bên ngoài động phủ có cấm chế so với lúc hắn rời đi giống nhau, không chút thay đổi. nhưng Hàn Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế, ngơ ngác nhìn một hồi, chốc lát sau lại thở dài. lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn, con lâm vào thế sinh tử thậm chí có thể đã rời động phủ đã gần trăm năm. chuyện này làm cho Hàn Lập có một chút thương cảm. hắn dùng cấm chế lệnh bài, im lặng mở ra cấm chế, rồi từ từ đi vào. bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn duy trì nguyên dạng. Hàn Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn thoáng qua, nhìn thấy phệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mới chính thức yên lòng. Bất quá, hắn lập tức dùng túi linh thú đem tất cả phệ kim trùng đưa vào trong, sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống thu vào túi chữ vật. Làm xong tất cả, hàn lập tạm thở ra một hơi, chậm rãi đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này phải giết chết một gã tu sĩ nghịch tinh minh đồng cấp mới có thể sử dụng truyền tống trận đến ngoại tinh hải điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không khó nhưng hàn lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu người của tinh cung có thể sẽ biết tin tức hư thiên đình ở trên người hắn dù sao hắn cũng không cách nào biết được mấy lão quái khi nào thì rời khỏi hư thiên điện vạn nhất đến lúc đó các lão quái tiết lộ ra tin tức này hắn đúng là rơi vào tử lộ trừ việc đó ra hắn vẫn còn một chút băn khoăn khác mặc dù khả năng không lớn nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt thành điều kiện này thì lúc đó cao tầng của tinh cung sẽ thêm điều kiện gì khác nữa lúc đó thì hắn chỉ có nước trợn mắt mà nhìn chứ không cách nào sử dụng truyền tống trận được dù sao cao tầng cho dù đổi ý đám tu sĩ như bạn họ sao có thể bắt đối phương tuân thủ điều kiện được chứ bởi vậy mặc dù ở cửa thành hắn không đổi sắc mặt liền đáp ứng điều kiện của tinh cung nhưng ngay từ đầu hắn không định sẽ thành thật chờ tới khi tinh cung gọi đến hắn chuẩn bị dò xét tình huống đề phòng ở phụ cận truyền tống trận có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài nếu có thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với tinh cung nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật nguyên anh kỳ truy tung hắn tự hồ cũng không quan tâm đến việc này hàn lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi qua vài lần kinh biến thân cùng tâm của hắn có chút mỏi mệt uầy oải không chịu nổi ngày hôm sau hàn lập tinh thần tỉnh táo trở lại sắc trời sáng rõ, hắn chậm rãi đi ra động phủ, bay lên không trung nhìn về mọi nơi. Mặc dù tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì cũng khác biệt. Xem ra đây là thời gian có thể tự do hoạt động. Hàn lập không trần chờ, trước tiên độn quang bay một vòng quang phụ cận, thấy không có người nào dám thị và chú ý mình liền hướng tầng 50 bay tới. Trên đường ngoài việc đề phòng ra cũng không có gì khẩn cấp, không bao lâu hàn lập bay tới nơi có thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi chỉ nhìn qua tinh không đại điện nhưng trong nháy mắt thần thức của hàn lập lặng lẽ tiến vào trong điện lúc bắt đầu rất thuận lợi cơ hồ không có bất cứ trở ngại cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài điện nhưng khi thần thức đến gần bên trong điện bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng xanh may mắn hàn lập thấy vậy cũng không lỗ mãng động tới cấm chế thần thức liền vội vàng rút lui trở về cùng lúc đó thần sắc cũng trầm xuống Mặc dù phòng trừng cấm chế tất nhiên không ngăn được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện. Hàn Lập sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, tại không trung, hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, bởi vì có cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi, nhưng tu sĩ nguyên anh kỳ lẽ tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trong điện nhiều lắm chỉ có tu sĩ kết đan trung kỳ hoặc hậu kỳ dù sao so sánh với độ trọng yếu thì tinh không điện này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của tinh cung chú ý đến. Hàn lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa, rồi theo lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay về. Sau khi dọ thám qua tinh không điện một lần, Hàn lập có chút không cam lòng lại lần nữa đem thần thức thả ra. Xem cấm chế cái gì sơ hở. Nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có gì sai lệch, thì có một thanh âm thô lỗ đột nhiên truyền vào trong tai. Trương đạo hữu, tình hình thế nào, tên cánh giữ truyền tống trận nói thế nào ba ngàn linh thạch một người mà cũng không được sao cái này là số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể xuất ra hàn lập nghe nói thế đầu tiên là cả kinh sau đó trong lòng trượt động ánh mắt hướng về phía xa xa nhìn thấy hai gã tu sĩ tốc độ độn quang nhất thời chậm lại hai gã tu sĩ này một vị trung niên mặt đen một vị hán tử khác cao gầy tu vi hai người đều là trúc cơ kỳ trung kỳ câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi hai người có vẻ có chút cẩn thận, cũng có dùng chút ám ngữ, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập bao phủ cũng nghe rõ ràng từng chữ một. Hừ, cẩn thận một chút, hãy truyền âm mà nói chuyện hán tử cao gầy có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mọi nơi, nhưng Hàn Lập cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liễm khí tức nên cũng không bị phát hiện. Cùng lúc đó, Hàn Lập đem thần thức đang phóng ra các phương lập tức thu hồi, tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén hai người truyền âm cũng do hàn lập có thần thức cao hơn hai người rất nhiều mới có thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát giác nếu không dựa vào tu vi kết đan kỳ của hắn cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm mặc dù đối phương cùng tại hạ có một chút quen biết nhưng tự ý cho người đi ngoại tinh hải vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ hắn nói, trừ phi là 5.000 linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới, cái này cũng còn do chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, đối với tinh cung mà nói cũng không có phân lượng nhiều lắm, nếu là tu sĩ kết đan kỳ, cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn nữa, hắn tuyệt sẽ không dám làm đâu hán tử cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm, Năm ngàn, hắn thật muốn đem mấy người chúng ta làm dê béo sao, chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy trung niên mặt đen, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nhưng tiếp tục lưu lại ở bên trong này thì quá nguy hiểm, tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào đại kiếp này, đến lúc đó mạng nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì, dù sao chúng ta cũng đã biết qua, tinh cung và nghịch tinh minh thực lực không sai biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm, ta cũng không muốn cả ngày phải lo lắng để phòng trốn đông ẩn Tây, về phần linh thạch, trên người chúng ta hẳn là còn có chút ít tài liệu chân quý nữa, miễn cưỡng cũng có thể đem làm linh thạch để cấp cho đối phương, lúc đó người nọ còn có thể cấp cho ta chút thể diện hán tử cao gầy thở dài một tiếng, khuyên giải cái này không được. Chẳng lẽ vì truyền tống ra đến ngoại tinh hải, mà làm cho chúng ta đều tán ra bại sản hay sao? Ta nói gì cũng không muốn trung niên mặt đen lắc đầu không thôi, phảng phất như không muốn làm vụ này nữa. Tính làm gì, chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định, của những người khác cái đã hán tử cao gầy tựa hồ cũng khổ não, có chút không cam lòng nói. chương 506 hai người này nói tới đây thì sắc mặt âm trầm không nói chuyện với nhau nữa, tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn, nhắm thẳng hướng dưới chân núi mà bay đi hàn lập cũng không có theo sát hai người nhưng cũng không để mất dấu hắn đem một tia thần thức len lén bám theo trên người của hán tử cao gầy sau đó thần sắc lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người bay xa một khoảng rồi mới từ từ hiện ra thân hình xa xa đi theo tốc độ của hai người này so với hàn lập mà nói thật sự quá chậm sau một hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của thánh sơn sóng vai đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường một lát sau thân ảnh của hàn lập cũng xuất hiện trên bầu trời hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như ưu tĩnh phụ cận ngoại trừ mấy khu sân còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ tăng thêm vài phần ưu nhã hàn lập nhìn khu sân này trong mắt một tia tinh quang hiện lên trạch viện này xem bên ngoài không ra gì nhưng có bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ mặc dù đối phó với người muốn xông vào không có tác dụng gì nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động bất quá trận pháp này mà đối phó với hàn lập hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ kết đàn đều không có tác dụng gì Hàn Lập hoàn toàn tự tin không sợ đánh động tới cấm chế, dễ dàng lèn vào, mà thực tế Hàn Lập cũng đang làm như thế. Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến mất. Không lâu sau, Hàn Lập ẩn giấu thân hình không tiếng động xuất hiện ở trong sân. Lúc này, hắn thu liễm pháp lực, không nói tới tu sĩ trúc cơ kỳ mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ muốn phát hiện Hàn Lập cơ hồ cũng không có khả năng. Cái này cũng là do Hàn Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ. Nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi hàn lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích nhưng thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc liền chuyển tới một gian xương phòng ở bên trái hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có người chỉ có trong gian xương phòng không lớn này mới có bảy tên tu sĩ đang ở bên trong hán tử cao gầy và trung niên mặt đen cũng ở trong đó trong bảy người có hai nữ là một vị phụ nhân có vài phần tư sắc và một vị khác là nữ tử tuổi còn trẻ tướng mạo bình thường trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị đại hán mặc cầm y mắt lộ tinh quang có cái mũi ưng ngoại trừ cái mũi thoạt nhìn làm cho người ta không thoải mái thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính biểu hiện đường đường tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ sắp tiến vào cảnh giới giả đan hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng đan mọi người còn lại tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ điều này cũng rất bình thường muốn đi ngoại tinh hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi này không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì, mà thần sắc mỗi người đều âm trầm mặc nhiên không nói gì, cả xương phòng yên tĩnh không tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàn lập cũng không vội, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau, nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trung niên phụ nhân có chút chịu không được mở miệng, dịch huynh vừa rồi hoàng đạo hữu đã nói lại là đối phương muốn năm ngàn linh thạch một người mới bằng lòng đưa ta ra ngoại tinh hải chúng ta rốt cuộc là nên quang minh tránh đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi truyền tống đi hay là giao linh thạch lén truyền tống đi dịch huynh cho ý kiến đi dù giao đại chiến mà nổ ra đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi sợ cũng không kịp rồi thanh âm phụ nhân có chút phiền não Lưu phu nhân, nghe khẩu khí của người tựa hồ rất nguyện ý đưa linh thạch, nhưng người có nghĩ tới các đạo hữu khác của người, cũng giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy không? Hai vợ chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không xuất đủ số linh thạch đó, chẳng lẽ đạo hữu định một mình đi phải không? Vị nữ tử trẻ ngồi bên cạnh vị tu sĩ mặt trắng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. Trung niên nữ tử vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nói, ta đã nói là đi một mình lúc nào, ta đang hỏi dịch huynh mà thôi, dịch đạo hữu lịch duyệt phong phú vừa là người có tu vi cao nhất trong chúng ta hắn có thể cho chúng ta một cái chú ý tốt được rồi hai vị đạo hữu không cần nói nữa lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống đi ngoại tinh hải đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ kỳ tu sĩ có thể một mình sông pha chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót ở nơi này vận khí tốt hơn thì có thể săn được một ít linh thú có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh cho nên đi ngoại tinh hải nhất định là phải đi Bất quá, chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp. Tại đại chiến, cho dù tu sĩ kết đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình, huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp, ta cũng còn có chút lo lắng là cao tầng tinh cung, đến lúc đó lại cháo trở đại hán cẩm y rốt cục cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa có làm chuyện cháo trở. Dịch đạo hữu có lo lắng quá nhiều không người nói là một thanh niên, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện mặc dù khả năng đó có thể không lớn nhưng cũng không nhất định là không phát sinh hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước nếu là tinh cung cảm giác được trận chiến này nguy hiểm tự nhiên chuyện gì đều cũng làm được có cháu chở ngươi cũng không có gì ngạc nhiên các thế lực lớn này hư đại hán cẩm y ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường hừ một tiếng phàng phất như hiểu rõ mặt trái của các thế lực nghe xong những lời này trong phòng lại im lặng mỗi người đều lâm vào trầm tư cho nên, cách làm thỏa đáng nhất ta cho rằng chính là thêm chút linh thạch để bảo vệ tính mạng, nếu tham dự đại chiến thì chúng ta toàn bộ sẽ bị diệt, cho dù có người may mắn còn sống, thì đi ngoại tinh hải cũng là thân cô thế cô, cũng khó, mà tự bảo vệ được nên chắc là sẽ vào tử lộ đại hán cẩm y chậm rãi nói. Nhưng là nhiều linh thạch như vậy, mạng còn không giữ được cần gì linh thạch. Huống hồ, ra ngoại tinh hải tùy tiện giết được vài con yêu thu cấp cao, thì có thể đền bù tổn thất của chúng ta, quan trọng nhất là phải đi được truyền tống trận đã, trung niên mặt đen vẻ mặt đau lòng còn muốn nói gì nhưng lại bị đại hán cẩm y lạnh lùng cắt ngang tu sĩ mặt đen bộ dáng tựa hồ rất sợ hãi đại hán cẩm y bị đối phương nói như thế liền câm miệng ủng hộ kênh qua link halaji com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé về phần các đạo hữu linh thạch không đủ có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu số lượng linh thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào không nếu như không được thì trong chúng ta ai còn linh thạch có thể cho mượn một ít đến lúc truyền tống ra ngoại tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được đại hán cẩm y xem ra trong đám người này có uy vọng không tầm thường chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định sáu người nhìn thoáng qua mặc dù không phải ai cũng vui vẻ nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận đại hán cẩm y nhìn thấy vẻ mặt mọi người như vậy liền lộ ra vẻ vừa lòng sau đó xoay mặt nhìn hán tử cao gầy lạnh lùng nói trương đạo hữu làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến hỏi xem họ có thể đem số lượng linh thạch giảm xuống một ít, nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương. Chúng ta ngày mốt phải đi, quyết không thể chậm trễ thêm một ngày, nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu. Hán tử cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng. Bên trong phòng mọi người lại bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Đứng ở bên ngoài phòng Hàn Lập đã nghe hết thảy từ đầu đến cuối. Khóe miệng không nhịn được lộ ra một tia mỉm cười thần bí, thanh quang chợt lóe sau cả người đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh vô tung. Ngày hôm sau khi Hán Tử Cao gầy một lần nữa từ Trạch viện này xuất phát tới Tinh Không Điện thì cũng không biết phía sau có một người đi theo. Hàn Lập không chút thay đổi hình dáng theo sát tới phụ cận Tinh cung điện, thấy hắn cực kỳ cẩn thận từ Thiên môn đại điện lén lén đi vào. Hàn Lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ. Ước chừng nửa thời thần, Hán Tử Cao gầy lại lén lén từ bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó, Hàn Lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới Trạch viện kia. Bất quá, một cảnh làm cho Hàn Lập phải nhíu mày là, vị hán tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia vẻ hưng phấn, trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong viện. Hàn Lập thấy tình hình này liền nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chuyện này chẳng lẽ hắn sờ sờ cầm, rồi chìm vào trầm tư. Trưng 507 tới sáng sớm ngày thứ ba, trời con tờ mờ sáng, đám người đại hán cẩm y cùng hán tử gầy gò lẳng lặng, từ trang viên trốn ra đi thẳng về hướng tinh không điện. Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm vừa kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động, nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm nên trong thành thật ra cũng chẳng xuất hiện bao nhiêu người. Cũng vì thế nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận, người nào cũng khẩn trương im lặng cắm đầu đi thật nhanh. Chỉ có đại hán Cẩm Y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của thánh sơn. Chỉ cần qua chút thời gian nữa là có thể tới tinh không điện sắc mặt ai nấy lúc này mới giãn ra, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, đại hán cẩm y đang đi đầu tiên đột nhiên biến sắc, cả người đang độn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó, ánh mắt trịnh trọng khoát tay là một thủ thế kỳ quái. Những người phía sau thấy vậy ai nấy cũng biến sắc đều ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. Đạo hữu làm vậy là có ý gì, vì sao lại ẩn hình cản đường bọn ta? Đại hán nhìn chăm chầm vào nơi không có một ai ở phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi cũng cùng lúc đó một tay của đại hán lặng lẽ đặt lên túi chữ vật của mình ở bên hông ha ha chư vị đạo hữu không cần lo lắng tại hạ mặc dù ở đây để chờ các vị nhưng tuyệt không có ác ý chỉ là có việc muốn nhờ mà thôi một thanh âm có chút nghèn nghẹt từ phía trước truyền tới tiếp theo đó ở phía trước đang không có ai thanh quang chợt lóe lên một tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra người này ước chừng trung tuần sắc mặt tái nhợt dường như đang mang bệnh trong người nhưng đám người đại hán cẩm y khi nhìn thấy rõ tu vi của người này, thì bất giác kinh hãi, cảnh giác càng đề cao. Đối phương cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cẩm y vậy, đều là cảnh giới giả đan. Đạo hữu tên họ là gì, bọn ta có thể giúp đạo hữu việc gì? Đại hán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, miệng vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ họ khúc, là một tán tu, mấy vị phải chăng là muốn đi tinh không điện, có thể cho phép tại hạ theo cùng được chăng? Tại hạ cũng muốn đi ngoại tinh hải một chuyến người áo xanh lãnh đạm lên tiếng, nhưng lời nói bất giác khiến cho mấy người đối diện ai nấy đều giật mình. Đại hán cẩm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi mới cười to phủ nhận. Thì ra là khúc đạo hữu, chỉ là đạo hữu nói tới cái gì mà tinh không điện, ngoại tinh hải là có ý gì? Mấy người bọn ta chẳng qua là có việc riêng mới đi theo con đường này, không hề có chút liên quan gì tới tinh không điện. Đạo hữu có phải tìm sai người rồi chăng? đại hán cẩm y trong lòng đã quyết mặc dù không biết đối phương từ đâu tới làm thế nào mà biết việc của mình nhưng tuyệt không thể dễ dàng thừa nhận những người theo hắn cũng không hề lên tiếng sen vào tựa hồ như mọi việc đều giao cho đại hán xử lý dịch đạo hữu hà tất phải cẩn thận như vậy tại hạ nếu đã xuất hiện ở đây thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời đó là có thể đi qua được sao người áo xanh mỉm cười chậm rãi nói Người rõ ràng là biết rất rõ, thậm chí ngay cả bản thân dịch mỗi người cũng biết đại hán trong lòng chợt lạnh, khẽ hừ một tiếng, bày tay đặt trên túi chữ vật bất giác nắm chặt lại. Mấy người ở phía sau hắn, như nhận được ám hiệu tự động tỏa ra bốn hướng bao vây lấy người áo xanh, vào bên trong. Mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ. Không phải khúc mỗ khoa chương nhưng với tu vi của tại hạ, thì dù cho các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết chết tại hạ tới lúc đó chỉ cần khúc mỗ kêu to một tiếng để người của tinh cung tới đây thì không biết sẽ như thế nào người áo xanh đối với cử động của đám người kia tựa như không thấy mà ngược lại còn bình thản nói nghe thấy vậy cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hán sắc mặt của đại hán lúc này cực kỳ khó coi hắn mặc dù chưa kết đan nhưng trong lòng luôn cho tâm kế mình vượt hơn người thường không ngờ lúc này lại bị một tu sĩ trúc cơ kỳ uy hiếp như vậy nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối phương đó không phải là chuyện nói chơi cho có vì vậy đại hắn sau khi trong lòng cân nhắc nặng nhẹ cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ lạnh lùng lên tiếng hỏi đạo hữu muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào bọn ta chính là vừa đủ bảy người như đối phương nói hơn nữa truyền tống trận cùng lúc cũng chỉ có thể truyền tống bảy tu sĩ mà thôi nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương nhất định không đồng ý người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười mọi người cứ yên tâm ta tuyệt đối cũng không làm khó mọi người ta chỉ cần có thể vào trong điện tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miễn cưỡng cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị chỉ có vậy thôi sao đại hán cẩm y nhíu mày sắc mặt lộ vẻ hoài nghi chỉ vậy thôi người áo xanh khẳng định nói được nếu chỉ dẫn người theo thì việc này không phải là không thể bọn ta đồng ý đại hán cẩm y trầm ngâm một hồi cuối cùng cắn răng đáp ứng nếu vậy thì khúc mỗ xin đa tạ đạo hữu người áo xanh không chút thay đổi thần sắc dường như đã sớm đoán được đại hán cẩm y sẽ khuất phục hai tay khẽ ôm quyền thi lễ nói nếu như đạo hữu cũng muốn đi tinh không điện thì bọn ta mau đi thôi thời gian đã quá chậm trễ rồi đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn hán tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục nghe thấy vậy người áo xanh đưa mắt nhìn hán tử gầy gò nhưng không nói tiếng nào còn đại hán cẩm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi người lên đường cả đám người cùng độn quang bay đi, không biết vô tình hay hữu ý mà đều bao vây lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong. Xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng không hề có chút buông lỏng. Thần sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không nhanh không chậm theo đám người tiến lên phía trước. Lộ trình cũng không xa, chỉ một lát cả đám đã tới trước tinh không điện. Lúc này, hán tử gầy gò đột nhiên tăng tốc bay thẳng lên trước, rồi hạ xuống đầu tiên. Đại hán cẩm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù sao người liên hệ với tinh không điện là hắn, hiện tại đã tới tinh không điện nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh ra hiểu lầm gì sau khi tiến vào tinh không điện cả đám người ai nấy đều cố bảo trì sắc mặt thong thả nhưng vẫn không thoát khỏi có chút lo lắng một khi đã tiến vào điện có nghĩa là tính mạng đã hoàn toàn giao cho đối phương nắm giữ nhưng mọi việc tựa như vẫn bình thường cấm chế theo đúng lý phải có thì lại không hề xuất hiện xem ra đã được người chủ sự bên trong cho phép đi qua người áo xanh thấy vậy trong mắt bất giác lóe lên tia dị sắc nhưng những người khác thì lại an tâm hơn tất cả đều theo truyền tống trận tiến vào bên trong đại sảnh ở đây lúc này có hai tu sĩ áo trắng trang phục tinh cung đang chờ mọi người cố tiền bối kiền tiền bối mấy người bọn ta đều đã tới bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết rồi chưa hán tử gầy gò nhìn thấy hai người kia tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cung kính nói hai tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng nghe thấy hán tử gầy gò hỏi vậy một lão già đầu chọc thần sắc cao ngạo khẽ gật gật đầu bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt mang linh thạch ra đây, mỗi người sẽ được cấp một tấm truyền tống phù. Lúc đó các ngươi có thể lên đường. Nhưng số lượng linh thạch các ngươi có mang đủ hay không? Lão giả chậm rãi nói. Tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng quy định, mà mang đủ linh thạch theo đại hán cầm y tiến lên trước cung kính nói. Ngươi là dịch đạo hữu đúng không? Quả nhiên tu vi bất phàm lão già đầu chọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần, rồi lên tiếng, giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều bất quá khi mục quang lão đảo qua những người còn lại khi tới trên người hàn lập thì đột nhiên biến sắc không phải chỉ nói là có bảy người sao vì sao lại có nhiều hơn một người vị đạo hữu kia tự hồ như đã đạt tới cảnh giới giả đan không biết là người nào lão già đầu chọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi giọng nói đầy vẻ chất vấn hắn là đại hán cầm y cười khổ một tiếng vừa muốn lên tiếng giải thích tại hạ là một tán tu cũng như bọn họ muốn được truyền tống tới ngoại tinh hải nghe nói mấy người dịch đạo hữu cũng cùng đường nên mới tìm bọn họ để cùng tới đây hy vọng hai vị tiền bối đừng trách nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tại hạ nguyện ý trả gấp hai lần phí truyền tống hàn lập mỉm cười ngắt lời đại hán cẩm y gấp hai lần phí lão giả đầu chọc ngẩn người rồi sau đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau dù cho người có trả gấp hai lần cũng vô dụng truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống tối đa bảy người còn bọn ta chỉ có thể mở truyền tống trận một lần tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống lần nữa bằng không nếu thượng cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt bọn họ vị tu sĩ trung niên nhíu mày chậm rãi nói vấn đề này đương nhiên vãn bối đã từng suy nghĩ qua tuyệt sẽ không làm khó tiền bối vì vậy vị đạo hữu này có thể mang phần của mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ dùng hàn lập mỉm cười không chút khách khí quay qua người bên cạnh nói ngươi nói cái gì người này vừa nghe xong đầu tiên ngẩn người tiếp theo đó ngạc nhiên hỏi chương 508 đối tượng bị người áo xanh nói ai ngờ lại là hán tử gầy gò. Điều này khiến cho hán tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt còn lộ nét hoảng hốt, nhưng ngay sau đó đổi thành ánh mắt giận dữ. Những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau không rõ người áo xanh nói vậy là, có dụng ý gì? Đạo hữu hãy an tâm. Tại hạ cũng không phải nói đạo hữu nhường danh ngạch một cách vô ích. Ở đây tại hạ có hai khối nội đan của yêu thu cấp 5 coi như, dùng để đổi lấy danh ngạch thù lao như vậy, tại hạ nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ người áo xanh chậm rãi lên tiếng, rồi đưa tay vào trong người lấy ra hai khối cầu màu lam. Nhìn hai viên cầu tỏa ra linh khí cho thấy đúng thật là yêu đan cấp 5. Hừ, các hạ chỉ dựa vào hai khối yêu đan này là muốn ta nhượng lại danh ngạch sao? Hán tử gầy gò nhìn hai khối yêu đan, trong ánh mắt cũng lộ vẻ tham lam thèm muốn. Nhưng sau đó hắn như nghĩ ngợi lại điều gì, tức thì hư lạnh cự tuyệt. Người áo xanh nghe thấy như vậy, cũng không hề giận dữ mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị, sau đó khóe miệng của hắn khẽ rung vài lần như truyền âm tới hán tử gầy gò, không rõ là đang nói gì đó. Hán tử gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thản nhiên, nhưng khi nghe mấy câu này thì đột nhiên biến sắc. Ta nói chính là như vậy, tin rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này. Người áo xanh ra vẻ ăn nhàn thoải mái, những lời này hắn cũng không cần phải truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra. Thần sắc của hán tử gầy gò càng lúc càng khẩn trương, mồ hôi theo lời nói người áo xanh mà từ từ xuất hiện, được rồi, nếu như đạo hữu đã nói như vậy thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi. Hàn tử gầy gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý, nhưng câu này thì lại khiến cho sáu người đi cùng hắn biến sắc. Trường đạo hữu, ngươi nói cái gì thế? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất cùng tiến cùng lui sao? Người hiện tại sao lại quyết định như vậy? Sắc mặt đại hán cẩm y trầm xuống nhìn chằm chằm vào hán tử cao gầy. Hán tử lạnh lùng nói, thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người, các vị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Hán tử gầy gò cười khổ, nói một cách bất đắc dĩ. Lúc này đại hán cẩm ý cũng chẳng biết nói gì. Bởi vì không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng nhìn ra vị trương đạo hữu này, tựa như đã bị người ta hoàn toàn khống chế. Chính vì vậy hắn không thể không đem danh ngạch của mình nhường lại. Nếu đã như vậy thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì hơn. May mắn là mặc dù thiếu đi một người nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Hừ, không lẽ các người muốn là có thể tùy tiện đổi người sao? lão già hói đầu nhíu mày rồi đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nói cố tiền bối ta hán tử gầy gò giật mình vội lên tiếng muốn giải thích nhưng nhất thời cũng không biết phải nói sao lúc này người áo xanh lật bàn tay lấy ra hai cái hộp ngọc tiếp đó hắn khẽ rung tay hai cái hộp ngọc chia làm hai ngã bay về tu sĩ khuôn mặt nho nhã cùng lão già hói đầu hai người thấy hộp ngọc bay tới bất giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn người áo xanh bên trong hộp là hai kiện bảo vật mà vãn bối vô ý có được hiện xin được kính tặng cho hai vị tiền bối người áo xanh thản nhiên nói hai người cùng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ ngạc nhiên bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã kiểm tra qua hộp ngọc thì thấy quả nhiên hộp ngọc không bị động tay động chân gì nhưng cũng để cẩn thận bọn họ chỉ dùng ngón tay khẽ hé mở hộp ngọc ra tức thì bên trong phát ra mấy đạo hồng quang hai người đưa mắt nhìn sơ qua tức thì ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi bảo vật này khúc đạo hữu thật muốn tặng cho bọn ta sao sắc mặt tu sĩ khuôn mặt nhỏ nhã rốt cuộc cũng thay đổi tiền bối chắc cũng hiểu rõ hai thứ đó mặc dù quý giá nhưng với tu vi của tại hạ hiện vẫn chưa thể sử dụng vì vậy vãn bối hy vọng có thể tới ngoại tinh hải để tiếp tục tiềm tu tu sĩ áo xanh nói ha ha được nếu như khúc đạo hữu đã tặng trọng lễ như vậy thì hai người bọn ta cũng không thể không để mặt đạo hữu hãy cùng sáu người kia cùng truyền tống đi lão già họ cố nhìn vật trong hộp hưng phấn nói lão hưng phấn tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đã đáp ứng vị tu sĩ họ kiền mặc dù không như họ cố kia nhưng cũng bị vật trong hộp làm động lòng vì vậy hắn cũng không lên tiếng phản đối mà im lặng đồng ý tất cả những việc này khiến cho những người trong điện ai nấy đều tò mò hầu như trong đầu ai cũng có ý nghĩ muốn biết vật trong hộp là cái gì nhưng hai cái hộp mau chóng bị đám người tu sĩ hói đầu đóng lại khiến cho những người kia không dám mở thần thức ra tra xét vì vậy mọi người ai nấy cũng đều không biết chỉ có đại hán cẩm y hình như còn kịp nhìn qua một chút ánh mắt nhất thời tỏ ra kinh dị mặc dù hắn cũng không nhìn thấy rõ vật trong hộp là gì nhưng sau khi nghe người người áo xanh nói qua nói lại một hồi chữ pháp bảo bất giác hiện lên trong đầu hắn không lẽ người này thật đem pháp bảo dâng tặng ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai vị tu sĩ kết đan kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng rồi quay người về phía tòa truyền tống trận phía sau trong miệng niệm lầm bẩm nhìn thấy như vậy đám người đại hán cẩm y không hề ngạc nhiên Người áo xanh thì thở dài nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu may mắn tòa truyền tống trận quả nhiên đã bị động tay động chân. May mắn là ta không bất kể mà lao qua, nếu không chỉ sợ là không được như ý nguyện. Xem ra xuất ra hai kiện pháp bảo cũng không phải là vô ích. Người mang ý nghĩ như vậy đương nhiên chính là Hàn Lập đang cải trang, dùng luyện khí thuật để thu liễm tu vi. Còn hồng quang lóe lên trong hộp ngọc chính là pháp bảo hình phi đao. Hai thanh phi đao này chính là vật của Hồ Nguyệt bị Huyền Cốt sát hại khi xưa. Lúc ấy đã bị hắn tiện tay mang đi mặc dù dạng pháp bảo không có thần thông gì đặc thù hàn lập cũng có khá nhiều nhưng đối với các tu sĩ kết đan kỳ phổ thông thì lại là những bảo vật quý giá pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện ra để tăng uy lực lại có thể sử dụng trực tiếp dù cho không có tâm thần tương thông cũng có thể phát huy được tới bảy thành uy lực cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu dù sao trong rất nhiều năm qua pháp bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đa phần trong lúc đấu pháp đều đã bị hủy đi mặc dù cũng còn số ít tồn tại nhưng đại đa số nằm trong tay các lão quái nguyên anh kỳ hoặc các tu sĩ kết đan kỳ có thực lực còn một phần thì nằm trong tay các tu sĩ ẩn danh các thế lực nhỏ và bị bọn họ đem giấu đi các thế lực lớn như tinh cung mặc dù pháp bảo có rất nhiều nhưng cũng bởi vì thế lực quá lớn nên các tu sĩ kết đan trong cung cũng không ngừng tính kế tranh đấu còn hai người này chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ chưa hề lập được đại công đương nhiên là không được ban tặng pháp bảo vì vậy bỗng nhiên có được phi đào pháp bảo ngoài ý muốn thế này khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn phòng chừng sau khi luyện hoa pháp bảo thì sẽ khiến thực lực bọn họ trong phút chốc gia tăng thêm một tầng còn về hán tử gầy gò ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi là bởi vì hàn lập thật sự được điểm yếu của đối phương ngày đó khi hàn lập nhìn thấy hán tử gầy gò từ tinh không điện đi ra mang theo thần sắc cổ quái vì vậy ngay tối hôm đó hắn đã lén vào trong phòng dùng bí thuật làm hôn mê đối phương mặc dù không có pháp thuật nào chân chính khống chế thần thức đối phương nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một khoảng thời gian cộng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để đối tượng thổ lộ ra một số bí mật giấu trong lòng kể ra vận khí của hàn lập cũng may mắn trong những lời của đối phương đã thổ lộ lại có việc hắn cùng hai vị tu sĩ tinh cung cố ý nâng giá phí truyền tống lên để gạt những người khác hàn lập chính là vừa đấm vừa xoa vừa uy hiếp vừa dùng hai khối yêu đan dụ dỗ hán tử gầy gò quả nhiên kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không có chút gì phản kháng có lẽ vì hán tử gầy gò nghĩ rằng chính hai tu sĩ tinh cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài chú ngữ không ngừng vang lên trong điện bốn phía truyền tống trận không ngừng lóe bạch quang tiếp theo đó một âm thanh trong trẻo vang lên bạch quang bốn bề pháp trận đột nhiên biến mất được rồi bình thường ở trong điện này đúng ra còn có thêm người nữa nhưng hôm nay vừa khéo hắn phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc bằng không thì dù các ngươi có xuất ra linh thạch nhiều bao nhiêu hai người bọn ta cũng không thể lấy được hiện tại các ngươi đem linh thạch ra đi lão già hói đầu nhìn cấm chế được dỡ bỏ khỏi truyền tống trận rồi quay đầu lại không chút khách khí nói với đám người đại hán cẩm y cả đám nghe xong tức thì ai nấy cũng đều lấy ra một túi chữ vật lớn đưa cho lão già hẳn lập thì lấy ra hai khối yêu đan khiến cho hói đầu lão già nhất thời cảm thấy kinh dị sau khi kiểm tra một lần lão già hói đầu gật gật đầu Lúc này tu sĩ khuôn mặt nhỏ nhã mới lấy ra mấy đạo phủ chú, rồi đưa cho từng người. Đây là truyền tống phủ, các ngươi hãy mang theo bên người. Hiện tại có thể đi được rồi hắn đưa tay chỉ vào truyền tống trận, lạnh lùng nói. Mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, còn hàn lập thì không nói tiếng nào bước tới đầu tiên. Hắn không phải ý tài cao mà làm liều, mà bởi vì trước đó đã dùng thần thức quét, qua truyền tống trận xác định đích sắc mọi việc vẫn bình thường. Trên tấm bìa phía trước truyền tống trận ghi rất rõ hai chữ kỳ uyên, trong đầu Hàn Lập không hề có chút ấn tượng gì về địa danh này. Xem ra chỉ còn cách tới đó thì mới biết nơi này có gì đặc biệt. Chương 509 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mấy người đại hán cầm y thấy Hàn Lập đi trước, thoáng chút trần chờ rồi cũng trước sau bước tới. Thấy bảy người Hàn Lập ai nấy đều bước vào trong pháp trận, tu sĩ họ kiền thoáng mỉm cười, tay bắt pháp quyết, đầu ngón tay dần hiện ra từng điểm bạch quang, hai người bọn ta tự ý đưa các đạo hữu ra ngoại tinh hải, mấy vị sẽ không ở ngoại tinh hải nói lung tung gì chứ. Hắn nhìn bạch quang trên đầu ngón tay đột nhiên lãnh đạm hỏi. Đương nhiên là không, tiền bối có tấm lòng bao dung như thế, bọn ta cảm kích còn không đủ thì sao lại làm những chuyện tiểu nhân như vậy. Huống chi dù bọn ta có nói thì cũng làm được gì hai vị tiền bối. Đại hán cẩm y cực kỳ cơ trí, sắc mặt ra vẻ thành thật nói. Tốt lắm, các ngươi hiểu như vậy là tốt, Hai người bọn ta dù gì cũng có một chút địa vị trong Tinh cung, dù cấp trên có biết thì cũng chỉ là la mắng một trận mà thôi. Bất quá nếu như có chút đồn đãi từ bên ngoài thì ta cùng Cố đạo hữu cũng sẽ không có nương tay đâu. Ngoài ra nghe nói các ngươi đều sợ bọn ta trở mặt, trên người ai cũng đều mang theo cảm ứng châu, đúng là suy nghĩ rất chu đáo chỉ là nói đi thì cũng nói lại hai người bọn ta cũng không vì chút linh thạch này mà làm xấu cả thanh danh của mình tu sĩ họ kiền nhìn đại hán cẩm y sắc mặt lạnh lùng nói ánh mắt đồng thời cũng quét qua những người còn lại nhưng không hiểu vì sao tới hàn lập thì lão lại bỏ qua tiền bối anh minh bọn vãn bối đúng là dùng lòng tiểu nhân để đo quân tử đại hán cẩm y cố mỉm cười sau lưng mơ hồ toát mồ hôi lạnh hừ không cần nhiều lời nữa các ngươi tự lo cho tốt đi tu sĩ họ kiền không muốn nói nữa ngón tay bắn ra pháp quyết màu trắng trên đầu ngón tay đánh vào truyền tống trận tức thì linh thạch bốn phía pháp trận bừng lên ánh sáng trắng tiếp theo đó hình ảnh bảy người trong truyền tống trận dần biến mất chuyện gì xảy ra vậy chẳng phải nói là đưa truyền tống phù giả cho bọn họ sao người sao lại đem đồ thật ra vậy cái này hình như không giống như bọn ta thương lượng lúc đầu lão già hói đầu nhìn thấy đám người hàn lập cứ như vậy mà theo truyền tống trận biến mất khuôn mặt chợt biến sắc ngạc nhiên hỏi nếu như thật có thể đem truyền tống phù giả ra người nghĩ ta lại đi hạ thủ lưu tình sao cái tên gia hòa tặng bọn ta pháp bảo vốn là một lão quái vật nguyên anh kỳ phù giả mà đem ra chúng ta chẳng khác nào chọc lão nổi giận đem bọn mình giết sạch tu sĩ họ kiền hư lạnh sắc mặt nhăn nho nói rồi đưa tay lên chắn lau mấy giọt mồ hôi nguyên anh kỳ kiền huynh người không phải đang nói chơi chứ người này rõ ràng chỉ là chúc cơ hậu kỳ thôi mà lão giả hói đầu ngần người sau đó kinh hãi nói hán tử gầy gò lúc này vẫn còn chưa đi nghe thấy lời này sắc mặt càng mờ mịt không hiểu cố huynh chắc cũng biết ta có một con linh thú yếm não nó vốn chẳng có bản lãnh gì đặc biệt nhưng về phương diện cảm ứng thần thức người khác thì lại đặc biệt nhạy cảm tu sĩ họ kiền lật bàn tay một con linh thú nhỏ như con mèo con hiện ra trong lòng bàn tay linh thú này hai tai dài như tai thỏ vừa xuất hiện thì hai con mắt xanh lục đã nhìn bốn phía đánh giá bộ dạng cực kỳ đáng yêu khi tức cùng thần thức của đối phương ban đầu đích thực được thu liễm rất thần bí dù cho yếm não cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ nhưng khi ta đem cấm chế truyền tống trận giải trừ thì đối phương có dùng thần thức lén tra xét pháp trận nhân cơ hội này linh thú mới phát hiện ra yếm não thú của ta cho dù là tu sĩ kết đan trung kỳ nó cũng có thể phân biệt tu sĩ hậu kỳ thì cũng có chút phản ứng nhưng còn lần này nó không ngừng ở trong tay áo ta run rẩy căn bản không hề có chút phản ứng cụ thể nào điều đó cho ta biết thần thức của đối phương cao thâm không thể lường. Loại tình huống này chỉ xuất hiện khi ta đem nó đi gặp các vị trưởng lão mà thôi, tu sĩ họ kiền vừa nói vừa đưa tay vuốt ve yếm não thú. Nói như vậy đối phương thật sự là tu sĩ Nguyên Anh kỳ lão giả hói đầu, cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Dù cho không phải thì cũng là kết đan hậu kỳ, với tu vi đó, thì giết ngươi và ta căn bản không tốn bao nhiêu sức lực tu sĩ họ kiền khẳng định. Lần này nhờ có kiền huynh cơ trí. Nếu như thật lấy ra giả phù ra thì chúng ta đúng là tự tìm đường chết, ta thấy người này dễ dàng tặng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo, mà không chút đau xót thì ra là một lão quái vật. Chỉ là đem đối phương truyền tống ra ngoại tinh hải không biết có phiền phức gì không? Lão giả nghĩ ngợi một chút rồi giật mình hỏi. Phiền phức gì chứ? Đối phương chắc chắn là một tu sĩ tán tu nguyên anh kỳ, có lẽ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh cung chúng ta cùng nghịch tinh minh, nên mới mượn đường ra ngoại tinh hải. Đương nhiên việc có tu sĩ nguyên anh kỳ từ tay chúng ta mà truyền tống ra ngoại tinh hải, tuyệt không thể để cho cấp trên biết, bằng không chắc chắn sẽ bị nghiêm trị tu sĩ họ kiền nhẹ nhàng nói với lão giả nhưng tới câu cuối thì sắc mặt chợt lạnh sau đó ánh mắt không chút hảo ý lướt qua nhưng hán tử gầy gò đang trợn mắt sững sờ đứng ở một bên bị ánh mặt lạnh lẽo của tu sĩ họ kiền nhìn hán tử gầy gò dùng mình ớn lạnh bất giác như nghĩ ra chuyện gì đó hắn vội vã lui về sau khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói những gì hai vị tiền bối vừa nói ta không nghe thấy gì cả càng sẽ không nói lung tung ta hán tử gầy gò chưa dứt lời, thì một đạo hoàng quang vô thanh vô tức từ phía sau bay tới cuốn lấy một vòng, cả người hán tử tức thì bị chém làm mấy đoạn. Việc này tuyệt không thể để cho ai biết được. Dù giữa ta và ngươi vốn cho chút quan hệ, vốn muốn thả ngươi, chỉ đáng tiếc vận khí ngươi không tốt mà thôi, lão già hói đầu triệu hồi pháp bảo lạnh lùng nói. Tiếp đó, một đạo hỏa cầu từ trong tay lão bay ra, trên thi thể bùng lên hỏa quang rồi biến thành cho bụi. Tu sĩ họ kiền thấy vậy mãn nguyện gật đầu, sắc mặt lộ vẻ an tâm, phía đầu kia của truyền tống trận hàn lập cùng sáu người trong ánh bạch quang xuất hiện trong một gian phòng cũ kỹ ánh mắt hàn lập liếc sơ qua thấy phía góc trong phòng có một tu sĩ tinh cung hơi gầy đang cùng một tu sĩ mặc áo màu cho nói gì đó vừa thấy bảy người hàn lập xuất hiện vị tu sĩ tinh cung thoáng nhíu mày đưa mắt nhìn rồi không có chút hứng thú tiếp tục quay đầu nói chuyện với tu sĩ áo cho ta đã nói rồi thượng cấp đã có quy định hiện tại truyền tống trận chỉ có thể truyền một hướng chỉ có thể tới chứ không thể đi truyền tống phù trên người ta đã bị thượng cấp phái người thu lại hết, ngay cả ta cũng vô phương trở về. Đạo hữu dù có bức bách ta, cũng vô dụng mà thôi vị tu sĩ trông coi truyền tống trận tức giận nói. Vớ vẩn, mấy ngày trước chẳng phải có người vừa mới trở về sao. Ta vừa tới thì lại nói chỉ truyền tống một chiều tu sĩ áo cho giận dữ nói. Hừ, giải thích thì cũng đã giải thích rồi. Người nghe hay không ta không có nhiệm vụ phải nói thêm gì nữa tu sĩ tinh cung, chừng mắt nhìn đối phương, rồi không thèm để ý tới nữa mà ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần người tu sĩ áo cho thấy đối phương không thèm để ý tới mình sắc mặt đỏ ửng nhưng không biết làm thế nào động thủ với đối phương hắn thật không có cái gan đó nhất thời tu sĩ áo cho nóng lòng chỉ biết đi tới đi lui bất giác ánh mắt của hắn nhìn tới đám người hàn lập thì đột nhiên vui mừng không biết các vị đạo hữu có phải vừa từ tinh thành tới đây tu sĩ áo cho bước tới vài bước nhìn đại hán cẩm y trong bộ dáng là thủ lĩnh khách khí nói không sai bọn ta chính là vừa từ đó tới đây đạo hữu có việc gì sao Đại hán cẩm y nhìn đối phương cũng là chút cơ hậu kỳ liền không dám chậm trễ trả lời, nhưng trong lòng thầm đoán ra đối phương muốn hỏi gì rồi. Tại hạ hứa vân, đã tới ngoại tinh hải được mấy năm. Có thể cho tại hạ hỏi một chút, hiện tại nghịch tinh minh trong nội tinh hải đã khai chiến chưa? Tu sĩ áo cho tràn đầy hy vọng hỏi. Đại hán cẩm y thấy bộ dạng đối phương như vậy, thật không biết đối phương muốn biết tin tức gì. Chỉ là có lẽ tình huống thực tế sẽ khiến đối phương càng thêm thất vọng, vì vậy hắn cũng không chút che giấu mà nói hết, đích thực chính ma lưỡng đạo hợp sức thành lập nghịch tinh minh. Hơn nữa đại chiến có vẻ là sắp bắt đầu. Mấy người bọn ta chính là không muốn bị kéo vào trong đó nên mới truyền tống tới đây. Chỉ sợ hứa đạo hữu lúc này tạm thời không thể trở về được rồi. Thế là thế nào? Ta không dễ dàng gì mới thu đủ tài liệu, đang muốn trở về luyện đan để khuyền tử phục dụng. Cứ như vậy chẳng phải lỡ việc rồi sao tu sĩ áo cho nghe thấy như vậy, bất giác dững người, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, những người khác nghe xong thật không biết nói sao. Bọn họ vắt hết đầu óc nghĩ cách mới ra được ngoại tinh hải, còn bây giờ ngươi này thì lại hao phí tâm trí để trở về. Đúng là bó tay. Tại hạ dịch kính, mấy người này là trí hữu của ta. Hứa đạo hữu, nếu đã sống ở đây nhiều năm thì có thể nói sơ qua tình huống của kỳ uyên, đào được không? Bọn ta cũng sẽ không để đạo hữu nói không công, nguyện ý xuất ra chút linh thạch để trả thù lao trầm ngâm đôi chút, đại hán cẩm y chợt trở nên nhiệt tình nói với tu sĩ áo cho. Thù lao thì thôi đi, Vừa rồi các hạ trả lời vấn đề của ta thì coi như là đã hồi báo rồi. Đạo hữu có nghi vấn gì cứ hỏi, hứa mỗ tuyệt sẽ không biết mà không nói tu sĩ áo cho, dù đang rất đau khổ nhưng cũng dáng gượng lấy tinh thần trả lời. Tức thì đám người đại hán cầm y ai cũng lộ vẻ vui mừng. Tới một nơi xa lạ bỗng dưng có người nói qua tình huống nơi này, tự nhiên với bọn họ là điều quá tốt. Hàn lập chứng kiến tất cả, chỉ khẽ mỉm cười, hai tay khoanh lại im lặng như muốn nghe đối phương nói những gì chương 510 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nơi này nói chuyện có chút không tiện. Hứa đạo hữu, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện được không? Đại hán cẩm y nhìn một chút bốn phía nhà đá cùng tu sĩ tinh cung, ở góc nhà rồi đề nghị. Bên ngoài, được hứa vân kia cũng đồng ý, đại hán cẩm y mừng rỡ. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nhìn Hàn Lập ra vẻ tươi cười nói, khúc huynh, không bằng cùng nghe một chút, có lẽ chúng ta cũng có thể hợp tác, đại hán cẩm y lộ ra bộ dáng muốn mượn sức hàn lập hàn lập nghe xong lời này nhãn tình biến đổi nở nụ cười được khúc mỗ cũng đang muốn nghe một chút hàn lập cười nói sau đó không thèm để ý lập tức ra khỏi nhà đá trước tiên sao vậy vị đạo hữu này và các vị không phải đi chung sao tu sĩ nọ thấy cảnh đó cũng có chút ngoài ý muốn hắn và chúng ta chỉ là vô tình cùng đến chung một lúc trước giờ chưa hề gặp nhau người trung niên mặt đen tự hồ đối hàn lập vẫn còn bảo tồn một tia địch ý đột nhiên mở miệng nói Lời này làm đại hán cẩm y nhíu mày, có chút không vừa ý nhưng hắn cũng không nói gì. Mà hứa vân sau khi gật đầu cũng không tỏ vẻ gì. Mấy người trước sau đi ra khỏi nhà đá. Cảnh tượng khiến cho Hàn Lập đã đứng ở ngoài phòng, đang kinh ngạc không ngừng nhìn khắp nơi đánh giá. Nơi này cùng với ngưng thúy đảo mà lần trước Hàn Lập đi qua hoàn toàn bất đồng. Nơi bọn họ xuất hiện chính là bên trong một tiểu thành thị. Mặc dù đơn sơ không lớn lắm, phương viên chỉ có hơn 20 dặm, nhưng thành thị hoàn toàn dùng những tảng đá màu đen dựng nên, Tòa nhà có truyền tống trận ở vị trí trung tâm của Thạc Thành, xây dựng trên một cái đài như là tế đàn, bốn phía có các thềm đá. Bởi vì ở địa thế cao, nên đứng ở trên đây quan sát không sót điều gì. Trung quanh thành thị được bao quanh bởi tường đá cao chừng 3, 4 trượng. Phía bên ngoài tường đá lóe lên tầng hào quang màu trắng, đem cả tòa thành bao trùm vào bên trong. Trên bức tường đá, có những tòa nhà nhỏ lớn nhỏ khác nhau. Nhưng kỳ quái chính là, cũng không có tồn tại lầu các gì cả, tất cả đều là một dạng nhà như nhau nhìn lướt qua trong thành có rất nhiều nhà nhưng thực tế lại không có bao nhiêu kiến trúc độc lập nếu không phải nối với nhau thì cũng chiếm một diện tích kinh người sơ sơ cũng cả vài chục trượng mà càng làm cho hàn lập ngạc nhiên chính là lúc này bên trong thành lại có một số tu sĩ cùng người thường xen lẫn nhau tới lui trên đường phố không vội vã ra vào các căn nhà nếu chỉ có vậy cũng không đủ làm Hàn Lập giật mình, mà cái chính là trong số những người đó phần lớn là những nữ tử xinh đẹp, ăn mặc hoa lệ như hồ điệp, bên cạnh đó là những hán tử thân hình cường tráng, khuôn mặt thanh tú như thiếu niên. Hàn Lập có chút hơi ngỡ ngàng, đám người đại hán cẩm y cùng hứa vân đi ra, nhìn thấy tình hình của tòa thành này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ vốn tính đi ngoại tinh hải, nên đều đã có chuẩn bị tìm hiểu một số kiến thức về yêu thú đảo. Nhưng những tư liệu xem trước kia và hoàn cảnh xung quanh có chút không tương xứng, lưu đạo hữu đem ngọc giản có chứa tư liệu của kỳ uyên đảo ra cho mọi người cùng xem lại một chút chẳng lẽ chúng ta xem có gì sai đại hán cẩm y trên mặt lộ ra vẻ khác thường trầm giọng nói ta để ta xem lại lần nữa lưu phu nhân vội vàng lên tiếng thò tay vào túi chữ vật mấy đạo hữu không cần tìm tư liệu làm gì những tin tức về kỳ uyên đảo trước kia mà các người biết đại bộ phận đều là ngụy tạo đương nhiên khi nhìn thấy sẽ cảm giác ngoài ý muốn hứa vân lại khoát tay chặn lại không để phụ nhân tìm ngọc giản nữa Ngụy Tạo, lời này rốt cuộc là có ý gì? Đại Hán Cẩm Y thần sắc biến đổi, rất đơn giản, Kỳ Uyên đảo này cùng với yêu thú đảo không giống nhau. Phàm là từ đây trở về, các tu sĩ đều bị nghiêm lệnh tiết lộ cùng một loại tin tức. Nhìn tình hình trước mắt, các vị đạo hữu đã tới đây rồi, ta không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo hứa vân vừa cười vừa nói. Thống nhất truyền một loại tin tức có thể làm vậy không lẽ là tinh cung. Lưu phu nhân lộ ra vẻ bất an, mặc dù không phải tinh cung nhưng mà nơi này đích xác bị một thế lực cường đại thống trị lực lượng của thế lực này cho dù là tinh cung cũng không dễ dàng đắc tội hứa vân thở dài một hơi nói lời này thốt ra hàn lập nhíu mày giật mình càng không nói là đại hán cẩm y giờ phút này bọn họ đều nhìn nhau hắc hắc kỳ thật nơi này cũng không phải như các ngươi tưởng tượng đâu về mặt nào đó địa phương này còn là nơi không ít tu sĩ cầu đến mà không được hắc thạch thành này đúng là một tòa thành trên kỳ uyên đảo và là tòa thành duy nhất trên đảo chỉ những người có thực lực hoặc lượng lớn linh thạch hay yêu đan, thì nơi này chính là thiên đường để mua sắm. Ở đây vô luận là song tu lô đỉnh đỉnh cấp, hay là pháp bảo uy lực cường đại, linh thú giá trị liên thành, tài liệu trăm năm khó tìm mọi cái đều có hứa vân sau khi cười, chợt dùng một loại khẩu khí tràn ngập sự dụ hoặc lớn tiếng nói, làm cho một số người thường và tu sĩ đi ngang qua nhìn lại, nhưng sau đó cũng không tỏ ra gì lạ lùng mà tiếp tục đi. Bất quá nghe được lời này, đám người đại hán cẩm y càng thêm kinh nghi bất định mà hàn lập thần sắc vẫn như thường tiếp tục nhìn quanh quan sát tựa hồ căn bản không nghe thấy gì lạ mọi diễn biến đều thu vào trong mắt hứa vân hắn có chút ngạc nhiên về thái độ của hàn lập hứa huynh có thể giới thiệu rõ tình hình một chút không đại hán cẩm y hít sâu một hơi trầm giọng hỏi đương nhiên có thể nếu ta nhất thời đã đi về không được vậy trước hết dẫn mấy vị đi dạo một chút đồng thời giải thích tình hình với các vị cũng hay hơn là tại hạ nói xung nhiều chư vị chỉ cần sau này có chỗ tốt đừng quên hứa mỗ là được hứa vân tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái uể oải phi thường sàng khoái nói nếu đúng như hứa huynh nói nơi này tựa hồ không giống với các tòa thành thị bình thường đại hán cẩm y nhìn chằm chằm vào một vị nam tu sĩ mặt lộ vẻ dị sắc nói vị nam tử tuấn tú ôm một nữ tử ở ngã tư đường hùng hổ đi tới mà phong cách của hắn tu sĩ không ra tu sĩ người thường không ra người thường Hứa Vân thấy cảnh này cũng không nói gì, dẫn mấy người hướng đến tòa nhà đá ở phụ cận đi tới. Ngôi nhà đá đen này Hàn Lập đã sớm chú ý tới, trong thành nội, nó là một trong những chỗ chiếm vị trí đặc biệt nhất. Từ xa nhìn lại, đứng ở cửa phòng là hai nữ tử phàm nhân, có không ít tu sĩ tấp nập ra vào nơi này, hai nữ tử kia vẻ mặt đều tươi cười hoan nghênh. Nhớ kỹ, nơi này mặc dù không phải thiên tinh thành, nhưng ngoại trừ một số chỗ đặc thù bên cạnh đấu trường ra, thì bên trong thành nghiêm cấm đấu pháp tranh đấu, nếu vi phạm kết quả sẽ là hình thần câu diệt thì tuyệt không có đường khác hứa vân trịnh trọng giận dò không thể nào vậy so với thiên tinh thành trừng phạt còn nghiêm trọng hơn trung niên mặt đen nghe xong giật mình hoảng sợ nói đích xác so với thiên tinh thành nghiêm trọng hơn nhiều nhưng các tu sĩ sau khi vào thành cũng sẽ được hoàn toàn yên tâm không lo về an toàn nữa theo ta được biết phàm là trong thành động thủ trả thù chưa từng có ai sống sót trốn ra khỏi thành bên trong thành lúc nào cũng có tiền bối nguyên anh kỳ tọa chấn hứa vân chậm rãi giải, giải thích tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đại hán cẩm y thần sắc đại biến, chung quanh mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ. Hàn lập trong lòng dùng mình, để tâm cảnh giác được rồi. Có gì vào bên trong thì nói tiếp hai nữ tử tươi cười, đám người đại hán cẩm y đi theo hứa vân, thấp thòm bất an tiến vào bên trong thạch phòng. Trong mắt hàn lập lóe lên tia dị sắc, trong lòng cũng hiếu kỳ tiến vào bên trong. Vừa tiến vào cửa, bên trong có một tấm bình phong thật lớn che ở trước mặt, Tấm bình phong màu phấn hồng, mặt trước vẽ một nữ tu sĩ bay lên trời, mặc dù chỉ vẽ bóng lưng nhưng biến ảo không ngừng, ẩn hiện hồng quang, chính là một kiện pháp khí phẩm cấp không thấp. Sau tấm bình phong là một vòm cửa hình bán nguyệt không lớn lắm. Phía trước tấm bình phong là một nữ tu sĩ khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ màu xanh nhạt, đang đứng cùng với một nam tu sĩ cười nói gì đó. Nói cũng kỳ quái, vị nữ tử này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi cử động giở tay nhấc chân đều đem theo vẻ phong tình, mà nụ cười lại càng tạo ra một thần thái động lòng người, Tên nam tu sĩ kia cùng với nàng ta đều là tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm. Bất quá, vị nữ tử này vừa thấy đám người Hứa Vân vào, nhất thời hai mắt sáng ngời. Sau khi vỗ nhẹ tay, từ sau Tấm Bình Phong lập tức đi ra một nữ tử phàm nhân tuổi còn trẻ, dưới ánh mắt quyến luyến không thôi của gã nam tu sĩ, mà dẫn hắn đi vào phía sau Tấm Bình Phong. Chương 511 không phải là Hứa đạo hữu sao? Nghe nói đạo hữu phải về ngay Thiên Tinh Thành, vẫn không cách nào truyền tống sao? Thanh âm mềm mai nhu nhuyễn của nữ tử này khiến người nghe thấy thoải mái cực kỳ. Mà Hàn Lập lại lơ đã nhướng mày, trong lòng cười khổ không thôi. Như hắn nhìn thấy đại bộ phận nữ tu này, tự hồ đều cũng tu luyện qua mỹ thuật bí công. Mặc dù nữ tử trước mặt mỹ thuật không bằng mấy người tử linh, nguyên giao, nhưng làm cho một số nam tu cấp thấp say mê cũng có thể dễ dàng làm được. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Lập đảo qua. Đại Hàn cẩm y cùng hứa vân còn có thể mặt không đổi sắc, các nam tử còn lại khác thần sắc đều mất tự nhiên ánh mắt cố ý vô tình chuyển động không ngừng trên người nữ tử này mấy vị này là đạo hữu mới tới ta dẫn bọn họ đi kiến thức một chút về phần trở về thiên tinh thành ta thấy nhất thời là không xong rồi không nghĩ tới đồn đãi đều cũng là thật bên kia thật sự đã đánh nhau hứa vân có chút không cam lòng oán hận nói ở tại chỗ này cũng không tệ mà nếu thật sự phải đi thiếp thân chẳng phải là mất đi một vị khách quen sao minh phu nhân che miệng đôi mắt thu ba lưu động cười dai nói cái loại nữ tử phong tình thanh thục mê người này, làm cho đám người tu sĩ mặt đen nhìn không chớp mắt. Hai nữ tu cũng mặt đỏ tới mang tai. Minh phu nhân, những người này đều là do tại hạ dẫn tới, mau cấp cho tại hạ tiêu bài kế tiếp đi chứ hứa vân gọi ra tên của phụ nhân, đối với nữ tu trước mặt thi triển mỹ thuật có chút bất mãn. Hi hí Biết rồi, nhị vị đạo hữu này tu vi định lực đều không dưới hứa huynh, Xem bộ dáng ở tại kỳ uyên đảo này, tuyệt đối không vấn đề Minh Phu Nhân khe khẽ cười, sau khi nhìn lướt qua hàn lập cùng đại hán cẩm y, mỹ ý trên mặt thu lại, trở thành một vị phụ nhân tướng mạo bình thường. Biến hóa cực nhanh làm cho những người khác đối diện đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo tinh táo lại tràn đầy vẻ xấu hổ. Bộp bộp hai tiếng, nữ tử này vỗ tay, từ sau bình phong đi ra một nữ tử phàm nhân trẻ tuổi. Đưa hứa tiên sư đến đấu giá thất đi, đấu giá hẳn là mới bắt đầu không lâu minh phụ nhân hướng nữ tử phàm nhân này, lạnh lùng nói sau đó khoát tay, ném một khối lệnh bài màu xanh biếc cho Hứa Vân. Hứa Vân tiếp nhận tiêu bài, cũng không thèm nhìn tới nữ tử phàm nhân mà hướng tới cánh cửa bên cạnh đi tới. Đám người Hàn Lập tự nhiên theo sát sau đó. Vượt qua cánh cửa, trong nháy mắt Hàn Lập cảm giác được một tia linh khí dị động, tự hồ tiến vào trong cấm chế nào đó, thần sắc dao động nhưng ngay lập tức khôi phục bình thường. Trước mắt mọi người sáng ngời, cảnh vật phía sau bình phong lại có khác hẳn bên ngoài, một thông đạo dài rộng chừng hai trượng, đem mặt sau nhà đá biến thành hai tòa đại sảnh diện tích không nhỏ. Đại sảnh bên trái rộng mở sáng ngời, trừ mấy cột đá đen cao lớn ra thì một chút ngăn cản cũng không có, hơn nữa bên trong cực kỳ náo nhiệt. Có gần hai ba mươi tên tu sĩ ngồi nối nhau đợi ở nơi này. Mà trong đám tu sĩ này, mỗi gã đều có nữ tử phàm nhân bồi tiếp. Mặc dù có một số nam tu sĩ dùng ánh mắt mê đắm, đánh giá những nữ tử phàm nhân quần áo thiếu vải này, nhưng nhiều lắm là trêu chọc cười cợt vài câu, chứ không ai thật sự động tay chân, tự hồ kiêng kỵ gì đó. Cuối đội ngũ là một gian phòng nhỏ, trên cửa phòng bạch quang lập lòe. Tu sĩ xếp hàng chỉ cần dùng ngọc bài trong tay hướng, trên cửa nhấn một cái là người có thể đi vào. Nhưng mỗi lần cũng chỉ một người có thể vào mà thôi. Mai đại sảnh bên phải, hoàn toàn bị một tầng sáng màu lam nhạt chế trụ, căn bản không nhìn rõ bất kỳ thứ gì bên trong nơi này tên là Minh Châu Hiên, là nơi chuyên môn mua thu của các tu sĩ tại hải ngoại, đem đổi thành linh thạch hoặc kiểm tra đồ vật chân quý. Sau khi xem xét trực tiếp tham gia đấu giá cũng được. Trong thành cũng có nhiều địa điểm kinh doanh như thế này, các các thế lực khác nhau mở ra. Mỗi một thế lực sau lưng đều có một vị tu sĩ nguyên anh kỳ chống lưng, nếu không tại địa phương vô pháp vô thiên này không cách nào đứng vững được. Có nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy, chẳng lẽ là tứ đại thương minh. Vị lưu phụ nhân nghe xong lời này, hít một hơi lạnh, thi thao nói, tứ đại thương minh, nơi này cũng không có phân chi của bọn họ. Có lẽ các yêu thú đảo khác đều bị tứ đại thương minh lũng đoạn. Nhưng kỳ uyên đảo này là nơi duy nhất hoàn toàn, do nhiều thế lực liên thủ khống chế yêu thú đảo. Mấy thế lực này nếu ở nội tinh hải, một thân một mình có lẽ căn bản không cách nào cùng tứ đại thương minh đối kháng. Nhưng nếu liên thủ, cho dù là tinh cung cũng không dám dễ dàng đắc tội. Bất quá, bọn họ liên thủ, cũng chỉ giới hạn trong kỳ uyên đảo mà thôi hứa vân không nhanh không chậm nói, Nghe khẩu khí này của Hứa huynh, chẳng lẽ Kỳ Uyên Đảo có chỗ gì đặc biệt sao? Sao lại làm cho nhiều thế lực như vậy, dám cùng Tứ Đại Thương Minh đối kháng Đại Hán Cẩm Y, cũng là hạng tâm cơ hơn người, cũng nghe ra chỗ kỳ lạ trong đó. Ha ha, Dịch huynh đoán không sai, nơi này đặt tên là Kỳ Uyên, chính là nói hải vực phụ cận đích xác có một tòa hải uyên yêu thú sâu không lường, được, nơi này thường xuyên gặp yêu thú cấp cao mà yêu thú đảo khác khó mà gặp được. Nghe nói còn có yêu thú đã ngoài 8 cấp xuất hiện qua vì mấy yêu thú cấp cao này, các thế lực có cao nhân nguyên anh kỳ, chống lưng đương nhiên không cho tứ đại thương minh lần nữa độc chiếm. Nghe nói, khi vừa mới phát hiện hải uyên yêu thú này thì mấy thế lực đó, cùng tứ đại thương minh đại chiến qua nhiều trận. Sau chính tinh cung ra mặt tiến hành hòa giải, cuối cùng không biết thương lượng điều kiện gì, mà đảo đã được giao cho mấy thế lực này liên thủ quản lý. Tình huống chân thật của kỳ uyên đảo cũng bị nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài nội tinh hải. Nếu không, sẽ bị mấy thế lực này liên thủ đuổi giết để diệt khẩu hứa vân, thần sắc như thường giải thích. Nghe đến đó, Hàn Lập kinh ngạc không ít, đám người đại hán cẩm y nghe vậy càng biến sắc. Yêu thú đã ngoài 8 cấp kia không phải tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao? Nơi đây thật tồn tại loại yêu thú này. Đại hán cẩm y không bảo trì được sự chấn định hỏi. Cái này cũng khó mà nói rõ được, ta cũng chưa từng chính mắt gặp qua. Bất quá, yêu thú cấp 7 đích xác đã có người giết qua, khối yêu đan cấp 7 nọ chính là ở nơi này đấu giá với giá trên trời. Cuối cùng bị một vị tiền bối nguyên anh kỳ mua đi hứa vân có chút hâm mộ nói. Nghe ý tứ của hứa đạo hữu, hải uyên yêu thú so với hải vực bình thường tự hồ tốt hơn nhiều sao. Hàn lập nãy giờ vẫn không nói gì, khẽ nhíu mày mở miệng hỏi. Hải uyên yêu thú đích xác là dễ dàng tìm kiếm hơn nhiều. Bất quá, cũng bởi vì tần suất xuất hiện yêu thú cấp cao ở nơi này, cho nên tu sĩ bị giết ở nơi này cũng tương ứng hứa vân, có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hàn lập, suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe mấy lời này, đám người cầm y đại hán còn có chút bán tin bán nghi. Nhưng trong lòng Hàn Lập đối với Hải Uyên cũng có nhận biết đại khái. Nơi này hiển nhiên là có thu hoạch lớn nhưng nguy hiểm cũng tồn tại tương đương, trách không được lại kỳ lạ như thế. Trong lúc Hàn Lập im lặng không nói, nữ tử phàm nhân dẫn đường lại cung kính hỏi, mấy vị tiên sư định đi giám bảo thính trước hay trực tiếp đi qua bảo thính? Giám bảo thính không có cái gì đáng xem, chỉ là ó thứ gì đó không nhận ra thì đưa cho giám định sư nhìn qua một chút trực tiếp đổi thành linh thạch hoặc tham gia đấu giá mà thôi, chúng ta trực tiếp đi tới bảo thính là được. Nơi đó sẽ làm chư vị đạo hữu mở rộng tầm mắt. Hứa Vân hiển nhiên đối với nơi này quen thuộc dị thường, không cần nữ tử phàm nhân kia dẫn đường, dẫn đầu hướng tới đại sảnh bên phải mà đi đến. Lúc đến gần màn hào quang, hắn không nói hai lời, sử dụng ngọc bài trong tay nhẹ nhàng hoa lên, mở ra một cánh cửa hình tròn, sau khi đưa tay mời đám người Hàn Lập thì đi vào. Đám người đại hán cầm y tới lúc này cũng không khách khí, liền theo sau nối đuôi mà vào, Ngươi không cần đi vào. Hàn lập nhìn thoáng qua nữ tử phàm nhân cung kính đứng ở ngoài cửa hỏi. Chúng tôi là phàm nhân, đúng là không cho phép đi vào trong bảo thính. Thiếp thân chỉ có thể, ở bên ngoài chờ chư vị tiên sư nữ tử phàm nhân mỉm cười giải thích, cho Hàn lập. Hàn lập gật đầu không nói gì nữa, cũng đi vào trong mà hào quang màu lam nọ. Quang mang liền tự động khép lại. Bề mặt đơn sơ dị thường, trừ mấy chiếc ghế ra, ở cuối đại sảnh chỉ có một cái thạch đài chừng mấy trượng nhô lên, phía sau thạch đài đang có một lão già tay bày một món đồ, như là một hòn đá lam quang lập lòe, miệng lưu loát nói cái gì đó. Mà đối diện hắn, hoặc đứng hoặc ngồi có mười mấy tên tu sĩ các cấp, có luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng không có tu sĩ cấp cao kết đan kỳ. Khối lam quang thạch này đúng là tài liệu tuyệt vời để luyện chế pháp khí thủy thuộc tính. Nguyên chủ nhân hiện lấy 500 linh thạch làm giá thấp nhất. Quy định như cũ, một lần tăng giá ít nhất 30 linh thạch, bây giờ có thể bắt đầu ra giá trên đài đá lão giả nói lớn. 530, 580, 600. Lão giả vừa nói xong thì phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu ra giá, mặc dù chưa nói mức dành nhau nhưng cũng tới giá gần 700, được một vị tu sĩ trúc cơ kỳ tuổi còn trẻ mua, thanh toán linh thạch tại chỗ, lập tức mang vật đi. Tiếp theo là một kiện pháp khí thủy thuộc tính lão giả cơ hồ không nghỉ ngơi tiếp tục đấu giá một kiện vật phẩm nữa. Hàn Lập tự nhiên sẽ không có hứng thú gì với pháp khí này. Ánh mắt đảo qua trong lồng sáng này, nhìn thấy đám người Hứa Vân đứng ở trong góc đại sảnh nói chuyện với nhau. Vì vậy thần sắc không đổi mà đi qua. Chương 512 nơi này so với các chỗ đấu giá thông thường khác cũng không có gì khác biệt, Hứa Đạo Hữu đặc biệt đưa chúng ta đến nơi này, thật có thể kiến thức điều gì kỳ lạ. Phụ nhân họ Lưu trong đoàn của Đại Hán Cẩm Y có chút nghi hoặc hướng về Hứa Vân hỏi, "Yên tâm, ở tại phòng đấu giá này tuy rất hay mở ra, cứ mấy ngày nửa tháng thì tổ chức một lần, thế nhưng cũng có vài loại vật phẩm đặc thù được đem đi đấu giá, lần nào cũng vậy." tuy chúng nó cũng không phải là thứ quý giá nhất trong những vật phẩm đem đấu giá nhưng ở nội tinh hải quả thực không thể dễ dàng thấy được hứa vân lộ ra một chút thần bí nói nhưng sau đó thấy hàn lập đi tới lại hướng tới hắn cười đầy thiện ý hàn lập tùy ý gật đầu đột nhiên hỏi một câu khiến đối phương có chút ngoài ý muốn hứa đạo hữu hắc thạch thành này có bao nhiêu tu sĩ thoạt nhìn thì tu sĩ cũng không nhiều lắm khúc huynh ánh mắt thật sự lợi hại Hắc Thạch Thành ngoại trừ mấy cái nhà trọ có thể tạm thời cho người ở ra, thông thường thì cũng ít có tu sĩ bên ngoài đến trọ. Tu sĩ cấp cao thì đã có động phủ của chính mình trên các đảo nhỏ khác, tu sĩ cấp thấp thì tụ tập lại thành những chấn nhỏ sống cùng với người bình thường, tu sĩ tới Hắc Thạch Thành đều là để buôn bán. Hơn nữa càng là tu sĩ cấp thấp thì số lần tới càng nhiều hứa vân ngược lại thản nhiên thừa nhận nói. Không phải nói chỉ có tu sĩ đã ngoài trúc cơ, kỳ mới có khả năng sống sót ở ngoại tinh hải sao, nơi này sao lại có nhiều người bình thường cùng tu sĩ luyện khí kỳ như vậy đại hán cẩm y trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi ra vấn đề mà hàn lập cũng có chút nghi ngờ lời này của dịch huynh chính là vấn đề then chốt đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa kỳ uyên đảo cùng với yêu thú đảo khác các yêu thú đảo khác đều có một số tu sĩ cấp cao chuyên môn vì bắt giết yêu thú mà truyền tống tới bình thường sau khi thu hoạch tích góp được nhiều sẽ phản hồi nội tinh hải mà ở kỳ uyên đảo, nhiều năm sau khi được tìm ra, tại vùng phụ cận hải đảo các thế lực này tìm được vài tòa linh thạch quáng, cũng đã mở ra một nơi sản xuất nguyện liệu cần cho tu luyện. Trên cơ bản có khả năng tự cấp tự túc, kể từ đó, cũng có một số tu sĩ mang theo gia đình truyền tống đến. Người bình thường không có linh căn cùng tu sĩ cấp thấp cứ như vậy mà xuất hiện. Ta còn nghe nói, thế lực quản lý hắc thạch thành đang dần dần đem nhân thủ chủ yếu từ nội tinh hải, rời đến đây. Phòng chừng qua mấy vạn năm nữa nơi đây có lẽ sẽ biến thành một nội tinh hải. Thứ hai, bất quá ngoại trừ hắc thạch thành này ra các đảo nhỏ khác mà phạm nhân cùng tu sĩ tập hợp thành thôn làng đại bộ phận đều không có tuyệt đối an toàn bình thường luôn có một số thôn trấn nhỏ bất ngờ bị các yêu thu cấp cao hủy diệt nơi này hình thành là do năm đó tổ tiên chúng ta từ nội tinh hải tạo thành mà thôi hứa vân vẻ mặt bình tĩnh nói nhưng những lời nói này lại làm cho những người khác nghe được trợn mắt há hốc mùm lên tinh cung cùng những thế lực khác không hỏi gì đến nơi này sao cầm ý đại hán khẽ thở ra một hơi trầm giọng hỏi nơi này muốn phồn thịnh được như nội tinh hải thì còn sớm lắm. Huống hồ chi nội tinh hải cũng đủ lớn để bọn họ lo rồi, ai mà còn thời gian để quản đến nơi này. Mà nhờ đó nhân thủ tinh lực của các thế lực kia chủ yếu đều đặt tại kỳ uyên đảo này, nếu không bên trong nội tinh hải, lúc này sợ rằng càng hỗn loạn hơn nữa hứa vân hừ lạnh một tiếng nói, hiển nhiên đối với tinh cung đột nhiên phong bế truyền tống trận, vẫn còn một bụng oán khí. Mấy người đại hán cẩm y nghe xong những lời này, cảm giác rất có đạo lý, nhìn nhau vài cái rồi không nói về đề tài này nữa, Bọn họ những tu sĩ nhỏ nhoi, chỉ hỏi thăm những thế lực xung quanh để tránh mang họa đến người. Sau khi vài món pháp khí và nguyên liệu được bán đi, một gã trung niên áo lam mang một cái hộp gấm màu đỏ, xuất hiện phía sau lão già chủ trì buổi đấu giá, trong hộp gấm có đặt một quả cầu to bằng nắm tay màu trắng. Hứa Vân thấy vật này, tinh thần chấn chỉnh hẳn lên. Chư vị đạo hữu chú ý, tiếp theo sẽ là kiện vật phẩm đấu giá chính của Kỳ Yên Đảo, chính là trứng của yêu thú Tuy chưa phải là chân phẩm gì nhưng mấy thứ này ở nội tinh hải thì giá linh thạch trên trời tại kỳ uyên đảo thì tiện nghi hơn nhiều. Bởi vì ngoại trừ có một ít trứng yêu thú đặc thù ra, đại bộ phận các loại trứng yêu thú đều là không thể thông qua truyền tống, kết quả nếu dáng mang theo truyền tống đi thì chỉ có biến thành trứng chết mà thôi. Bởi vậy mỗi khi có một ít trứng yêu thú quý hiếm xuất hiện thì một số tu sĩ cấp cao biết tình hình thực tế tại kỳ uyên đảo cũng sẽ truyền tống đến hắc thạch thành mà mua linh thú. Chờ sau khi trứng nở ra linh thú, lại tiêu tốn nhiều thời gian bồi dưỡng đến khi khả dĩ có thể qua được các giai đoạn của truyền tống, mới quay về nội tinh hải. Trứng yêu thú đại hán cầm y hai mắt chợt sáng ngời. Muốn bồi dưỡng một yêu thú cấp cao chính là chuyện áo ức đã lâu. Mấy người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Nói như vậy, bọn họ chẳng phải có cơ hội sau này cũng có linh thú của mình sao? Ở nội tinh hải tìm một linh thú tốt, chính là muôn vàn khó khăn. Chứng của yêu thú tử vân ưng, sau khi thành niên sẽ là yêu thú thổ thuộc tính cấp 4. Một thân cứng rắn như sắt, mặc dù chỉ biết một cái hộ thuẫn pháp thuật đơn giản, nhưng có tốc độ phi hành cực nhanh, có thế so với thượng phẩm pháp khí phi hành. Một đôi lợi trào có thể dễ dàng phá tan vòng bảo hộ của tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, tính ra nó tuyệt đối là yêu thú có phẩm loại hy hữu. Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho các đạo hữu Trúc Cơ Kỳ. Giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá phải hơn 100, đấu giá bắt đầu lão già tự hồ đối với chứng yêu thú tin tưởng mười phần, chỉ vội vã giới thiệu một chút rồi thì không chút do dự bắt đầu bán đấu giá. Mà tu sĩ phía dưới quả nhiên cũng có nhiều người coi trọng vật ấy. Lão giả vừa dứt lời, lập tức liền có người ra giá. Mặc dù yêu thú cấp 4 đối với tu sĩ kết đan, kỳ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cũng là rất thích hợp. Bởi vì linh thú cấp cao chẳng những rất đắt tiền, hơn nữa thời gian trưởng thành so với linh thú cấp thấp cũng dài hơn, dù cho sử dụng nhiều loại bí thuật để thúc lớn, nhưng bọn chúng cũng lớn rất chậm. 2.500 linh thạch. 2.700. 3.000. Trứng của tử vân ưng, rất nhanh đã tăng lên tới 3.000. Cuối cùng với 3.300 linh thạch, nó đã bị một vị nữ tu sĩ hưng phấn dị thường mua đi. Đích xác rẻ hơn nhiều so với nội tinh hải, nếu là ở thiên tinh thành. Một quả trứng linh thú phi hành như vậy, tối thiểu cũng phải ngoài 5.000 linh thạch. Trung niên mặt đen nhìn chằm chằm trứng yêu thú trong tay nữ tu, thì thào nói, ngoại trừ hàn lập ra. Kể cả đại hán cẩm y cùng những người khác, hai mắt sáng người hẳn lên. Hứa vân chứng kiến một màn như vậy, chỉ cười cười mà thôi. Phía dưới, lão giả cũng không đưa ra những đồ rẻ tiền nữa, phiên đấu giá lại tiếp tục với chứng yêu thú cấp 3 và cấp 4, rồi kết thúc phiên đấu giá chứng yêu thú. Đây là cái gì? Chứng kiến vật phẩm đấu giá được đưa tới. Lựu phu nhân không khỏi biến sắc, những người khác đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì bên cạnh lão giả đấu giá hiện tại là hai nữ tử xinh đẹp, mặc dù xem bộ dáng chỉ là luyện khí kỳ tầng 2 tầng 3, nhưng đích thực là người tu tiên. Nhưng nhìn điệu bộ vâng lời của các nàng khi bị mang tới, thì quả nhiên vật phẩm đấu giá lần này lại chính là hai vị nữ tu này. Hứa vân thấy cái này lại không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lại dùng ánh mắt ý bảo mấy người dáng nghe lão giả nọ nói cái gì. Tiếp theo là cung cấp lô đỉnh cấp thấp luyện khí kỳ, các nàng chỉ tu luyện qua ngũ hành công pháp cơ bản, mỗi một người tuyệt đối đều còn trinh, nhưng căn cứ theo yêu cầu của các nàng, tu sĩ muốn đấu giá các nàng phải có tu vi ngoài trúc cơ trung kỳ mới được, giá linh thạch khởi điểm là 2.000, đấu giá bắt đầu. Từ khi lão già gọi người đem hai người nữ tu này tới, phía dưới, rất nhiều nam nhân bắt đầu dùng ánh mắt nồng nhiệt không ngừng đánh giá hai người nọ, nhưng sau khi lão già nói vọng xuống phía dưới, hồi lâu cũng không có ai ra giá, thậm chí hai gã nam tu ngồi phía trước hàn lập không xa, vẫn nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Hai ngàn linh thạch mua một đỉnh lô hai ba tầng có ích lợi gì, nếu thật muốn có tỷ nữ, còn không bằng đến nơi khác mua một nữ từ người bình thường. Đến lúc tuổi già sức yếu cho ít tiến đuổi đi là được. Nếu là lô đỉnh trúc cơ kỳ, giá cao hơn nữa ta cũng nguyện ý, ngươi nằm mơ đi, ngươi cho rằng ngươi là tu sĩ kết đán kỳ sao. Chớ quên quy củ của nơi này, lô đỉnh trúc cơ kỳ căn bản không phải chúng ta có khả năng tranh giành. Cái loại này giá trên trời còn không bằng để tiền mua một cái trứng linh thú tốt đi. Nghe đoạn nói chuyện như thế. Hàn Lập trong lòng mặc dù vẫn còn kinh ngạc không thôi, nhưng vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng dần dần mất đi. Hắn trước kia cũng có nghe nói qua, có chút thế lực chuyên môn ngầm bồi dưỡng một ít nữ tu sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn có một ít tu sĩ cấp cao đem nữ tu như là một lễ vật đưa đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ở Nội Tinh Hải cũng không có công khai đấu giá nữ tu lô đỉnh như thế này. Nơi này xảy ra loại hành vi như vậy, thật đúng là làm cho hắn hoảng sợ. Thần sắc của bọn đại hán cầm y cũng bình tức lại dù sao tồn tại của lô đình cũng là chuyện được tu tiên giới mỗi người trong lòng đều biết rõ nhưng lưu phu nhân cùng một nữ tử tuổi còn trẻ khác cũng là thân nữ tử vẫn là có một chút bộ dáng không được tự nhiên mấy vị đạo hữu không cần kinh ngạc những nữ tử đó đều là tự nguyện làm lô đình cho người khác không có bất luận kẻ này bắt buộc các nàng cơ bản đều thuộc về cái loại tư chất linh căn không tốt muốn dựa vào phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện thành nữ tu cấp cao rất khó ở nhà cũng không có cao nhân chống lưng các thế lực cũng đều xem thường các nàng, không muốn tốn hao linh thạch đi bồi dưỡng. Cứ như vậy, ở ngoại tinh hải này công việc bình thường của phàm nhân thì các nàng khinh thường không làm, mà ra ngoài đi săn yêu thú lại là chuyện tìm chết. Cũng chỉ có sau khi tu luyện có thành quả, chủ động làm lô đỉnh cho các nam tu có tu vi cao thâm, như vậy chẳng những có chỗ cung cấp linh thạch cho, hơn nữa bản thân cũng có chỗ chống lưng nhất định. Nếu có thể làm cho các nam tu sĩ này yêu mến, trở thành thị thiếp thì cũng là một phen kỳ ngộ. Đương nhiên, cũng có một số nam tu linh căn thấp kém, tự nguyện đi làm lô đỉnh cho các nữ tu cấp cao. Bất quá, loại lô đỉnh này không cho phép nam tu cấp thấp tham dự đấu giá, cũng không xuất hiện ở đấu giá hội Hứa Vân từ từ nói. Xem ra việc này sớm đã trở thành chuyện bình thường. Chương 513, những người khác nghe xong lời này cũng im lặng không nói. Dù sao cũng có hai người trong nhóm là nữ tu ở bên, bọn họ không thể nói phản đối hay đồng ý. Hàn Lập sờ sờ cầm nhìn không ra điều gì khác thường hắn hoàn toàn không cần lô đỉnh gì đó để tăng tiến tu vi. Càng không muốn mua thêm trói buộc bên người. Mặc dù hắn có chút cảm thấy đáng thương đối với mấy nữ tu lô đỉnh này, nhưng bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ, nên chỉ có thể xem như không nhìn thấy. Lúc này, hai nữ tu trên đài kia bởi vì không có ai ra giá, vẻ mặt vô cùng thất vọng bị dẫn ra ngoài. Xem đến đây, hứa vân khẽ cười giải thích. Hai nữ tử này tu vi quá kém, mặc dù tự nguyện làm lô đỉnh, nhưng đối với tu sĩ tu vi hơi cao mà nói thực chất không có sự trợ giúp gì, cho nên mới như vậy. Nhưng chuyện cũng hoàn toàn không phải là tuyệt đối. Vạn nhất có đạo hữu trúc cơ kỳ nào đó chấm tư sắc của hai nàng, chịu mua về cũng không phải là hiếm. Đại hán cẩm y cười khan mấy tiếng, cũng không có nói tiếp nữa. Hứa vân vẫn cười nói như thường, hoàn toàn không hề để tâm. Phía dưới sàn đấu giá lại xuất hiện thêm một ít vật phẩm chân quý ít gặp ở nội tinh hải, Hàn Lập lộ ra vẻ lời biếng cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục xem nữa. Hắn đang muốn tìm một cái cớ để rời khỏi chỗ này, thì lúc này Hứa Vân dường như cũng nhận ra vẻ mất kiên nhẫn của Hàn Lập, liền chủ động mở lời, lần này đấu giá hoàn toàn không có đồ vật chân quý gì. Phải chờ lần liên hợp đấu giá một năm một lần mới thực có vật phẩm cao cấp. Đến lúc đó mời các đạo hữu trở lại xem qua. Bây giờ mời mọi người đi xem một số nơi của Hắc Thạch Thành, đám người đại hán cẩm y tự nhiên sẽ không phản đối. Cho dù tại nơi này có bán vật phẩm mà bọn họ coi trọng, nhưng hiện linh thạch trên người sớm đã không còn nhiều lắm. Sau khi tất cả mọi người đều gật đầu, Hứa Vân liền dẫn tất cả rời khỏi bảo thính. Dưới sự dẫn đường của nữ tử phàm nhân, theo một thông đạo đi ra Minh Châu Hiên. Một dãy hơn 10 gian phòng đá kia là do một số nam nữ phàm nhân từ ngoài đến ở tạm. Phàm nhân nếu muốn sống tại Hắc Thạch Thành thì trước hết nên đến nơi này đăng ký để tiện quản lý nhưng nếu trong một khoảng thời gian không có ai thuê bọn họ, thì họ phải lập tức rời khỏi Hắc Thạch Thành. Mà mấy nữ tử nhìn thấy tại Minh Châu Hiên khi nãy chính là ở tại nơi này. Các gian phòng có diện tích không nhỏ kia, là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trong thành thốn Kim Các, chuyên môn bán ra các loại nguyên liệu chân quý. Nghe nói là chỉ cần nói ra tên, thì mọi loại nguyên liệu đều có thể mua được ở đây. Mặc dù nói hơi khoa trương nhưng danh khí quả thật rất lớn. Ba gian phòng bên cạnh là Hứa Vân một mặt dẫn mọi người đi dọc theo ngã từ đường, một mặt thuận miệng nói vô cùng quen thuộc. Hàn Lập nghe đến đó trong lòng không khỏi chợt động, bước chân đột nhiên ngừng lại. Khúc đạo hữu, người sao vậy? Hứa Vân hơi chút ngạc nhiên hỏi. Mấy người đại hán cẩm y nhìn Hàn Lập đi sau cùng, lộ ra vẻ khó hiểu. Khúc mỗ còn có vài việc cần xử lý. Đành phải chia tay cùng mọi người tại đây, đương nhiên nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại Hàn Lập, che tay nhìn trời một chút rồi cúi đấu bình thành nói, thanh âm dù không lớn nhưng ý tứ rất rõ. Hứa Vân cùng Đại Hán Cẩm y nghe xong đều ngẩn ra. Bọn họ tất nhiên không nghĩ đến việc để cho một vị tu sĩ có tu vi cao như Hàn Lập rời đi, định lên tiếng giữ lại, lại thấy Hàn mang chợt lóe lên trong mắt Hàn Lập. Hai người không hẹn mà lòng cùng phát lạnh, lời nói phản đối lên đến miệng rồi phải nuốt xuống, chỉ có thể thì thào đáp ứng. Sau đó thấy Hàn Lập đi vào trong thốn kim cát, biến mất không còn bóng dáng nữa. Lúc này, hai người vô cùng kinh ngạc mà nhìn nhau, trên người đồng thời toát ra mồ hôi lạnh mà những người bên cạnh thì lại có chút nghi hoặc mà nhìn hai người không biết đã xảy ra chuyện gì người này đại hán cẩm y cười khăn một tiếng bộ dáng như muốn nói gì đó khúc đạo hữu nếu đã không muốn đi cùng chúng ta nhất định là đã có việc khác ta sẽ hướng dẫn mọi người tới một khu khác để xem vậy không hiểu sao hứa vân lại cắt ngang lời nói của đại hán cẩm y sau đó vội vàng hướng sự chú ý của mọi người sang nơi khác sau đó hướng tới đại hán cẩm y truyền âm dịch đạo hữu người này làm việc cao thâm khó lường chúng ta tốt nhất nên ít dính dáng tới là hơn nếu không cẩn thận lại đưa đến họa sát thân vị khúc đạo hữu này tuyệt đối là người có tu vi vượt xa chúng ta tốt nhất là ở sau lưng cũng đừng nên đàm luận nhiều về đối phương đại hán cẩm y nghe lời này thì thần sắc biến đổi mấy lần nhìn thốn kim các vài lần sau đó khẽ gật đầu rồi hắn tiếp tục đi theo mấy người nọ lúc này hàn lập đang đi theo một thanh niên tuấn tú bước vào bên trong một gian phòng vô cùng trang nhã Thốn Kim các này nhìn từ bên ngoài vào thì giống hệt như là một cái nhà đá to lớn, nhưng bên trong lại chia thành rất nhiều gian nhỏ, chuyên bán các loại nguyên liệu khác nhau. Hàn Lập không hề khách khí vừa vào đã muốn gặp người quản sự nơi này. Nếu là tu sĩ khác tất nhiên sẽ không có dễ mà đạt mục đích như vậy, nhưng mà khi Hàn Lập xuất ra tu vi Kết Đan, kỳ thì lập tức có người cung kính dẫn hắn đến gian khách quý. Tu sĩ Kết Đan kỳ cho dù là tại Hắc Thạch Thành cũng được đối xử vô cùng trọng hậu. Hàn Lập ở trong phòng đợi một lát, một lão giã tướng mạo bình thường liền bước vào, mỉm cười đi đến. Vị đạo hữu này rất lạ mặt, hình như là lần đầu đến thốn kim các chúng ta. Tại hạ là ly tầm quản sự thốn kim các, hữu lễ lão già thấy Hàn Lập liền ôm quyền, hắn cũng là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Khúc mỗ đúng là làn đầu tiên đến nơi này, cũng có một vài việc muốn thỉnh giáo với ly đạo hữu. Hy vọng không gây phiền nhiễu gì cho đạo hữu Hàn Lập thần sắc bình thản trả lời, nếu là việc nằm trong khả năng của ta, Ly Mỗ nhất định sẽ hết lòng trợ giúp vị quản sự này dù không hề biết Hàn Lập có yêu cầu gì, nhưng vẫn khẳng khái đáp ứng. Bộ dạng hào sảng này cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng Hàn Lập. Chẳng qua hắn cũng không có bổn sự nhìn thấu được thuật biến hóa của Hàn Lập, đối với bộ dáng một trung niên ốm yếu của Hàn Lập cũng không lộ ra vẻ gì khác thường. Hàn Lập khẽ cười, tại hạ muốn mua một loại nguyên liệu để luyện chế đan dược, nhưng chỉ biết tên của linh dược này từ thời thượng cổ bởi vậy mãi cho đến nay vẫn chưa tìm ra cho nên mới tìm ly đạo hữu để thử vận khí hàn lập không khách khí nói thẳng ra mục đích của mình ha ha đây chỉ là chuyện nhỏ hoàn toàn không có vấn đề ly tầm nghe hàn lập nói thế trong lòng nhất thời trầm xuống lập tức cười nói sau đó hắn xoay mặt ra cửa lạnh giọng nói người đâu gọi cổ ngọc tới đây vâng ngoài cửa có một gã sai vặt ngay lập tức chạy đi đạo hữu chờ một lát Vị cổ ngọc này tuy chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng lại chuyên môn nghiên cứu các loại nguyên liệu chế tạo thuốc thuộc về thời thượng cổ, tuyệt đối sẽ không khiến cho Khúc Đạo hữu thất vọng hắn vừa quay đầu, vừa cười nhìn Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy cũng lộ ra vẻ vui mừng, đang định lên tiếng thì bên ngoài bay vụt vào một đạo hồng quang, sau khi xoay một vòng trên nóc nhà thì chuẩn xác rơi xuống trong tay lão già. Đó là đạo truyền tấn phù. Khi trên mặt Hàn Lập hiện lên dị sắc, thì lá phù trực tiếp bị thiêu cháy trên tay lão già vị ly quản sự hai mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa kia, sau đó bàn tay khẽ động đem hỏa quang dập tắt hoàn toàn. Sau đó mới dùng một loại thần sắc ngoài ý muốn nhìn hàn lập. Ly mỗ thật là thất lễ. Không nghĩ tới khúc huynh lại là tu sĩ vừa mới tới hắc thạch thành. Tại hạ cũng nên thể hiện thái độ của chủ nhà mới phải thái độ của lão già trong nháy mắt trở nên nhiệt tình hơn ba phần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tra ra lai lịch đại khái của hàn lập, Điều này khiến cho hắn có chút giật mình, nhưng trên mặt vẫn duy trì nét cười thản nhiên, không hề lộ ra chút suy nghĩ nào trong lòng. Đạo hữu không cần phải khách khí. Tại hạ cũng phải động tay động chân rất nhiều mới có thể đến được kỳ uyên đảo này, cũng không muốn gây chú ý cho người khác hàn lập hời hợt ứng phó cho qua chuyện. Thấy vẻ mặt hàn lập như thế, lão giả cũng hiểu hắn không muốn nói thêm về chuyện này, lập tức chuyển đề tài, cho chuyện một chút về một số tin tức thú vị trên kỳ uyên đảo. Hàn lập cùng hắn trò chuyện cũng khá vui vẻ, Lúc này thì một nho sinh khoảng hơn 30 tuổi bước vào, hướng hai người thi lễ, cung kính nói, cổ ngọc tham kiến hai vị tiền bối, chẳng biết gọi vãn bối đến là có chuyện gì phân phó. Người này tướng mạo thanh nhã, tóc đen dài, hai mắt sáng quắc, có vài phần xuất trần. Ly tầm nhìn thấy người này chỉ khẽ gật đầu, khoát tay gọi hắn đến gần nói chuyện. Vị khúc tiền bối này có vài thắc mắc về linh dược thời thượng cổ. Người cứ thành thật trả lời là được lão già thần sắc lạnh nhạt phân phó nói. Tuân mệnh, vãn bối nhất định sẽ cố hết sức cổ ngọc đứng thẳng, nghiêm túc nói. Chương 514 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Không biết đạo hữu có biết gì về thiên diệp lộ không? Hàn lập không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Thiên diệp lộ, cổ ngọc hơi ngẩn ngơ nhưng sau đó trầm ngâm trả lời, vật ấy vãn bối cũng có chút ấn tượng. Nói đến cũng may, nếu mà mấy năm trước hỏi thì vãn bối chắc chắn sẽ không biết về nó. Nhưng hai năm trước, trong một quyển điển tịch có nhắc qua về thiên diệp lộ, điển tịch này đã được vãn bối phục chế vào bên trong ngọc giản tiền bối có muốn đích thân xem qua không nói xong những lời này thì cổ ngọc lộ ra vẻ cẩn thận hàn lập trong lòng mừng rỡ trong mắt không khỏi bộc lộ sự hưng phấn nếu mà có điển tịch thì quá tốt rồi nếu thật sự ta tìm được vật đó ta nhất định sẽ trọng tạ đạo hữu hàn lập mạnh mẽ áp chế kích động trong lòng mỉm cười nói cổ ngọc nghe thế thì vô cùng mừng rỡ có thể được tu sĩ kết đan kỳ hứa hẹn lợi ích của hắn lần này quả thật không nhỏ hắn không hề do dự lập tức lấy từ trên người ra một khối ngọc giản hai tay kính cần đưa cho hàn lập chính là ngọc giản này thỉnh tiền bối xem cho kỹ cổ ngọc cung kính nói hàn lập không nói nhiều trực tiếp nhận lấy ngọc giản rồi dùng thần thức nhanh chóng tra xét chỉ một lát sau trên mặt hàn lập hiện ra lần lượt là vẻ hưng phấn nghi hoặc cuối cùng là trầm tư vị quản gia ở bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của hàn lập thấy sự thay đổi đó trong mắt cũng không khỏi hiện lên những tia dị sắc mà cổ ngọc lại càng bất an, đứng bên chỉ sợ thiên diệp lộ, ở bên trong ngọc giản không phải là vật mà vị tiền bối này cần. Không sai, chính là vật này hàn lập cuối cùng cũng đem thần thức rời khỏi ngọc giản, chậm rãi nói. Nhưng mà vẻ hưng phấn trong mắt đã giảm bớt rất nhiều. Sao vậy? Chẳng lẽ thiên diệp lộ này còn có chỗ nào phiền toái? Lão giả con ngươi hơi đổi, do xét một câu. Khúc mỗ không nghĩ là nó lại khó giải quyết như vậy. Nó lại có liên quan đến yêu thu cấp 8 hàn lập cười khổ nói. Yêu thu cấp 8, Ly Tầm bị dọa cho giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn Hàn Lập. Không sai, cái gọi là thiên diệp lộ chính là bạn yêu thảo dạng lòng. Chỉ là bạn yêu thảo lại sinh trưởng, tại nơi ở của yêu thú cấp 8 mới có thể mang lại tác dụng Hàn Lập than nhẹ, có vẻ bất đắc dĩ nói. Ly Tầm sau khi nghe rõ, cũng không còn gì để nói. Bạn yêu thảo, hắn tự nhiên biết là vật gì. Là một loại linh thảo sinh trưởng ở gần xào huyệt của yêu thú, nhiều năm bị yêu khí ảnh hưởng mà sinh trưởng. Theo lý thuyết thì loại bạn yêu thảo này có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng nếu là bạn yêu thảo ở gần yêu thu cấp 8 thì lại hoàn toàn khác biệt. Dù là ngoại tinh hải có thể có yêu thu cấp 9, thậm chí cấp 10, nhưng dù gì thì đó đều chỉ là lời đồn mà thôi. Tại hắc thạch thành này chỉ có thể thấy yêu thu cấp 7 là cao nhất, đứng có nói gì đến yêu thu cấp 8. Ly tầm nhìn hàn lập trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không biết vị đạo hữu này định luyện loại đan dược gì, mà lại cần thứ nghịch thiên như thế. Trong ngọc giản này còn ghi lại một vài thứ, sau này ta có thời gian phải xem qua một chút không biết đạo hữu có thể sao ngọc giản ra cho ta không hàn lập ngắm nghía ngọc giản trong tay một chút bỗng nhiên ngoài dự đoán nói với cổ ngọc nếu nó có hữu dụng với tiền bối xin tiền bối cứ lấy cổ ngọc có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề do dự nói thấy đối phương nhu thuận như vậy hàn lập gật đầu lật bàn tay hiện ra một cái bình nhỏ cùng một lá phù có họa một thanh tiểu kiếm màu vàng ta thân là tiền bối tất nhiên sẽ không lấy không của ngươi đây là một lọ đan dược dùng để tăng tiến tu vi cùng với một tấm phù bảo Ngươi cầm lấy mà dùng đi hàn lập đem hai thứ đó, nhẹ nhàng ném qua. Đa tạ tiền bối tặng bảo cổ ngọc nhận lấy, hết lời cảm tạ. Mấy thứ này đối với tu sĩ luyện khí kỳ như hắn đúng là vô cùng chân quý. Nếu như khúc đạo hữu đã tặng bảo vật như vậy. Cổ ngọc, ngươi nhận lấy rồi đi ra đi ly tầm thấy hàn lập ra tay hào phóng, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn bất động thanh sắc, ra lệnh cho cổ ngọc rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không biết ngoại trừ việc này, đạo hữu còn có gì cần chúng ta trợ giúp không? Nếu có xin cứ nói ly tầm dị thường hào sảng nói. Một khi ly đạo hữu nói như thế, tại hạ còn có chút chuyện muốn làm phiền. Không biết nơi này có sừng của mã não thú không? Hàn lập hơi trần trừ sau đó cất lời hỏi. Ha ha, đạo hữu tìm đúng chỗ rồi. Sừng mã não này tuy vô cùng hy hữu, nhưng tháng trước bổn điếm vừa mua được hai cái. Đạo hữu cần thì ta sẽ gọi người mang tới một cái lão già vỗ tay cười rộ lên, không trần chờ mà phân phó xuống. Hàn lập tự nhiên lộ vẻ vui mừng, không ngừng cảm tạ. Không bao lâu, một người đi vào, mang theo một cái khay, phía trên khay chính là một chiếc hộp gỗ trông rất tinh xảo. Đạo Hữu xem, không biết cái sừng này có vừa ý Đạo Hữu hay không? Hàn Lập thần sắc trịnh trọng gật đầu, đưa tay cầm hộp gỗ mở ra. Lam quang xuất hiện, một cái sừng dài hơn thước đang nằm gọn bên trong hộp. Vật ấy trong suốt, mũi nhọn hình xoắn ốc, bên ngoài có ẩn hiện lam quang. Không sai, vật này rất thích hợp, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Hàn Lập hài lòng, đóng nắp hộp lại cái này bổn điếm mua vào với giá 5.000 linh thạch. Nếu đạo hữu cần cứ trả cái giá đó, cũng được ly tầm rất hiểu đạo làm người cười hì hì nói. Hàn lập tất nhiên sẽ không có kẻ mặc cả, sau khi nói tạ ơn trên người lấy ra đủ số linh thạch bậc trung giao cho đối phương. Lão già khẽ dung tay áo rộng thùng thình, đem toàn bộ linh thạch thu hồi, sau đó mời tiếp tục cười nói, khúc đạo hữu đến nơi này không hiểu là có kế hoạch gì chưa. Đạo hữu dù pháp lực cao cường, nhưng mà yêu thu cấp cao nơi đây đúng là rất khó đối phó, không ít đồng đạo kết đan kỳ bởi vì đơn độc mà bị yêu thú đánh trọng thương. Không bằng ly mỗ giới thiệu cho đạo hữu làm quen với một số đồng đạo cung cấp. Như vậy nếu mọi người cùng xuất hải thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hàn lập nghe xong mỉm cười, đối phương thủy trung ra vẻ hào hiệp như thế, cuối cùng đã nói ra y muốn mượn sức. Đà tạ ly đạo hữu có ý tốt. Chẳng qua sắp tới ta định luyện chế một chút đan dược, sau khi uống vào chỉ sợ sẽ bế quan một thời gian, sau đó mới xuất hải săn yêu thú, nhất thời cũng không gấp hàn lập tuy không muốn từ chối đối phương, nhưng cũng không muốn xuất hải cùng một số tu sĩ xa lạ khác, bởi vậy uyển chuyển dùng lời cự tuyệt. Như vậy cũng tốt. Trước tiên là tăng tiến tu vi, sau đó làm quen tình huống nơi này, cũng là thỏa đáng. Chẳng qua, khúc đạo hữu về sau muốn tìm người, nhất định đừng quên tìm tới ly mỗ ly tầm trên mặt dù hiện lên vẻ thất vọng, nhưng sau đó lại như không việc gì tiếp tục nói. Hàn lập tất nhiên là đáp ứng, sau đó nói vài câu với đối phương rồi cáo từ rời đi lão già đưa hàn lập ra khỏi cửa mới quay lại phòng thế nào chúng ta có thể sử dụng người nọ không lão già mới ngồi xuống lại thì một thanh âm nhàn nhạt, nhạt bỗng nhiên vang lên trong phòng một bóng người mơ hồ xuất hiện đằng sau một bức tranh sơn thủy quỷ dị bay ra hóa ra bên trong phòng còn có người này tồn tại người này áo trắng tung bay khuôn mặt bị che kín trong ánh sáng xanh trông vô cùng thần bí không cần lo lắng mặc dù cùng hắn nói chuyện không lâu khuôn mặt cũng xa lạ nhưng tu sĩ họ khúc này không thể nghi ngờ là tán tu độc lai độc vãng chỉ cần hắn xuất hài gặp nguy hiểm vài lần thì sẽ tự nhiên nghĩ đến lời đề nghị của ta là tốt như thế nào sớm muộn cũng quay lại thôi lão già tự tin nói hư cũng không nhất định người áo trắng lạnh lùng nói sao thế tu sĩ kết đan sơ kỳ thật sự là có thể ở hải uyên một mình săn yêu thú sao ly tầm lắc lắc đầu bộ dáng không tin hắn không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường vừa rồi khi các ngươi nói chuyện hắn hoàn toàn không có nhìn về phía ta ẩn nấp nhưng không hiểu tại sao ta luôn có cảm giác bị hắn giám sát ta nghĩ có lẽ hắn đã sớm phát hiện ra ta rồi chỉ là không có nói ra mà thôi người áo trắng trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên trịnh trọng nói phải không vậy tàng nặc thuật của ngươi cho dù là tu sĩ cao hơn một bậc cũng không thể phát hiện chẳng lẽ ngươi muốn nói tên họ khúc này là tu sĩ kết đan hậu kỳ lão già sau khi ngẩn ra có chút nghi hoặc hỏi khó mà nói được cũng có thể do hắn tu luyện công pháp đặc thù hay là có bảo vật gì đó, trong người người áo trắng có chút không tự tin nói, "Quên đi, mặc kệ hắn là bình thường hay đặc thù gì, chúng ta cũng đã cố gắng giao hảo rồi." Nói chung cũng không có làm gì sai ly tầm sau khi đi vài vòng quanh phòng, cao mày nói, người áo trắng nghe xong lời này cũng gật gật đầu, không nói thêm Chương 515 Hàn Lập lúc này đã rời khỏi thốn Kim Các, lại đi vào một tiệm tạp hóa phụ cận mua một hải vực đồ, về vùng biển cùng tình hình thực tế các yêu thú, hay xuất hiện tại nơi này, tìm một nơi vắng lặng mà nghiên cứu. Chỉ nhìn xem một lúc, hai hàng lông mày của Hàn Lập nhíu lại. Phụ cận kỳ uyên đảo toàn là đánh dấu khu vực nguy hiểm tránh qua lại rất nhiều. Chẳng lẽ đều là nơi luôn xuất hiện yêu thú bậc cao sao? Về phần hải uyên kia cách nơi này cũng không xa lắm. Hàn Lập nếu bay với tốc độ cao nhất thì có thể tới đó đó trong vòng nửa tháng, bất quá diện tích hải uyên này thật sự là quá lớn ngang dọc trong đó theo tư liệu này thì hải vực này thâm sâu khó lường hoàn toàn chưa có một ai thử dò xét được nó sâu đến mức nào hàn lập sau khi xem qua một lần rất nhanh nắm bắt hết kiến thức bên trong sau đó đứng tại chỗ thần sắc ngưng trọng cúi đầu suy nghĩ không biết qua bao lâu hàn lập nhấc tay lên khuôn mặt khôi phục lại vẻ bình thường hắn không định tiếp tục ở lại hắc thạch thành này nên không hề do dự ra khỏi thạch thành ra khỏi thành hàn lập liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi cả kỳ uyên đảo này cũng không lớn chỉ là đảo cỡ chung mà thôi ngoài ra theo lời của hứa vân thì ngoài hắc thạch thành ra trên đảo cũng không còn thành thị nào nữa tất cả chỉ là vùng hoang vu ngay cả một thôn xóm cũng không có bóng dáng xem ra các nơi khác cũng cấm chế người phàm cùng tu sĩ ở cũng không rõ vì nguyên nhân gì hàn lập rất nhanh rời khỏi kỳ uyên đảo đánh giá xung quanh sau khi xác định phương hướng liền bay về phương bắc Đối với hắn bây giờ, việc tìm một hòn đảo nhỏ có ít tu sĩ xuất hiện, xây dựng một động phủ mới là việc quan trọng nhất. Mà phụ cận Hải Uyên thì không cần phải nói, chính là nơi tụ tập của rất nhiều tu sĩ. Hàn Lập cũng không muốn ở giữa bọn họ, rước lấy sự chú ý, vì vậy mục tiêu là rời càng xa Hải Uyên càng tốt. Phụ cận Kỳ Uyên đảo, đảo nhỏ không nhiều, hơn nữa phần lớn đã bị tu sĩ cùng phàm nhân chiếm cứ. Hàn Lập cũng không quan tâm đến những hòn đảo này, trực tiếp đi thẳng qua. Rất đúng như suy nghĩ của hắn hải phận phía bắc tu sĩ cũng không nhiều. Sau khi bay hơn 10 ngày, cũng thấy một số ít tu sĩ. Cấp thấp thì vừa trông thấy độn quang của Hàn Lập liền dè dặt né tránh, cấp cao thì vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Tại nơi này, giết người đoạt bảo cũng không khác biệt gì với các yêu thú đảo khác. Lại bay hai ngày nữa, lúc này đã hoàn toàn không có chút dấu tích của tu sĩ, Hàn Lập chuyển mục tiêu, nhằm hướng Tây mà bay đi. Căn cứ vào bản đồ thì phía Tây có một số đảo có linh mạch cỡ nhỏ, nhưng bởi vì linh mạch này quá kém cùng xa cách Kỳ Uyên đảo, tính an toàn rất thấp nên rất ít tu sĩ đến ở nơi đây. Về phàm nhân, bọn họ chỉ có thể sống gần Kỳ Uyên đảo mới có thể được bảo hộ an toàn. Hàn Lập tất nhiên là sẽ không quan tâm đến điều kiện, chỉ chăm chú tìm kiếm hòn đảo nào có thể ở được mà thôi. Lúc này ở trên bầu trời cách đảo năm 60 dặm, ngưng thần nhìn xuống. Đây là một hoang đảo không người có linh mạch thứ tư mà Hàn Lập cho tới bây giờ đã tìm ra. Đảo tuy không lớn, nhưng điều kiện lại vô cùng phức tạp vừa có hoang địa trơ trụi, không có một ngọn cỏ. Vừa có rừng cây không rõ tên um tùm, lại có đồng cỏ hoa lá khoe màu đua sắc, còn có mấy ngọn núi nhỏ dài rác. Hàn lập dùng thần thức dò xét qua cả đảo, hoàn toàn không có dấu vết của tu sĩ. Nơi này có lẽ là do linh mạch thấp kém, tu sĩ khác cũng xem lọt mắt. Trái lại, dù linh mạch vô cùng nhỏ nhưng linh khí lại khá sung túc. Cho dù không phải là linh mạch cao cấp nhưng cũng là bậc trung. Sở dĩ không có tu sĩ là do hoàn cảnh xung quanh hòn đảo này vô cùng kỳ lạ, mà Hàn Lập thấy hợp ý nhất cũng chính là điểm này. Đảo chìm trong một màn sương trắng rộng mênh mông. Mà sương mù này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do một dòng thác ở phụ cận gây nên. Càng kỳ lạ hơn, màn sương này chỉ bao phủ xung quanh đảo, vùng trời trên đảo thì lại một chút cũng không có. Lúc mới nhìn thấy điều này, Hàn Lập cũng đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi hắn phá vỡ mặt nước phụ cận, lặn xuống bên được đảo mới thì rốt cuộc phát hiện được ở dưới đáy của hòn đảo có vô số cá to bằng ngón tay chưa trưởng thành lúc nhúc chui ra rồi tiến vào bên trong động những con cá này nhìn qua thì hoàn toàn không có gì khác thường nhưng mà khi hàn lập dùng linh lực bắt lấy một con thì phát hiện con cá này không hề có vảy mà trên người đều là gai xương nhỏ màu bạc nếu mà là người bình thường đi bắt nó thì bị đâm chảy máu là chuyện bình thường thôn hải ngơ hàn lập thấy cảnh này thì trong đầu ngay lập tức hiện lên một cái tên đứng xem thường cái tên này buồn cười những con cá này lại là yêu thú bậc một hay sống tụ tập lại thành đàn. Chúng nó ngoại trừ gai xương trên người vô cùng cứng rắn như sắt, còn hay trồi lên trên mặt biển, nuốt lấy nước rồi phun ra xương trắng trêu chọc. Tại đảo phụ cận có thể nhìn thấy thường xuyên, nhưng quanh đảo lại có nhiều thôn hải ngư như vậy, có thể thì đem xương trắng hoàn toàn bao phủ cả đảo, đúng là chuyện vô cùng hiếm thấy ngay cả Hàn Lập nếu không phải nửa đường gặp một yêu thú cấp 4 ngân dực điểu, nhất thời cao hướng truy đuổi theo vào bên trong màn xương trắng này, hắn cũng không thể phát hiện ra hòn đảo này, nhất định sẽ lơ đáng mà bỏ qua. Bởi vì từ xa nhìn lại, nơi này chỉ là một cánh tượng vô cùng hay gặp trên biển mà thôi, không có kỳ lạ gì cả. Hàn Lập bay vài vòng quanh đảo, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm, chọn lấy đảo này để kiến tạo động phủ. Hòn đảo bí mật như thế này không chọn thì còn có thể đi đâu tìm được nữa linh mạch của đảo chỉ dài hơn 10 trượng, núi thì chỉ cao có 3-4 trượng, chỉ có vài tòa mà thôi. Do địa hình quá thấp nên Hàn Lập không thể tại sườn núi mà tạo động phủ. Hắn phải tìm một tiểu cốc ở dưới chân núi, rồi bắt đầu tiến hành xẻ vào trong lòng núi. Lấy tu vi hiện tại của hắn bây giờ tạo một động phủ giống như trước kia, hoàn toàn là chuyển rể như trở bàn tay. Nửa ngày sau, hắn cơ bản đã hoàn thành. Hàn Lập không có tâm trí mà đẽo gọt lại nó cho đẹp, đầu tiên là dùng mấy bộ khí cụ bảy trận mà bao bọc lấy toàn bộ dãy núi rồi mở ra cấm pháp hình thành ảo giác xa xa nhìn lại núi non như là biến mất xuất hiện là một mảng rừng cây xanh ngắt một chút sơ hở cũng không có nhưng mà hàn lập khi nhìn từ trên cao xuống một lúc lâu lại có chút lo lắng nếu có người cũng như hắn tiến vào bên trong làn xương thì cấm chế này không thể lừa được tu sĩ cấp cao hắn cúi đầu trầm ngâm một chút rồi trong đầu lóe lên một chủ ý hàn lập không nói hai lời bay nhanh vào bên trong động phủ đem đồ vật sắp xếp lại một chút, bắt đầu tìm gian mật thất luyện chế một số đồ vật. Sáu bảy ngày sau, Hàn lập lại một lần nữa từ trong động bay ra, trong tay là mười mấy bộ khí cụ bố trận giống nhau, như đúc ủng hộ kênh qua linh halaji.com gạch cháo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Những trận kỳ trận bàn này thoạt nhìn vô cùng đơn sơ, không có vẻ gì là trận pháp cao minh. Nhưng sau khi Hàn lập ngầm bố trí ở một vài nơi trên đảo, sau khi nhất nhất mở ra, thì hàng loạt luồng xương mù từ bên trong trận thoát ra, bao phủ hoàn toàn hòn đảo. Không bao lâu xương mù bên trong trận cùng với xương mù vốn có bên ngoài hoàn toàn hòa nhập với nhau. Bây giờ nếu mà có người bên ngoài tiến vào, trừ khi là phi hành thấp, nếu không thì rất khó có thể phát hiện có hòn đảo bên dưới. Ở trên không trung đánh giá một phen, Hàn Lập lúc này mới cảm thấy an tâm. Tuy là đồng thời dùng rất nhiều pháp trận, tốn nhiều linh thạch nhưng hắn cũng không quan tâm. Hắn thà tồn tại còn hơn là gặp tai nạn. Hàn Lập lại hóa thành một đạo thanh quang hướng xuống dưới bay đi lúc này hắn mới chính thức thu xếp động phủ, bố trí trùng thất và linh thảo. Hai ngày sau, Hàn Lập đang ở trong một căn phòng, tay cầm ngọc giản màu vàng mà cổ ngọc của thốn kim các đưa hắn, dùng thần thức xem kỹ trong đó. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng nhưng trọng. Thần sắc vừa động, thần thức đã rời khỏi ngọc giản, nhưng lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Một lát sau, hắn đứng dậy, thong thả đi qua đi lại bên trong thạch thất vài vòng, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đột nhiên bàn tay khẽ vuốt túi chữ vật ở bên hông, trong tay hiện ra một hộp ngọc màu trắng, Hàn lập nhìn một chút rồi chậm rãi mở nắp, lộ ra một vài viên trâu nhỏ màu sắc sặc sỡ. Chương 516 Hàn lập vươn hai ngón tay nhanh chóng kẹp một hạt trâu trong đó, phóng tới trước mặt. Sau khi nhìn kỹ một lát, Hàn lập thả hạt trâu ra rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu lại hiện ra bộ họa đồ trong ngọc giản. Một đạo hào quang ngũ sắc tỏa ra xung quanh viên châu to bằng nắm tay, bốn phía trôi nổi lơ lửng hơn 10 hạt châu nhỏ. Mấy hạt châu nhỏ này cùng với hạt nằm trong tay của Hàn Lập giống nhau như đúc, hào quang ngũ sắc ẩn hiện ở trong hạt châu, hàn lập cũng không lạ lùng gì, đó chính là bổ thiên đan bay ra từ hư thiên đỉnh. Bộ họa đồ quỷ dĩ nọ chính là một trong những họa đồ thuyết minh cái gì đó nằm, trong ngọc giản, thoạt nhìn qua trông rất thần thần bí bí. Khi hàn lập tại thốn kim các xem qua ngọc giản thấy được đồ hình này, trong lòng tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Đó cũng là lý do hắn không tiếc bỏ ra phù bảo để đổi nó từ, trong tay cổ ngọc nọ. Nếu không dựa theo ý nghĩ của hắn, nhiều lắm tặng bình đan dược là được rồi, mấy cái này ở trong ngọc giản cũng không có văn tự giảng giải làm cho nó càng thêm cổ quái trong đó thể hiện nhiều vật phẩm như pháp khí pháp bảo cũng có yêu thú quỷ quái gì đó tồn tại nhưng tất cả chúng hàn lập đều chưa từng thấy qua một trong số đó có thể liên tưởng tới bổ thiên đan xem ra tất cả đều không phải là vật tầm thường hàn lập dụng tâm đem mấy hình ảnh đó ghi nhớ lại trong đầu nói không chừng sau này có cơ hội gặp qua cũng có thể nhận ra đến lúc đó tự nhiên sẽ đặc biệt chú ý, chẳng qua giờ phút này, Hàn Lập nhìn mấy hạt châu trong hộp thật có chút khó xử. Không thể nghi ngờ, những hạt ngũ sắc châu này khẳng định cùng bổ thiên đan có liên quan với nhau. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chung một chỗ như vậy. Mấy viên châu này được luyện ra từ hài cốt cực huyễn, mà cực huyễn lại có được huyết ngọc chi thù. Vị nghịch đồ của huyền cốt, lão ma này chẳng lẽ năm đó đã từng tiến vào hư thiên đỉnh, tìm được một viên bổ thiên đan mà uống vào, chỉ có như thế mới giải thích được vì sao bộ xương lại biến thành ngũ sắc như thế, rồi bị hắn dùng Hỏa Diễm ngưng luyện mà thành mấy hạt châu này. Hàn Lập với kinh nghiệm uống nhiều đan dược như vậy, xem ra có đến 89 phần 10 là dược tính của Bổ Thiên Đan, chưa bị luyện hóa hoặc dược tính của nó quá mạnh, nên sau khi ăn vào phải trọng ngưng tẩy luyện đan dược. Bởi vậy xem ra, mấy viên châu này mới là Bổ Thiên Đan chân chính. Nếu không, hình ảnh của chúng làm sao lại xuất hiện bên trong bức họa đồ mà việc dùng thân thể tu sĩ làm đan lô luyện đan tu tiên giới hiện tại mặc dù hiếm có người sử dụng nhưng hàn lập cũng đã từng chính mắt thấy qua huyết ngưng ngũ hành đan của hắc sát giáo kia chính là một loại phương pháp huyết tinh bá đạo phi thường trong số đó bất quá tất cả những chuyện này đều do hàn lập suy đoán ra mà thôi hắn tự nhiên sẽ không liều lĩnh lập tức uống vào vì thế sau khi hắn nghĩ lại liền ra khỏi mật thất đi đến trùng thất trùng thất hiện tại so với ở thiên tinh thành đơn giản hơn hàn lập khai phá thành năm gian thạch thất lớn nhỏ không đồng đều trong đó hai gian được dùng để nuôi dưỡng hai loại phệ kim trùng khác nhau. Một nhóm là mấy vạn phệ kim trùng cùng hàn lập tại hư thiên điện, thi triển uy lực thôn phệ không ít thiết hỏa kiến. Một nhóm khác là tinh chọn ra từ mấy ngàn con ở động phủ thiên tinh thành, mà đem tới đây. Đây là hai nhóm mà hàn lập cố ý an bài tách ra. Không biết có phải nguyên do thôn phệ thiết hỏa kiến hay không? Mấy vạn phệ kim trùng nọ bộ dáng hình như lại muốn tiến hóa, đã có chút bắt đầu thôn phệ lẫn nhau, điều này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ còn lại ba gian thạch thất kia, một gian hàn lập dùng để nuôi dưỡng huyết ngọc chi thù còn sót lại, một gian chính là chỗ của đề hồn thú suốt ngày nằm ngủ, gian cuối cùng hàn lập để nuôi kim ti tắm lấy được từ trong hư thiên điện. Huyết ngọc chi thù thì không có gì để nói, nhưng còn đề hồn thú. Hàn lập mặc dù có minh hốn châu nơi tay, tâm lý thủy trung vẫn hồi hộp lo lắng, không có dũng khí dễ dàng luyện hóa hạt châu này, tạm thời để sang một bên không xử lý tới. Dù sao con thú này hiện tại bộ dáng cũng bình thường. Kim ti tắm Hàn Lập lúc ấy đối với loại yêu trùng này cũng không có tâm huyết gì mấy. Mà chỉ là vì chúng nó cũng là yêu trùng nổi danh trong bảng kỳ trùng. Mặc dù chúng nó xếp hạng rất thấp, thậm chí thua xa huyết ngọc chi thù, chỉ xếp ở cuối bảng mà thôi. Nhưng loại kim ti tầm này cũng hiếm có tu sĩ nào biết được tiến hóa lần thứ hai của nó ra sao. Chỉ cần cho chúng nó đủ thời gian, những yêu thú này phần lớn đều có thể tiến hóa thành một loại trùng có cánh tên là huyễn diễm Nga. Loại phi trùng này trên bảng kỳ trùng xếp thứ 17, trời sinh có năng lực biến ảo, Loại năng lực này có bao nhiêu lợi hại thì không ai biết, theo tư liệu từ thời thượng cổ có đề cập tới, dường như kỳ trùng này cũng hiếm người thấy qua, cho nên cũng không được rõ ràng cho lắm. Bất quá huyễn diễm Nga xếp hạng trên bảng cao như vậy, năng lực tuyệt đối là không hề nhỏ. Hàn lập lúc đó không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của lão Long, liền đem mấy con kim ti tằm này nửa chết nửa sống thu lại hết. Bất quá lúc đầu chúng nó bị vạn thiên minh không chút do dự vứt bỏ, nguyên khí đã bị thương trầm trọng, nhìn qua bộ dáng khả năng sống sót cũng không nhiều lắm. Sau khi Hàn Lập thu được chúng nó, cũng đã không ngừng cho chúng uống linh dược tự linh hoàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hơi thở cuối cùng, tình hình càng ngày càng tệ đi. Gặp tình trạng này, Hàn Lập cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Hiện tại Hàn Lập trong tâm nổi lên một chủ ý, liền trực tiếp đi vào trùng thất kim ti tằm. Thi triển cấm pháp bao phủ toàn bộ cửa sổ, Hàn Lập ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua không khỏi có chút chăm chú. Giờ phút này mấy con tầm to lớn màu bích lục đang nằm ở trên mặt đất, tất cả đều không nhúc nhích phảng phất như vật chết rồi. Nếu Hàn Lập còn không cảm ứng được, trên người bọn chúng còn có một tia linh khí yếu ớt, chỉ sợ thật nghĩ rằng mạng của chúng nó đã ô hô rồi. Hàn Lập không trần chờ lâu liền lập tức đi vào. Sau khi đi vài vòng quanh mấy con kỳ trùng này, liền chọn một con kim ti tầm có hình thể lớn nhất, sức sống tốt hơn những con khác một chút mà nhấc lên xem. Sau đó lần theo tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đem hai hạt châu ngũ sắc lần lượt đưa vào trong miệng kỳ trùng, rồi ra khỏi trùng thất. Ý tưởng của Hàn Lập rất đơn giản, một khi mấy con kỳ trùng này xem ra đã không còn cách cứu được nữa, không bằng dùng để thí nghiệm xem thử dược tính của hạt châu ra sao. Bổ Thiên đan danh tiếng to lớn như thế, dược tính hẳn là phải vô cùng thần kỳ mới đúng. Mấy viên Bổ Thiên đan này thực sự nếu có khả năng như hắn nghĩ, thì cho dù không cách nào cứu Kim Ti tầm kia, cũng sẽ không làm cho tình hình tệ hơn. Dĩ nhiên sau khi Kim Ti tầm ăn xong mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, Hàn Lập tự nhiên sẽ không để ý tới mấy hạt châu đó nữa những ngày tiếp theo hàn lập đặc biệt tập trung lo nuôi dưỡng cửu khúc linh sâm đây là vật phẩm quan trọng cần thiết về sau này nếu hắn muốn thành công trong việc ngưng kết thành nguyên anh cho nên phải thận trọng nuôi dưỡng tại trung tâm dược viên hàn lập đặc biệt kiến lập một tầng đất bao phủ xung quanh sau đó thiết lập ra một loại trận kỳ cấm chế che chắn kỹ càng đem tầng đất đó bao phủ bên trong dù cho mưa gió cũng không lọt làm cho nó trông chẳng khác như một tảng đá lớn màu vàng hắn lúc này mới yên tâm đem cửu khúc linh sâm trồng vào bên trong đó về phần hóa thân của cửu khúc linh sâm, có bộ dạng như một con thỏ trắng vẫn bị nhốt tại một hộp ngọc, Hàn Lập cũng không có ý định nhốt nó lâu dài trong đó. Dù sao hóa thân mà bị nhốt lâu như vậy, về lâu về dài bản thể của linh sâm có thể bị ảnh hưởng. Trên hộp ngọc Hàn Lập dán một loại phù lục, mang nó vào bên trong dược viên để bên cạnh bản thể linh sâm, sau đó tháo phù lục ra. Kết quả không đợi Hàn Lập mở nắp hộp, một đạo bạch quang từ trong hộp bắn ra, sau khi quay quanh một vòng liền nhập vào trong cửu khúc linh sâm, rốt cuộc biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Lập thấy tình hình như vậy không khỏi vui vẻ mỉm cười. Xem ra trải qua một lần bị bắt. Hóa thân bạch thỏ này rất kinh hãi, lá gan cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Bất quá Hàn Lập nhìn bản thể cửu khúc linh sâm trong lòng một mực cân nhắc, không biết hắn dùng lục dịch cho linh sâm, này có thể có tác dụng thần kỳ gì hay không? Loại suy nghĩ này, lúc trước khi lấy được linh sâm hắn có nghĩ qua. Chẳng qua hiện tại ở đây muốn dùng nhiều lục dịch để thử nghiệm, nhất thời cũng không thể nóng vội. Huống hồ, một khi sử dụng lục dịch làm cho cửu khúc linh sâm, đột nhiên năng lực tự nhiên tăng mạnh, phát sinh ra dị biến có thể phá bỏ cấm chế thoát ra ngoài. Khi đó có hối hận cũng đã muộn. Vật này cũng không phải là loại cỏ cây bình thường, mà là linh dược tiên gia có hóa thân trong truyền thuyết, tốt nhất nên cẩn thận là hơn. Ôm loại tâm lý này trong lòng, Hàn Lập đối với việc ăn bài linh sâm của mình cũng không để ý tới nữa. Về phần lục dịch sản sinh ra, Hàn Lập đều dùng tất cả để thúc dục nuôi dưỡng một trong ba đại thần mộc là dưỡng hồn mộc, Mặc dù hiện tại chỉ là một khúc dễ bé nhỏ mà thôi, nhưng Hàn Lập tin tưởng, chỉ cần cho hắn vài năm nữa, từ nơi đây sẽ tái hiện dưỡng hồn mục vạn năm. Vốn Hàn Lập dự định nghiên cứu hư thiên đỉnh nọ, xem qua một chút coi có phương pháp nào có thể mở ra. Nhưng từ khi trong túi chữ vật lại vô tình rớt ra một khúc xương nhỏ, tạm thời làm cho Hàn Lập có chút hứng thú. Hồi tưởng lại, dưới loại tu la thánh hỏa, đáng sợ nọ mà khúc xương của huyền cốt lão ma này lại có thể bình an vô sự, khẳng định là không phải là vật tầm thường, Hàn Lập nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trong tay cầm khúc xương trắng trong suốt nọ, vẻ tò mò trên mặt không ngừng lóe lên. Chương 517 đầu tiên, vật ấy thật sự không có khả năng là một trong những khúc xương của Huyền Cốt lão ma, chỉ là thủ đoạn che mắt của lão mà thôi. Không đề cập tới chất liệu đặc thù, chỉ với một tia linh khí mơ hồ phát ra trên đó, đã biết chắc vật phẩm đó không phải là pháp bảo, nhưng khẳng định cũng là vật phẩm đã được người ta tế luyện qua nhưng vô luận hàn lập dùng thần thức gió xét hay chậm rãi rót linh lực vào khúc xương này cũng không chút phản ứng hàn lập sau một lúc nhướng mày suy nghĩ lập tức nhớ tới công pháp mà lão ma tu luyện chính là quỷ đạo chắc hẳn phải mượn một ít âm hồn khí mới được hàn lập bản thân mặc dù không có âm hồn khí nhưng trên người lại có tụ hồn bát mặc dù âm hồn trong bát đã sớm bị hắn dùng để luyện chế khôi lỗi tiêu hao không còn một chút nào nhưng âm khí còn sót lại trong đó cũng không ít vì thế hắn đưa tay vỗ vào túi chữ vật một cái một cái bát đen thui liền xuất hiện ở trong tay hàn lập liếc mắt nhìn vào tụ hồn bát năm ngón tay nhất thời thanh quang trượt lóe âm khí nhàn nhạt, nhạt bị hàn lập thông qua bàn tay hút vào cơ thể sau đó chậm rãi chuyển vào khúc xương đang cầm trên tay một đạo âm khí lạnh lẽo dần dần hiện hình rất nhanh bao quanh khối xương nọ hàn lập nhìn chăm chăm không chớp mắt máu xương rốt cuộc cũng đã có phản ứng khối xương màu trắng bắt đầu biến thành màu đen không bao lâu toàn bộ âm khí lạnh lẽo đều bị hút vào bên trong khối xương biến thành nửa đen nửa trắng Chứng kiến màn biến hóa này, trên mặt Hàn Lập cũng không lộ ra cái gì khác thường, ngược lại đôi mi có chút rung động. Sau một hồi nhắm mắt ngẫm nghĩ, Hàn Lập ngồi xuống giường. Sau đó cầm tụ hồn bát, bàn tay bộc phát ra thanh quang chói mắt. Đồng thời trên tay phía bên kia ẩn ẩn có tiếng quỷ khóc tuyền ra. Âm khí đen như mực dần hình thành ngày càng dày đặc hơn. Khúc xương bị bao phủ ở trong đó, không chút khách khí điên cuồng thôn phệ những đạo âm khí đó, thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, sau khi không ngừng hấp thụ âm khí, vật nọ dần dần trở thành một khúc xương đen thui. Đột nhiên một trận thanh âm vù vù trầm thấp như tiếng xe gió từ trong truyền ra. Tiếp theo hắc quang nhảy nhẹ từ từ phóng xuất, làm trong phòng nhất thời tràn ngập một khí tức âm lạnh quỷ dị. Hàn lập có chút do dự đem tụ hồn bát thu lại, đồng thời buông lỏng năm ngón tay. Khúc xương rời khỏi tay trôi bồng bềnh, âm khí bao vây nó hiện tại đều đã bị hút sạch sẽ không còn gì, Nhìn thấy cảng tượng quỷ dị này, Hàn Lập ánh mắt chớp động không ngừng. Khúc xương trôi nổi giữa không trung hắc mang vẫn lấp lóe ra bên ngoài, màu đen của nó cũng không có thêm bất kỳ biến hóa nào nữa. Qua một hồi, Hàn Lập thần sắc vừa động bỗng nhiên giơ tay hướng tới không trung mà ngoắc một cái. Vù một âm thanh vang lên, khúc xương vững vàng rơi vào trong tay. Sau gió Hàn Lập nhìn qua một lát rồi dùng thần thức thâm nhập vào trong đó. Lúc trước thì không cách nào dùng thần thức tiến vào bên trong khúc xương, nhưng lần này phi thường thuận lợi. Sau khi hắc quang chợt lóe, trước mắt hiện ra rất nhiều đoạn văn tự cổ cùng những đồ họa liên tiếp hiện ra. Ngọc Giản, Hàn Lập lẩm bẩm nói, bộ dáng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Vật này lúc trước hắn cũng đã phỏng đoán có thể là một loại ngọc giản đặc chế, cho nên hắn áp chế sự hưng phấn trong lòng, bắt đầu đem từng chữ chăm chú nghiền ngẫm. Huyền Âm Đại Pháp, sau khi đọc nửa đầu có chút quen thuộc, Hàn Lập hoàn toàn khẳng định nội dung khẩu quyết mặc dù hắn chưa bao giờ luyện qua công pháp ma đạo nổi danh này nhưng lúc đầu dùng phân thân khúc hồn mà tu luyện huyết luyện thần quang so với nội dung pháp quyết trong ngọc giản này có không ít điểm tương tự như nhau bởi vậy sau khi so sánh một hồi hai loại công pháp có được dựa trên cả hai phương pháp tu luyện liền cho ra phán đoán này ngọc giản làm bằng khúc xương này chính là huyền âm kinh nói thật trong lòng hàn lập có chút thất vọng hắn một khi đã tu luyện thanh nguyên kiếm quyết huyền âm kinh này tuy là bá đạo dị thường uy lực cực mạnh nhưng không thể ngu xuẩn mà tu luyện thêm công pháp này bất quá hắn cũng không có lập tức thu hồi thần thức rời khỏi khối ngọc giản vẫn tiếp tục xem xét khúc dưới bởi vì nửa dưới của huyền âm kinh còn ghi lại một ít bí thuật của ma đạo mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không thể tu luyện theo một loạt bí thuật khó có thể tin dần dần hiện ra, Hàn Lập thần sắc đang tỏ vẻ thất vọng biến thành vui mừng lẫn sợ hãi, thái độ có chút trịnh trọng, trên khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn cực lý. Mấy cái bí thuật này uy lực to lớn, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin nếu có thể đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 9, lại phối hợp tu luyện với bí thuật trên Huyền Âm Kinh, mặc dù vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng bảo vệ tình mạng hay chạy trốn đều có cơ hội thành công trước đây gặp phải cực âm lão ma chỉ có thể ngoan ngoãn bị giết đi mà vô phương ứng phó trong mấy cái bí thuật này thiên đô thi hỏa của cực âm tổ sư rõ ràng cũng ở trong đó về phần thiên đô yêu thi chỉ là bí thuật tu luyện khi luyện thi mà sinh ra đáng tiếc bí thuật này phải lấy huyền âm đại pháp làm trụ cột hơn nữa phải có tu vi ngoài nguyên anh kỳ mới có thể tu luyện nếu không hắn cũng có hứng thú thử qua một lần dù sao uy lực của thiện đô thi hỏa hắn đã tận mắt nhìn qua đích xác là lợi hại vô cùng tuy là uy lực mạnh mẽ nhưng nhược điểm của thiên đô thi hỏa cũng được tiết lộ ở trong khẩu quyết tu luyện này hàn lập xem qua trong lòng cười lạnh không thôi nếu lần sau cực âm dùng ma hỏa này đối phó hắn hắn tuyệt đối có thể làm cho đối phương khiếp sợ một chút sau khi xem lại một lần nữa hàn lập liền đem ra hai ba loại bí thuật mà tu sĩ kết đan kỳ có thể tu luyện nhớ kỹ trong đầu chuẩn bị sau này có thời gian thì bắt đầu tu luyện chúng sau khi thận trọng đem cất giấu khúc xương chứa huyền âm kinh, hàn lập phi thường hài lòng lần thu hoạch này, trong lòng cũng kiềm chế không được sự hưng phấn. sau một hồi đánh giá, hắn lại sờ sờ hư thiên đỉnh trong túi chữ vật, lòng ham muốn khám phá lại bốc lên mãnh liệt. nhất thời động thân hướng mật thất động phủ đi tới. nếu có thể cố gắng khai mở được hư thiên đỉnh, không đề cập đến bổ thiên đan, thành công thu được vài món cổ bảo tới tay làm cho thực lực của hắn cũng tăng lên không ít. ôm loại ý nghĩa này. Hàn Lập ngoài việc mỗi ngày một lần quan sát Kim Ti tẩm ra, còn lại cả ngày ôm tiểu đình mà ngày đêm không ngừng nghiên cứu. Hơn nữa thỉnh thoảng còn tra tìm các loại điển tịch cổ xưa, xem có thể có một chút hy vọng tìm ra phương pháp mở được tiểu đỉnh. Đáng tiếc là sau nửa tháng, vắt hết óc dùng mọi cách cũng không có cách nào khả dĩ, Hàn Lập không thể không thừa nhận cái được gọi bảo vật đứng đầu tại loạn tinh hải, là hư thiên đỉnh này, đích xác tu vi kết đan kỳ như hắn không thể mở ra được. Cái đỉnh này thật sự là khó mở, Đừng nói là dùng lửa đốt, Hàn Lập đã thử qua pháp bảo và cổ bảo, đều không thể lưu lại một tí vết. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm kia vừa mới khôi phục một chút ít tà thần lôi, đánh lên trên đỉnh cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì xảy ra. Có thể nói hắn đã dùng đủ loại biện pháp có thể tưởng tượng để mở tiểu đỉnh. Hàn Lập tự nhiên biết sự tình này coi như không có có khả năng. Cuối cùng Hàn Lập chỉ có thể bỏ ý đồ đó qua một bên, đem tiểu đỉnh thu vào trong túi chữ vật về phần hoài nghi việc mở được hư thiên đỉnh có thể có liên hệ mật thiết tới kiền lam châu hắn cũng không thể xác định kiền lam băng diễm chính lão quái nguyên anh kỳ cũng phải cực kỳ sợ hãi tại tu vi kết đàn hậu kỳ hoặc trước khi kết thành nguyên anh hắn căn bản không có khả năng thao túng luyện hóa bất cứ thứ gì của viên châu đó chính hắn cũng tự biết điều đó trong thời gian này hai con kim ti tằm phục dụng hạt châu ngũ sắc kia tình hình vẫn giống như ban đầu cũng không có bất kỳ phản ứng gì xem ra dược tính còn chưa có tới lúc phát huy mà trong một gian trùng thất khác, mấy vạn phệ kim trùng rốt cục bắt đầu thôn phệ với quy mô lớn lẫn nhau. Xem ra việc sản sinh thế hệ phệ kim trùng mới làm cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi. Hôm nay hắn còn có công việc phải giải quyết, đó là trở lại luyện chế 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm. Số luyện tinh mà hắn tìm được tại dung nham lộ, hắn không chút lãng phí, chuẩn bị đem toàn bộ luyện hóa dung nhập vào trong phi kiếm, Kể từ đó, mặc dù luyện chế thanh trúc phong vân kiếm tuy không dám nói và không thể bị phá vỡ, nhưng vật có thể phá hủy được nó trên thế giới này, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Đối với hắn sau này, khi đối đầu với tu sĩ có đấu pháp cao hơn chính là một lợi thế lớn. Chẳng qua lần luyện hóa này là một chuyện rất vất vả. Bằng vào chất liệu đặc thù ấy, trên điển tịch mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng hàn lập phòng trừng tối thiểu, cũng phải hơn nữa năm mới có thể mượn pháp trận từ từ luyện hóa, nếu trong quá trình luyện hóa đột nhiên pháp lực yếu đi mà không thể duy trì tiếp tục mọi thứ coi như là đổ sông đổ biển vấn đề này cũng không phải là việc có thể đem ra để nói đùa nếu là trước đây lấy tu vi kết đan sơ kỳ cho dù có các loại linh dược phụ trợ hắn cũng sẽ không mạo hiểm thử một lần nhưng hôm nay có được linh dịch vạn năm mặc dù đã sử dụng một phần số còn lại cũng không làm cho hắn lo lắng việc pháp lực hồi phục không đủ ngược lại lo lắng hiện tại là việc nguy hiểm xảy ra trong khi săn yêu thú nên pháp bảo càng uy lực càng tốt như vậy việc luyện chế phi kiếm, Hàn Lập nhất định phải làm thật tốt. Chương 518 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hàn Lập thiết lập động phủ mới, tự nhiên là có thiết kế phòng chuyên để luyện khí. Sau khi hắn thiết lập bên trong một mật trận, liền mang theo luyện tinh cùng bình linh dịch vạn năm kia đi vào trong. Lần này một lần đi vào, cửa mật thất liền đóng chặt trong suốt một năm không hề mở ra một lần nào. Toàn bộ hành động bên ngoài động phủ, đều được hắn chỉ thị thông qua một vài con khôi lỗi cự viên, mà làm kể từ lúc đó, toàn bộ tình hình động phủ đều rơi, vào trạng thái an tĩnh không có bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay lại có phát sinh biến cố. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo trên mặt đất không có dấu hiệu báo chất đột nhiên chớp động, ngay cả vách mật thất cũng rung động không ngừng, đồng thời bên ngoài ẩn ẩn còn truyền đến tiếng sóng như sấm động, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất hòn đảo như bị bao vây trong bão tố cuồng phong. Phành một thanh âm trầm muộn từ cánh cửa thạch thất luyện khí phát ra, sau đó một bóng người chợt lóe hàn lập sắc mặt lạnh lùng từ bên trong đi ra bất quá trong mắt lộ ra vẻ kinh nghị bất định hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm rú ở bên ngoài động phủ đột nhiên một tay thỏ vào trong túi chữ vật bên hông một đạo hoàng quang từ trong đó bắn ra xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong tay hàn lập là một cây trận kỳ màu vàng nhạt trên có vẽ phủ văn trận kỳ dài khoảng hai ba thước hàn lập không suy nghĩ nhiều há mồm phun một luồng thanh khí lên trên ngọn cơ Nhất thời hoàng quang đại thịnh, sau đó trong mắt Hàn Lập một tia lãnh khốc chợt hiện, cổ tay rung lên, một tia sáng màu vàng hướng mặt đất bắn tới. Trận kỳ trong nháy mắt liền chui vào trong lòng đất, biến mất vô ảnh vô tung. Từ trong miệng Hàn Lập, một hồi chú ngữ trầm thấp lúc to lúc nhỏ không đồng nhất truyền ra. Một màn kinh người xuất hiện. Tất cả mặt đất, vách tường trong tiếng chú ngữ dần dần tỏa ra kim quang, phảng phất như muốn biến thành vàng vậy. Cùng lúc đó, sự dung chuyển cùng tiếng sấm kinh hồn nọ chỉ trong khoảnh khắc liền biến mất, tất cả mọi thứ đều trở lại bình thường. Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt thần sắc cũng không có biểu hiện gì, chỉ là trong mắt có nửa phần nghi hoặc, bỗng nhiên hắn hóa thân thành một đạo thanh quang hướng bên ngoài động phủ mà bay đi. Một lát sau, Hàn Lập xuất hiện tại trên không bên ngoài đảo nhỏ, phía dưới mặc dù vẫn có sương mù dày đặc bao phủ, nhưng trận pháp này Hàn Lập chính tay bố trí, tự nhiên không thể nào ngăn trở tầm mắt của Hàn Lập cảnh tượng trước mắt làm cho sắc mặt của hắn biến đổi mấy lần. Bởi vì trận pháp cấm chế vừa mở ra, ngọn núi nơi có động phủ của hắn thì vẫn không lay chuyển, nhưng bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ thì đầu dung chuyển. Chẳng những một ít đồi núi đất đá sạt lở cuồn cuộn đổ xuống, mà trên mặt đất cũng bởi vì chấn động kịch liệt này, mà bắt đầu xuất hiện những khe nứt thật lớn rộng cả mấy trượng, cây cỏ đều bị ngã dạp xuống mặt đất. Nhưng tất cả những chuyện trên vẫn chưa làm cho Hàn Lập kinh sợ, Chuyện mà hắn khiếp sợ hơn chính là, bên sườn của đảo nhỏ, từng đạo từng đạo sóng lớn cao cả trăm trượng nối tiếp nhau đập vào đảo, không ngừng đem toàn bộ quét sạch, cơ hồ làm cho cả nửa hòn đảo biến thành đầm lầy. Từ phía sóng lớn đánh tới, bên ngoài hải vụ mờ mịt, xen trong tiếng sấm sét có tiếng giống giận trầm thấp quái dị, phảng phất như có mãnh thú nào đó đang vô cùng phẫn nộ, cứ một tiếng giống truyền đến, tiếng sấm sét cùng sóng lớn cũng theo đó mà càng dâng cao lên. Chẳng lẽ có yêu thú cấp cao đang ở mặt biển phụ cận gây sóng gió không thành, nhìn về phía sóng lớn hàn lập trong lòng suy nghĩ xem uy thế cỡ này khẳng định yêu thú kia thân hình nhất định là khổng lồ nếu không tuyệt không có khả năng có thanh thế lớn như vậy nghĩ tới đây sự hiếu kỳ trong lòng hàn lập nổi lên hắn cúi đầu trầm ngâm một chút sau đó trên người quang mang chợt lóe trực tiếp hướng về phương hướng phát ra tiếng giống mà bay đến bất quá vì cẩn thận hàn lập liền thu liễm khí tức quang mang cũng trở nên mờ nhạt không phát ra ánh sáng trong nháy mắt cả người như biến mất không rõ tung tích bay ra khỏi màn sương mù do nước biển tạo thành hàn lập cũng không cần chú ý tìm kiếm gì mà lập tức trông thấy mục tiêu cũng như những gì mà hắn phỏng đoán cách đó không xa trên biển đích xác có một yêu thú đang gây ra sóng gió nhưng yêu thú này thể tích quá lớn tuy đã sớm đoán trước nhưng hàn lập lúc này đối với thân thể khổng lồ của nó cũng cả kinh mà hít vào một hơi lạnh đây là một loại yêu thú chống giống rùa mà hắn chưa bao giờ trông thấy qua thể tích của nó ước chừng to gần ngàn trượng phảng phất như là một quả núi lớn đang nổi trên mặt biển cái mai đen thui, đầu như dao long có màu xanh đang ngửa đầu lên trời giống lên từng hồi. Tứ chi trên thân thô nhỏ, nhưng một cái đã dài có đến hơn 10 trượng, cái đuôi to lớn màu bạc không ngừng quét ngang qua vùng biển phụ cận, làm phát sinh từng trận sóng do động trời cùng, với tiếng giống tạo thành những trận gió lốc vây quanh tứ phía, là một phần vùng biển khơi hoàn toàn bị cuốn vào trong đó. Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc cũng không dừng ở đó, lúc này con rùa to lớn như ngọn núi đó đang ngửa đầu điên cuồng giống lên lên trên khoảng không, mà trên trời cao mây đen dày đặc trải dài cả ngàn dặm, từng đạo tia chớp từ trên tầng mây điên cuồng tạo thành những lôi điện kinh hồn, bao vây yêu thú này bên trong mà không ngừng công kích. Mà những cơn sóng gió lớn cùng những cơn lốc là do con rùa tạo ra khi tiếp lấy những đạo lôi điện đang đánh xuống này mà nó cũng không có mảy may tổn hại, chỉ là con rùa to lớn này bởi vậy càng thêm điên cuồng, đôi ngươi xanh biếc bắt đầu dần dần đỏ lên. Hóa hình lôi kiếp, Hàn Lập trên mặt lộ ra một vẻ mặt quái dị thì thào nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Cái gọi là hóa hình lôi kiếp, chỉ xảy ra khi yêu thú có tu vi cấp 7 tiến vào cấp 8, phải trải qua một lần thiên lôi kiếp. Sau khi trải qua lôi kiếp, yêu thú mới có thể thay đổi hình dáng thân thể mà trở thành hình người, mà dựa theo đó tu vi càng thâm sâu thì trình độ chuyển hóa cũng không giống nhau như yêu thu cấp 10, có thể hóa hình cùng nhân loại hoàn toàn không phân biệt. Mặc dù Hàn Lập dựa theo điển tịch tra qua nhiều lần, cũng gặp không ít tư liệu có liên quan về hóa hình chi kiếp này. Nhưng hôm nay chính mắt thấy cảnh này, hắn thực sự không biết là may mắn hay là xui xẻo. Nếu nói là may mắn, lần xuất hiện của yêu thú này đã có thể nói trong hải vực của kỳ uyên đảo, có yêu thú cấp 8 tồn tại, về sau đối với thiên diệp lộ của hắn cũng không phải là không có hy vọng. Con nói về xui xẻo thì con rùa to lớn này trải qua lôi kiếp ở đây, vậy sao huyệt của nó rất có khả năng là ở hải vực gần đâu đây? Hàn Lập thực sự không có hứng thú làm hàng xóm với yêu thú cấp 8. Cho dù chỉ là mới tiến vào yêu thú cấp 8, Hàn Lập muốn trốn cũng không kịp. Hôm nay, yêu thú rùa cấp 7 này tự nhiên không thể phát hiện sự tồn tại động phủ của hắn, nhưng khi đã tiến vào cấp 8, Hàn Lập cũng không tin tưởng có thể thoát khỏi thần thức của đối phương. Nói không chừng, trong lúc hắn ở trong động phủ tu luyện, yêu thú này sẽ tìm tới tận cửa, yêu thu cấp cao ý thức về lãnh thổ rất là mãnh liệt. Chẳng lẽ vừa mới kiến lập động phủ lại phải vứt bỏ mà đi. Hàn lập trong lòng phiền não không thôi, phi kiếm trong thân thể cũng dao động không ngừng. Hắn vừa từ mật thất tế luyện xong 72 thanh phi kiếm thanh trúc phong vân. Sự khó khăn của lần luyện hóa luyện tinh này, vượt xa dự kiến của hắn. Vốn tưởng rằng hơn nửa năm là đủ, không nghĩ tới cần tới thời gian gần một năm như vậy mới hoàn thành. Hàn lập trong thời gian còn lại, nhân cơ hội bế quan một chút, chuyên môn bồi luyện phi kiếm, nếu không phải bị yêu thú này quấy nhiễu, hắn còn muốn bế quan thêm mấy tháng nữa. Không bằng thừa dịp yêu thú này độ kiếp, tổn hao nhiều nguyên khí, ra tay đánh lén một chút, nếu có cơ hội tiêu diệt được đối phương đương nhiên là việc cực tốt, còn nếu không được lập tức rời đi tìm hòn đảo nhỏ khác ý nghĩ này, dâng lên làm cho hàn lập trong lòng căng thẳng. Nhưng một lát sau, hắn mới lắc đầu phủ nhận chính mình. Cho dù thực lực yêu thú cấp 8 đại giảm, cũng không phải người như hắn có thể đối phó, Yêu thú cấp 8 có bao nhiêu lợi hại thì Hàn Lập không biết, nhưng là thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn chính mắt đã thấy qua. Đối mặt với nguy hiểm như thế, hắn tình nguyện hiện tại chỉ có thể di rời động phủ. Đáng tiếc vệ kim trùng thôn vệ xong, lại mới sinh ra trứng mới, nếu không không chừng hắn sẽ thử ra tay một lần. Hàn Lập nhìn phần lớn lôi quang đang chớp động trên người yêu thú, thở nhẹ một hơi, liền chuẩn bị phản hồi động phủ hắn cũng không muốn chờ yêu thú hoàn thành việc lôi kiếp, phát hiện mình đang ở bên cạnh rình coi, sau đó rước họa vào thân. Nhưng Hàn Lập mới quay người lại, không trung xa xa một trận tiếng rít xe gió chuyển đến, tiếp theo mơ hồ có kim quang tại nơi chân trời chấp động. Ở phương hướng trái ngược một tiếng xe gió nhẹ nhàng vang lên, một mảng hòa hồng sáng mờ mờ đồng thời hướng nơi này bay đến. Hàn Lập gặp cảnh này không khỏi ngẩn ra, nhưng chưa chờ cho hắn có phản ứng thì cách chỗ cự quy không xa, trên mặt biển gió lớn mạnh mẽ phun ra hơn 10 cái cột nước, Tiếp theo một mảng lớn nước biển nhanh chóng dâng vọt lên, phảng phất giống như có quái vật to lớn nào đó muốn từ trong lòng biển đi ra. Hàn Lập tự nhiên bị dọa cho sợ hãi, vội vang ẩn thân vọt ra xa khỏi nơi đó một khoảng cách, rồi mới kinh ngạc nhìn tình hình trước mắt. Lam quang chợt hiện, một cự thú toàn thân màu đỏ tươi từ trong biển phá nước mà ra, sau khi trồi lên mặt nước, nhân tiện nó phát xuất ra một tiếng giống làm cho màn nhĩ Hàn Lập ong ong rung động. Hàn lập cả kinh thiếu chút nữa từ trên không ngã xuống, vội vàng đem pháp lực điều áp, sau đó mới trụ lại ổn định thân hình. Đại diễn quyết trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển, hắn lập sắc mặt trắng bệch dương mắt nhìn quái thú kia, vẻ mặt hoảng sợ. Chương 519 độc giao. Hàn lập trong lòng thầm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Yêu thú này có màu đỏ tươi, dài đến trăm trượng, cơ hồ cùng mặc giao lần trước Hàn lập gặp qua giống nhau như đúc, chính là giao long hàng thật giá thật, nhưng là loại độc giao hung danh hiển hách nhìn linh quang lưu chuyển trên vảy, xem ra đây tuyệt đối là yêu thú cấp 8. Loại yêu thú này gây cho Hàn Lập áp lực đã từng gặp ở trên người của đám lão quái vật Nguyên Ánh Kỳ. Giao là một trong số ít thượng cổ yêu thú tồn tại từ thời thượng cổ tới nay, là tối cường trong thiên địa linh thú, tốc độ tu luyện vượt xa yêu thú thông thường, đồng thời một khi tu luyện thành cũng sẽ có pháp lực vượt xa yêu thú đồng cấp, thậm chí yêu thú cấp cao hơn khi đối địch với nó, cũng chưa chắc có khả năng thắng được trong điển tịch ghi lại độc giao là yêu thu cấp 8, nhưng đối đầu với yêu thu cấp 9 cũng không rơi vào hạ phong. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập biến sắc. Hàn Lập lập tức có ý niệm bỏ chạy trong đầu, nhưng sau cùng cũng không dám vọng động. Hiện tại xa xa có hai đạo độn quang đang hướng tới phía này, xem hình dáng đến cũng không có thiện ý. Thừa dịp rối loạn để đào tẩu tốt hơn là hiện tại mạo hiểm tiết lộ hành tung. Cho dù như thế, Hàn Lập cũng lặng lẽ khoác huyết sắc phi phong lên người, đồng thời hai tay khẽ động, ngũ hành hoàn cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay. Hàn Lập lúc mới an tâm một chút. Lúc này độc dao cũng dừng lại, đưa cánh tay khổng lồ lên, liếc mắt nhìn cự quy đang liều mạng chống lại những tia lôi điện. Trong mắt hiện lên tia dị sắc, nhưng sau đó trên người phóng ra lam quang nhấp người, thân hình khổng lồ tại không trung thu nhỏ lại. Một lát sau, một hình dao long giống hình người xuất hiện tại chỗ cũ, đầu vẫn mang dáng vẻ hung dữ của dao long, nhưng thân thể và tứ chi biến ảo không khác thường nhân, vảy hồng phủ khắp người, phía sau còn có một cái đuôi thô to, vẩy qua lại không ngừng, thấy một màn giao long hóa hình hàn lập trong lòng khỏi không kinh ngạc độc dao hình người cứ như vậy đứng trên sóng biển như trên đất bằng thân hình không hề trao đảo chút nào nhưng mà độc dao sau khi hình người cặp mắt xanh biếc như lơ đãng hướng về phía hàn lập trong ánh mắt ẩn chứa hàn ý làm trong lòng hàn lập phát lạnh nắm chặt hai cổ bảo trong tay lòng bàn tay ứa mồ hôi lạnh may mắn ngay lúc này từ phía xa ánh kim quang cùng một dáng mây đỏ đã phi độn dền trước mặt độc dao lập tức không để ý tới hàn lập nữa lạnh lùng hướng ánh mắt về phía ba người hiện ra trên không trung. Trong kim quang là một lão đạo sĩ thoạt trong tiên phong đạo cốt, lưng đeo bảo kiếm, tay cầm phất trần, một thân kim trói mắt mặc bát quái đạo bào, tay vuốt tròm dâu mà đánh giá độc giao nhân hình, vẻ mặt khiếp sợ, bất quá trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mà cách đạo sĩ không xa là một đôi trung niên tướng mạo như cương thi, khuôn mặt xanh mét, trường bao màu lửa hồng trói mắt, tất cả đều giống nhau như tạc, chỉ có một điểm khác nhau là một người mang hồ lô màu đỏ, còn một người cầm quỳ đầu trượng. Hai người bọn họ trước tiên nhìn độc giao, sau đó lướt mắt nhìn qua lão đạo sĩ đối diện, khuôn mặt không có biểu hiện gì, không nói một lời. Trong ba người, lão đạo sĩ có tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn hai trung niên là kết đan hậu kỳ. Nhưng làm hàn lập kỳ quái hơn là khí thế của hai gã trung niên trước mặt độc giao, không hề yếu hơn so với lão đạo nguyên anh kỳ, không chút sợ hãi. Hắc hắc, không nghĩ tới tự nhiên lại gặp hai vị hoác đạo hữu, bần đạo thật sự là thất kính. Lão đạo con ngươi sau khi di chuyển vài cái, đột nhiên hướng về hai gã hồng bào mỉm cười nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại hội kiến Kim Hà Tiền Bối. Chẳng lẽ Tiền Bối muốn săn hai con yêu thú phía dưới? Nếu là như vậy, huynh đệ tai hạ chúc Tiền Bối may mắn vị hồng bào lưng đeo hồ lô thần sắc, không chút thay đổi nói. Lão đạo nghe lời này, trong lòng cảm thấy buồn bực. Độc giao ở phía dưới cũng tương đương với yêu thú chính cấp. Hắn dù tự đại cũng không dám cho rằng một mình có thể bắt nó." nếu không tự thị pháp bảo lợi hại hắn thậm chí không dám đối với độc dao này có chú ý gì bởi vậy lão đạo mặt nhăn vài cái cau mày dứt khoát ho khan vài tiếng trực tiếp nói rõ hai vị đạo hữu đừng cười bần đạo một người quyết đấu không lại độc dao phía dưới hai vị đạo hữu mặc dù than mang phá thiên thần xa cũng không chắc vây được yêu thú này chúng ta liên thủ thì còn có vài phần khả năng không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú thử một lần yêu thu cấp 8 cũng đã nhiều năm không ai gặp qua, nếu thật có thể may mắn thành công, tại hạ không lấy yêu đan cấp 8 cấp, nhưng tinh hồn giao long phải để cho bần đạo kim hà, đạo sĩ nhìn chăm chầm vào hai gã hồng bào, chậm rãi nói, nghe lão đạo này nói có chút ngoài ý nghĩ của hai gã hồng bào. Bọn hắn nhìn nhau một cái, không biết trao đổi như thế nào, rồi người trung niên cầm trong tay quỳ đầu quải trượng đơn giản gật đầu trả lời, được. Nếu tiền bối cũng nói như thế, hai người vãn bối cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, nhân tiện ra tay hợp tác với nhau một lần. Một nói xong lời này, tên còn lại trên tay vừa lộn, hỏa hồng hồ lô sau lưng không biết từ khi nào đã đến trên tay. Mà lão đạo nghe vậy nhất thời mừng rỡ khoát tay, một thanh sắc ngọc hoàn từ tay áo xuất ra, đón gió liền phát ra tiếng vù vù. Độc dao ở phía dưới vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn ba người, tự hồ hiểu được bọn họ đang nói cái gì. Sau khi một tia tàn khốc hiện lên, cũng không nói hai lời, miệng rộng hé ra, một đạo huyết quang chợt lóe lên hướng thẳng đến lão đạo mà chính thân ảnh của hắn thoáng một cái biến mất vào trong hư không sau một khắc độc dao hiện ra sau lưng hai gã hồng bào hai tay vung lên từ mười ngón tay lam quang lóe lên đánh vào sau lưng đang một tiếng nổ vang lên một bàn tay khổng lồ màu xanh bỗng nhiên hiện ra đỡ một kích này chính là quải trượng của hồng bào tu sĩ tự động hóa thành một ác quỷ dữ tượng cao hơn trượng cứu bọn họ cho dù như vậy hoác thị huynh đệ cũng bị một phen giật mình trên khuôn mặt vốn không biểu cảm như người chết đã lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng đem hồng hồ lô nhẹ nhàng tế xuất. Một tiếng xe gió phát ra, vô số tinh sa màu đỏ từ hồ lô phô thiên cái địa tuôn ra, trong nháy mắt đã đem phương viên trăm trượng hơn hóa thành thế giới hỏa hồng, đồng thời vây độc dao vào trong đó. Mà huyết quang độc dao phun ra ở bên kia, giống như vật sống cùng ngọc hoàn lão đạo bắn ra quấn vào nhau. Xem vẻ mặt lão đạo ngưng trọng, không chút nào dám khinh thường, không dám để cho huyết quang lại gần người, cũng biết huyết quang nọ không phải tầm thường độc dao lấy một địch ba rõ ràng là đang vì yêu quy độ kiếp mà chỉ hoãn thời gian lão đạo cùng hai gã hồng bào nhân cũng sợ độc dao thấy tình thế không ổn mà chạy mất nên cũng không tiếc tiêu hao pháp lực về phần cự quy sau khi độ kiếp chấm dứt nguyên khí cũng đã đại thương không đủ sức làm khó được họ từ lúc đó ba người một yêu bắt đầu đấu với nhau mà nơi cự quy độ kiếp trên bầu trời không còn là từng đạo lôi điện mà là từng đoàn từng đoàn lôi cầu đánh trực tiếp xuống cả người cự quy run rẩy giống lớn lên không thôi Thấy tình hình này, Hàn Lập ẩn nấp một bên trong lòng cũng mừng rỡ. Hắn sẽ không ngu xuẩn mà tồn tại ý niệm ngư ông đắc lợi trong đầu. Loại trình độ tranh đấu này không phải hắn có thể nhúng tay vào. Cuối cùng dù thắng là yêu hay người, thì muốn thu thập vị kết đan sơ kỳ như hắn tuyệt đối, như trở bàn tay. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội chạy trốn, hắn vội vàng đem toàn bộ pháp lực toàn thân rót vào trong huyết sắc phi phong, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết quang phá không mà đi, Hàn lập độn quang, cũng làm cho tranh đấu giữa ba người một yêu bị giật mình, nhưng lập tức không để ý tới. Bởi vì huyết quang tốc độ mặc dù cực nhanh, nhưng lại đã để cho bọn họ thấy ra tu vi sâu cạn của Hàn Lập, một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ, đúng là trong mắt bọn họ không phải là nhân vật quan trọng gì. Bởi vì sợ hãi động phủ này bị yêu thú cùng tu sĩ phát hiện, Hàn Lập độn huyết quang cũng không có hướng vân vụ trong biển bay đi, mà là tìm một cái phương hướng khác bỏ chạy. Mượn tốc độ kinh người của huyết sắc phi phong, Hàn Lập một hơi đã chạy ra mấy ngàn dặm, thấy phía sau không có gì đuổi theo, trong lòng mới buông lỏng, thoải mái phi hành bình thường, tiếp tục bay đi về phía trước. Ước chừng đã bay hơn nửa ngày, Hàn Lập mới tìm một hoang đảo tạm thời dừng lại. Tại hải vực phụ cận trì hoãn vài ngày, sau khi phòng trừng đại chiến bên kia hẳn đã chấm dứt, Hàn Lập mới cẩn thận mà bay trở về. Quả nhiên phụ cận vụ hải đã sóng yên biển lặng, yêu thú, tu sĩ, thiên lôi đã không thấy bóng dáng, phảng phất như chưa có sự tình gì xảy ra. Hàn Lập đứng ở trên mặt biển phụ cận, nét mặt có chút trầm ngâm, đột nhiên đem thần thức chậm rãi thả ra, bắt đầu dò xét hải vực phụ cận. Đột nhiên hắn trong lòng vừa động, thanh quang chợt lóe, người bỗng nhiên hướng xuống biển mà lặn xuống. Khoảng sau một bữa cơm, Hàn Lập hai tay cầm một món đồ bay ra lên khỏi mặt biển. Chương 520 ủng hộ kênh qua link linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Món đồ đó là một phần đuôi dài mấy trượng ngân quang lập lòe của cự quy kia. Một món khác là nửa thanh quỷ đầu quải trượng, nhưng cũng ẩn chứa một lượng linh khí kinh người. Xem ra trận chiến này, ai là người thắng cũng vô cùng khó nói. Sau khi trận lôi điện chấm dứt, bọn họ nói không chừng đã truy đuổi nhau rời khỏi vùng phụ cận Hải vực này. Dù sao thì Nguyên Anh kỳ cùng yêu thú cấp 8, vô luận là tu sĩ muốn diệt yêu thú lấy đan, hay yêu thú muốn thôn phệ Nguyên Anh của tu sĩ, đều không phải là chuyện dễ dàng làm được. Nếu mà không thể đánh lại thì cũng có thể chạy thoát một cách dễ dàng hàn lập nhìn hai món đồ trong tay nét mặt hiện lên vẻ thận trọng hắn ngẫm nghĩ một chút rồi kiên quyết ném hai món đồ này xuống biển cho dù nguy hiểm có thể không lớn nhưng hàn lập cũng không muốn bị những kẻ đang truy tìm hai món đồ này tìm đến mà tự chuốc họa vào thân hắn đánh giá xung quanh một lần nữa xác định vùng phụ cận không có tu sĩ cùng yêu thú mới yên tâm mà hướng về hải vụ mà bay tới cấm chế bên ngoài của động phủ vẫn như cũ hàn lập lúc này mới buông bỏ sự lo lắng nhanh chóng tiến vào bên trong Vốn trước khi cuộc chiến bắt đầu, Hàn Lập đã định rời khỏi hòn đảo này. Nhưng sau khi thấy cuộc chiến của ba gã tu tiên cùng yêu thú, hắn đã thay đổi chủ ý. Cự quy chưa nói đến sống chết nhưng cũng đã bị thương nặng, cho dù sao huyệt của nó ở tại hải vực này đi nữa, thì trải qua lần này nó cũng sẽ không quay về lại. Huống hồ tìm một hòn đảo nhỏ bí mật khác lại không hề dễ dàng. Cho dù tìm được, ai có thể chắc là chỗ đó không có yêu thú cấp cao chiếm cứ. Do đó, nơi này ngược lại còn trở nên an toàn hơn, chẳng qua Hàn Lập cũng không muốn mạo hiểm, một hơi bày ra trên đảo mấy cái ảo trận, còn tại ngọn núi nơi mà hắn xây dựng động phủ thì bố trí cấm chế che giấu. Nếu mà sau này có cường địch xâm lấn, hắn cũng có cơ hội bỏ chạy. Làm xong mọi chuyện, Hàn Lập mới yên tâm mà quay về chỗ ở. Hắn thực không biết, ngày đó, trận đại chiến mà hắn chứng kiến, là môi lửa cho cuộc chiến giữa yêu thú và tu sĩ tại loạn tinh hải sau này. Bộ tộc Giao Long ở loạn tinh hải bị chọc giận, cũng tham gia vào trận tuyến yêu thú cấp cao đồ sát tu sĩ nhân loại chính vì thế mà tu sĩ nhân loại bị tổn thất rất lớn. Hàn Lập thấy khoảng thời gian sau đó động phủ bình yên không việc gì. Không bao lâu sau, hắn đã đem cuộc đại chiến ngày đó vứt vào dĩ vãng. Hiện tại hắn vì việc săn yêu thú trong tương lai, mà chuyên tâm chế tạo một số khí cụ bố trận. Hiện tại phải đối phó với yêu thú cấp 6, cấp 7 nên hắn cũng không dám có chút khinh thường. Trong thời gian này, vệ kim trùng sau khi thôn vệ lẫn nhau xong thì đã đẻ trứng, Hàn Lập trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng khi hắn nhìn thấy trứng của Phệ Kim trùng lại vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù lớp vỏ bên ngoài trắng bóng nhưng lại xuất hiện một số điểm màu đen rất đáng chú ý. Cái này là thấy việc này, Hàn Lập này sinh một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lũ Phệ Kim trùng này đã tiến cấp đến thời kỳ thành thục? Nhưng ngay lập tức hắn lại phủ nhận điều này. Theo hắn suy đoán thì trước kia mặc dù uy lực của Kim trùng tuy không nhỏ, nhưng khoảng cách đạt đến bất tử thân như trong truyền thuyết còn rất xa, chắc chắn không thể tiến hóa nhanh như vậy được. Vì thế, Hàn Lập lại có một suy đoán khác trong lòng. Hắn nghĩ tới việc thôn vệ thiết hỏa kiến trước đây. Chẳng lẽ vì thôn vệ thiết hỏa kiến, nên đã bắt đầu sinh ra việc tiến hóa ngoài dự đoán. Hàn Lập lòng tràn ngập hiếu kỳ. Tuy nhiên, mấy cái trứng này lại đang trong quá trình ấp, dựa theo kinh nghiệm của hắn thì có lẽ cần khoảng thời gian một năm nữa. Hắn không chút do dự, kềm chế nỗi chờ mong trong lòng mà họa ra khống thần pháp trận, đem toàn bộ chỗ trứng này tiến hành lấy máu nhận chú. Sau đó, Hàn Lập mới thuận tiện hướng tới động của Kim Ti Tầm bên cạnh để xem xét. Hiện tại thì Kim Ti Tầm ngoại trừ hai con ăn ngũ sắc châu còn sống ra, thì số còn lại cho dù có linh dược tục mệnh cũng dần dần chết đi. Cho dù hai con còn lại này bởi vì dược lực kỳ diệu mà còn sống đến nay, nhưng cũng không hề có chút dấu hiệu chuyển biến tốt nào. Đến lúc này, Hàn Lập cũng hoàn toàn mất hết hy vọng. Hắn cố ý chuẩn bị một ít nghề thường thảo cho hai kim ti tầm này, ăn xem thử có tác dụng như phệ kim trùng mà sinh ra một ít trứng, Hiện tại Hàn Lập cũng khẳng định ngũ sắc châu này dù không phải là bổ thiên đan, thì cũng có ích cho thân thể, không có hại gì. Qua nửa tháng, Hàn Lập đã luyện chế xong toàn bộ khí cụ bố trận. Tiếp đó, hắn mang nghe thường thảo cho kim ti tắm ăn vào, còn bản thân hắn thì tiến hành bế quan, dùng thử ngũ sắc châu xem sao. Ngoại trừ mấy viên dùng lúc trước, hiện tại trong tay Hàn Lập còn 6 viên. Khoanh chân ngồi trong phòng bế quan, mắt nhìn cái hộp đựng châu, Hàn Lập phi thường bình tĩnh, một khi hắn đã có chủ ý, hắn sẽ không bao giờ do dự, hắn nhanh chóng cầm lên một hạt bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, nét mặt hàn lập lộ ra một tia kinh ngạc. Hạt châu vô cùng cứng nhưng sau khi cho vào miệng lại trở nên vô cùng mềm mại, có chút khó chịu nhưng lại rất dễ dàng nuốt vào trong bụng. Trong đan điền dâng lên một cỗ nhiệt khí khác thường. Hàn lập cho mày, dùng thần thức quan sát bên trong thân thể. Ngũ sắc châu trong bụng hoàn toàn không có chút tổn hại gì, hơn nữa lại còn phát ánh sáng mở nhạt, Thấy tình hình này, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó hai tay bắt pháp quyết. Một cỗ khí màu xanh nhẹ nhàng tỏa ra từ kim đan, bao lấy viên châu, từ từ luyện hóa. Hơi ấm ban đầu bỗng chốc trở nên vô cùng nóng bỏng. Hàn Lập nhắm chặt hai mắt tiến vào nhập định. Hai tháng sau, viên châu đã bị Hàn Lập đùng đan hỏa luyện hóa hết, nhưng Hàn Lập lại không cảm nhận được chút biến hóa nào trong cơ thể. Chân trừ một chút, Hàn Lập lại bắt đầu luyện hóa hai viên ngũ sắc châu khác. Đảo mắt, thời gian đã nhanh chóng trôi qua nửa năm. Khi Hàn Lập xuất quan, sáu viên ngũ sắc châu đều đã bị hắn luyện hóa hết. Lúc này, hắn mơ hồ nhận thấy bản thân đã có thể hấp thụ thiên địa linh khí cùng vận chuyển linh lực so với trước kia nhanh hơn một chút. Tuy không rõ ràng nhưng lại khiến Hàn Lập mừng rỡ như điên. Dù sao hiệu lực của mấy viên ngũ sắc châu này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi bước ra khỏi phòng bế quan, Hàn Lập múc lấy một chút nước lạnh ở trong máng xối. Kim ti tầm quả nhiên sau khi ăn vào nghe thường thảo, đích xác là có sinh trứng, nhưng số trắng này đều là trứng chết, không có lấy một quả còn sống. Đôi kim ti tầm sau khi sinh trứng cũng chết đi. Điều này khiến cho Hàn Lập đứng bên ngoài trùng thất, nhìn số trứng này không còn gì để nói. Mặc dù bị một cú sốc lớn, nhưng Hàn Lập cũng không phải là không có thu hoạch. Tôi thiểu, hắn cũng đã có thể nghiệm chứng được tác dụng của nghe thường thảo trước nay hắn cũng hoài nghi, loại linh thảo này có tác dụng đề cao năng lực sinh sản của yêu thu cấp cao, nhưng lại hoàn toàn không có cơ hội kiểm chứng. Hôm nay xét theo tình trạng của kim ti tầm thì tám chín phần là đúng như thế. Càng là yêu thú cấp cao thì khả năng sinh sản lại vô cùng khó khăn, khó trách tại sao yêu thú cấp cao lại phát cuồng như thế khi thấy loại linh thảo này. Tục ngữ nói quả là không sai. Họa phúc tương y. Đúng lúc Hàn Lập đang vì chuyện của kim ti tầm mà buồn bực, thì trứng phệ kim trùng mấy ngày sau bắt đầu nở. Kết quả sau khi trứng nở khiến cho Hàn Lập một phen ngạc nhiên. Phệ kim trùng sau khi nở ra, hình dáng so với trước kia cũng không có gì biến hóa, nhưng màu vàng trên thân ngoại trừ điểm những đốm màu bạc, thì còn xuất hiện những đốm màu đen hơn nữa, linh khí trên người chúng cũng làm cho Hàn Lập cảm thấy hơi khác so với lúc trước. Hiện tại Hàn Lập hoàn toàn có thể khẳng định, phệ kim trùng này xuất hiện biến hóa, như thế hoàn toàn là do đời trước thôn phệ thiết hỏa kiến mà ra. Chúng so với phệ kim trùng bình thường có chút khác biệt cụ thể có cái gì khác biệt hàn lập phải thử nghiệm mới biết được vì thế hắn lấy một túi linh thú đựng phệ kim trùng rồi trở lại mất thất nửa ngày sau khi hàn lập trở lại thì khuôn mặt không giấu được vẻ hưng phấn uy lực của phệ kim trùng mới này vượt ngoài sự dự đoán của hàn lập hiện tại hắn đối với việc ra biển săn yêu thú càng thêm tin tưởng tuy nhiên hàn lập còn muốn nghiên cứu một chút về các linh kiện khôi lỗi lấy được trong hư thiên điện nhưng phòng chừng không thể chỉ trong vài năm là có hiệu quả nên đành tạm thời từ bỏ thay vào đó hắn chuẩn bị ra biển thu thập yêu đan của yêu thu cấp cao khi cụ bố trận và nghe thường thảo tất nhiên là hắn phải mang theo huyết ngọc tri thù và đề hồn cũng không thể lưu lại khẳng định là sẽ có cơ hội dùng tới nhưng bên trong động phủ này còn có rất nhiều linh thảo đặc biệt là cửu khúc linh sâm hàn lập có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định không nên mang theo dù sao lần ra ngoài này hắn cũng không biết bao lâu mới có thể quay trở lại cửu khúc linh sâm là thực vật nên không thể rời đất quá lâu được vì lý do đó, sau khi cân nhắc một hồi, Hàn Lập quyết định để lại nửa số phệ kim trùng mới tại động phủ, cấp cho chúng nó mệnh lệnh, chỉ cần có yêu thú hay là người tu tiên xâm nhập, lập tức tiêu diệt. Do đó, chỉ cần không phải là tu sĩ nguyên anh kỳ hoặc là yêu thú cấp 8 tiến vào, thì nơi này hoàn toàn an toàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.